nơi mà Nam Cung Yến đưa Trần Triệu Dương đến là một câu lạc bộ tư nhân. Ngay khi anh dừng xe thì thấy bên cạnh đều là những chiếc xe hơi đắt tiền, các nam thanh nữ tú trang phục lộng lẫy đang đi vào phía trong. Theo như suy đoán của anh, tối nay bên trong đó sẽ tổ chức tiệc rượu hoặc gì đó tương tự. Em yêu, em muốn anh giúp gì cho em, Trần Triệu Dương ngay lập tức quay sang hỏi Nam Cung Yến. Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi là được, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết. Nam Cung Yến không trả lời câu hỏi của Trần Triệu Dương mà lạnh lùng dẫn anh đi vào bên trong. Đến trước cửa câu lạc bộ, sau khi Nam Cung Yến báo danh tính của mình thì những người đứng phía trước đã giạt ra cho họ vào. Theo Nam Cung Yến đi vào trong câu lạc bộ, Trần Triệu Dương đã biết suy đoán lúc nãy của mình là đúng, tối nay ở đây sẽ tổ chức tiệc rượu. Những người có mặt ở đây đều đang túm năm tụm ba uống rượu, nói chuyện hoặc là khiêu vũ trên sàn nhảy. Sau khi Nam Cung Yến đi vào trong thì trông như là đang muốn tìm ai đó vậy, cô nhìn khắp nơi, nhưng hình như không tìm thấy. Anh đứng đây đợi tôi đi tìm một người. Nam Cung Yến nói với Trần Triệu Dương. Ừ, em đi đi. Nam Cung Yến không quan tâm đến Trần Triệu Dương nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến rời đi thì tất nhiên cũng không đứng đó làm gì nữa. Những chiếc bàn gần đó đều được bày biện những đồ ăn, thức uống ngon miệng. Một người chưa ăn cơm tối như anh tất nhiên không thể nào bỏ qua. Anh đi đến phía trước những chiếc bàn đặt đồ ăn đó, rồi lấy rất nhiều thức ăn vào đĩa. Sau khi lấy được đồ ăn thì tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến. Những người có mặt ở đây tối nay đều là những người ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội, họ nhìn thấy Trần Triệu Dương mặc đồng phục bảo vệ, ăn uống như một tên ăn mày chết đói lâu ngày, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khinh thường. Cậu chủ Tất, người cậu nhắc đã đến rồi đó. Đúng lúc này, cửa phòng VIP trên lầu bị đẩy ra, một cậu ấm tươi cười bước vào. Đến rồi, ở đâu? Tất Văn Bách đứng lên hỏi. Có phải là tên bảo vệ kia không? Cậu ấm đó đi đến phía trước cửa kính, chỉ vào Trần Triệu Dương đang ngồi trong góc. Cậu chủ Tất, cậu nói xem có phải là anh ta không? Hắn ta chính là người hôm trước dám ra tay với anh đúng không? Chính là hắn ta, Tất Văn Bách nhìn Trần Triệu Dương đang ngồi phía dưới. Trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác của hắn ta kìa, đã thế lại không khác gì một tên ăn mày, đúng là mất mặt. Đúng thật là mất mặt mà. Hừ, đúng là hạ thấp đẳng cấp tiệc rượu của chúng ta. Đám người xung quanh Tất Văn Bách hùa theo nói. Tất Văn Bách cắn răng nói, các người ai muốn dạy dỗ hắn ta nào? Tôi muốn khiến cho hắn ta trở thành trò cười trong đêm nay, sau đó còn phải đuổi hắn ta ra ngoài. Anh Tất, để em, đúng lúc này. Một chàng trai có thân hình mập mạp đứng bên cạnh Tất Văn Bách cười, cái chuyện dạy dỗ người khác này không ai giỏi bằng em đâu. Phùng Nhân, vậy chuyện này giao cho cậu. Anh Tất, anh cứ yên tâm, các anh chỉ cần đứng đây xem kịch hay là được. Phùng Nhân nói xong liền rời khỏi phòng VIP. Đám người Tất Văn Bách đứng bên trên, không lâu sau đã nhìn thấy Phùng Nhân đi xuống dưới. Cậu nói xem tên mập họ Phùng đó sẽ dùng cách gì đây? Xem bộ dạng này của hắn. Chắc vẫn chỉ là cái cách đó thôi. Đầu tiên là đổ đồ ăn vào người rồi ăn vạ. Ha ha, cách này không tệ, chúng ta đợi xem kịch hay thôi, Tất Văn Bách híp mắt cười. Tên họ Trần kia lại dám đối đầu với tôi thì kết cục chỉ có thể là như thế mà thôi, Tất Văn Bách nhìn thấy Phùng Nhân bắt đầu hành động thì nói một cách trầm ngâm. Trần Triệu Dương thì đang ăn, rất nhanh sau đó anh đã ăn hết đồ ăn trong đĩa nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nên chuẩn bị đứng lên đi lấy thêm. Đúng lúc mà Trần Triệu Dương đi về phía bàn để đồ ăn để lấy thêm đồ thì đột nhiên bên cạnh có một người chạy nhanh về phía anh. Sau khi Trần Triệu Dương cảm giác được thì ngay lập tức tránh sang bên cạnh. Soảng! Ngay khi Trần Triệu Dương tránh sang bên cạnh thì tất cả đồ ăn trong tay người nọ trực tiếp rơi hết cả xuống đất. Trần Triệu Dương liếc qua một cái rồi không để ý đến nữa mà chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, người nọ vươn tay bắt được Trần Triệu Dương, tức giận nói, anh đâm vào tôi. Đánh đổ đồ ăn làm bẩn bộ vest của tôi. Đã thế anh còn muốn rời đi sao? Người nọ hét lên như thế, ngay lập tức cả hội trường yên tĩnh lại, tất cả sự chú ý của mọi người lúc này đều tập trung vào phía này. Sau khi họ nhìn thấy Phùng Nhân thì không ít người đều nở một nụ cười hài lòng. Họ biết là sắp có kịch hay để xem rồi. Không ít người trong số họ đều biết rằng đây chính là chiêu trò thường thấy của Phùng Nhân. Trần Triệu Dương nhìn người đàn ông mập mạp mặc vest trước mặt. Nhàn nhạt nói, tôi không đâm vào anh. Là do anh đi đường không vững, không liên quan gì đến tôi. Anh không đâm vào tôi tự ngã,
chính là do anh đâm vào tôi, rất nhiều người xung quanh đều nhìn thấy, Phùng Nhân nói một cách ngạo mạn. Tôi cũng nhìn thấy. Là do cậu đâm vào cậu ấy, đừng có chối nữa. Xung quanh có không ít người, dù họ có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi hay không thì đều đứng về phía Phùng Nhân. Tên bảo vệ quèn này, nghe rõ chưa? Có nhiều người nhìn thấy như thế, rõ ràng chính là do anh đâm vào tôi, lại còn làm bẩn hết quần áo của tôi nữa, anh có biết bộ vest này của tôi có giá bao nhiêu không? Anh đền được sao? Phùng Nhân kích động nói với Trần Triệu Dương, anh nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Không phải do tôi làm, chả liên quan gì đến tôi cả. Trần Triệu Dương trực tiếp hất tay Phùng Nhân ra. Anh không được đi, chó má, chưa nói rõ ràng mà anh lại dám đi. Phùng Nhân nói một cách ngạo mạn, lại tóm lấy tay của Trần Triệu Dương một lần nữa. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Phùng Nhân, nói, anh tốt nhất là nên bỏ cái tay thối của anh ra khỏi người tôi ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Anh có thể làm gì tôi nào? Phùng Nhân nói một cách khoa trương, một tên bảo vệ quèn mà đòi vào đây ăn uống nhồm nhoàm, bây giờ còn đâm vào tôi, làm bẩn trang phục của tôi, anh còn cãi nữa hả? Vậy anh muốn thế nào? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Phùng Nhân hỏi. Quỳ xuống xin lỗi anh đây thì may ra anh đây còn xem xét tha thứ cho, Phùng Nhân nói một cách đắc ý. Những người đứng xung quanh nghe thấy vậy thì đều cười ồ lên. Tôi sớm đã thấy chướng mắt tên bảo vệ quèn này rồi. Cuối cùng bây giờ cũng có người dạy dỗ anh ta rồi. Ha ha, đây chính là kết cục của việc vào đây chỉ để ăn ngấu ăn nghiến thôi đấy. Cậu Phùng, cậu làm đúng lắm. Mau quỳ xuống đi, nếu không đợi thêm chút nữa không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Phùng Nhân nghe được lời nói của những người đứng xung quanh thì lại càng tỏ ra khoe khoang đắc ý. Hắn nhìn Trần Triệu Dương với một ánh mắt khinh thường rồi cười và nói, tôi bảo anh quỳ xuống, anh có nghe thấy không? Bảo tôi quỳ. Trần Triệu Dương hỏi lại một cách lạnh lùng. Đúng thế, tôi bảo anh quỳ xuống, Phùng Nhân cười đắc ý, nếu hôm nay anh không quỳ thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây được. Ha ha, mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì cười ầm lên, họ đều đứng nhìn với tâm lý đang xem một trò vui. Đám người này từ trước đến nay đều coi mình là tầng lớp thượng lưu của xã hội cho nên khi nhìn thấy một tên bảo vệ quèn bị ức hiếp đến mức đánh không lại như vậy thì đều có cảm giác mình ưu việt hơn người. Trần Triệu Dương nhìn thấy biểu cảm khinh thường của Phùng Nhân thì lập tức bước về phía hắn ta. Đám người ở đây thấy Trần Triệu Dương như vậy thì đều cười ồ lên. Họ đều cảm thấy, Trần Triệu Dương muốn quỳ xuống tạ lỗi rồi. Mà gương mặt Phùng Nhân giờ phút này đều là bộ dạng đắc ý ngời ngời. Lúc Trần Triệu Dương đối mặt với Phùng Nhân, tất cả mọi người đều cho rằng, một tên bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ không dám đụng đến Phùng Nhân. Trên mặt Phùng Nhân cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Trần Triệu Dương. Ngay lúc này, Nam Cung Yến đột nhiên giả đám đông ra, kéo Trần Triệu Dương lại. Dù sao đi nữa thì anh cũng đừng làm ẩu nữa, chuyện này để tôi giải quyết là được. Nam Cung Yến nhìn về phía Phùng Nhân, nói liên thanh, cậu Phùng, tôi muốn thay mặt Trần Triệu Dương xin lỗi anh một tiếng về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nam Cung Yến sợ Trần Triệu Dương lại gây rối, ban đầu cô nhận được điện thoại của Tất Văn Bách, hắn nói chỉ cần Trần Triệu Dương đứng trước mặt hắn xin lỗi. Hắn sẽ bỏ qua chuyện hôm đó. Thế nên, ngoài chuyện này ra, Nam Cung Yến cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Phùng Nhân thấy Nam Cung Yến đến, khuôn mặt hắn khinh khỉnh cười nói, Tiểu Yến à, không phải là tôi không nể mặt cô, nhưng mà tên bảo vệ quèn này có quan hệ gì với cô? Cô dựa vào đâu mà xin lỗi thay hắn chứ? Phùng Nhân hỏi ngược lại làm Nam Cung Yến không biết nên trả lời thế nào. Quan hệ của cô và Trần Triệu Dương đương nhiên không thể công khai được. Cô do dự một hồi, lại nói, Trần Triệu Dương là nhân viên của công ty tôi, chuyện anh ta làm sai, dĩ nhiên tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Anh không có làm gì sai, là tên mập chết tiệt này cố ý bới lông tìm vết. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, mày gọi ai là tên mập chết tiệt hả? Lúc này Phùng Nhân liền kích động. Mày đó, Trần Triệu Dương nói. Mẹ mày, Phùng Nhân phát rồ lên. Cậu Phùng, anh bình tĩnh lại đi. Nam Cung Yến lập tức khuyên nhủ, cô quay lại trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương cảnh cáo, anh không nói, cũng không ai bảo anh câm đâu. Trần Triệu Dương rửng rưng gãi mũi, rồi đột nhiên cười lạnh một cái, anh cảm thấy dù cho Nam Cung Yến có làm gì đi nữa cũng vô dụng thôi, vì rõ ràng là đối phương muốn kiếm chuyện với anh. Trần Triệu Dương cũng đoán được việc tối nay Nam Cung Yến dẫn anh đến đây là do ai sắp đặt rồi. Cậu chủ Phùng, thế này đi, tôi thay mặt Trần Triệu Dương xin lỗi anh. Tôi sẽ đền cho anh hai bộ vest tương đương,
xem như là quả nhận lỗi, anh nể mặt tôi một chút nhé. Nam Cung Yến gượng cười nói. Nam Cung Yến thật sự không ngờ, Trần Triệu Dương lại đắc tội hết mấy tên con ông cháu cha ở Nam Hải, nếu vậy thì sau này tập đoàn nhà Nam Cung cũng khỏi làm ăn ở đất Nam Hải này luôn. Bộ tôi thiếu tiền sao? Nếu cô muốn đền. Phùng Nhân chỉ vào Trần Triệu Dương nói gì cũng vô ích, tôi muốn thằng nhãi này quỳ xuống xin lỗi tôi. Chỉ cần hắn chịu quỳ xuống xin lỗi, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết cả thôi. Trừ chuyện này ra thì cô khỏi cần nói gì cả. Nam Cung Yến nghe Phùng Nhân nói thế, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô thấy Phùng Nhân cắn mãi không buông, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Mấy người bên cạnh cũng cười khoái chí. Bọn họ cũng muốn xem thử, người đẹp nhất Nam Hải sẽ xuống nước như thế nào. Phùng Béo, cậu như vậy không đúng. Lúc này, một tiếng cười vang lên từ phía bên ngoài. Tiếng cười vừa dứt, Nam Cung Yến liền thấy Tất Văn Bách cầm trên tay một ly rượu, cười cợt dẫn theo mấy tên con ông cháu cha bước vào. Anh Tất, có gì mà không đúng? Phùng Nhân thấy Tất Văn Bách đi đến thì hỏi một cách khó hiểu. Phùng Béo, ngay cả cô chủ Nam Cung mà cậu cũng không nể mặt, thì quả là cậu không đúng rồi. Tất Văn Bách nói. Anh Tất, không phải là em không nể mặt cô ấy, chỉ tại tên bảo vệ quèn kia cứng đầu không chịu nhận lỗi, vừa rồi hắn còn mắng em là tên mập chết tiệt nữa, vậy thì sao mà bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng được? Phùng Nhân khó chịu nói. Cậu chủ Tất, anh nói giúp một lời đi, chuyện này đúng là Trần Triệu Dương không cố ý. Nam Cung Yến nhìn Tất Văn Bách nói. Ngay lúc này, Tất Văn Bách giả mù sa mưa quay sang Phùng Nhân nói, Phùng Béo à, cậu thấy có thể nể tình tôi mà bỏ qua chuyện này được không? Trên mặt Phùng Nhân liền bày ra biểu cảm khó xử, hắn nói, anh Tất, không phải là em không muốn nể mặt anh, nhưng nếu bỏ qua dễ dàng như vậy, chẳng phải em không còn mặt mũi gì nữa sao? Em mà lại bị một tên bảo vệ quèn hại ra như vậy. Vậy cậu muốn sao, cậu cũng không nên để người ta quỳ xuống xin lỗi cậu chứ? Tất Văn Bách nói, không muốn quỳ xuống xin lỗi em thì cũng được, Phùng Nhân chỉ vào đống đồ ăn rơi vãi bên cạnh, cười nói, hắn chỉ cần ăn sạch đồ ăn ở dưới đất, em sẽ bỏ qua không truy cứu nữa. Ha ha! Phùng Nhân vừa dứt lời, những người đứng gần đó đều cười nhạo hả hê. Theo bọn họ, e rằng chuyện này lại càng sỉ nhục người khác hơn. Phùng Nhân, cậu hơi quá đáng rồi đó. Tất Văn Bách căng mặt nói. Anh Tất, đây là do em nể mặt anh thì mới không bắt hắn phải quỳ, còn cho hắn ăn thêm chút đồ ăn, tốt quá rồi còn gì, Phùng Nhân cười nói. Tiểu Yến à, Phùng Béo không nể mặt anh cũng hết cách, Tất Văn Bách ra vẻ hết cách quay sang nói với Nam Cung Yến. Thật ra, lúc này trong lòng Tất Văn Bách rất hả hê, hắn thấy Phùng Béo làm quá đúng luôn ấy chứ, bắt Trần Triệu Dương ăn đồ ăn rơi dưới đất, như vậy càng sỉ nhục anh ta hơn. Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi đã nể mặt anh Tất lắm mới không bắt hắn quỳ xuống xin lỗi tôi, chỉ để hắn ăn sạch đồ ăn rơi dưới đất, vậy có gì mà quá đáng đâu, Phùng Nhân ra vẻ đắc ý nhìn Nam Cung Yến cười nói. Đây cũng là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi, nếu hắn không chịu làm theo, tối nay hắn đừng hòng bước ra khỏi đây. Phùng Béo, anh ức hiếp người quá đáng rồi đó. Nam Cung Yến đã hơi tức giận. Tôi ức hiếp người quá đáng đó, rồi sao? Hắn chỉ là một tên bảo vệ quèn mà thôi, tôi ức hiếp không được sao, Phùng Nhân hả hê nói. Anh, Nam Cung Yến bị tức nói không ra lời. Còn nữa, Nam Cung Yến à, tại sao tôi phải nể mặt cô? Tôi cũng không phải là anh Tất nào đó, nếu cô là bạn gái của anh Tất, tôi có thể nể mặt cô một chút, Phùng Nhân nói tiếp, nếu bây giờ cô đồng ý làm bạn gái của anh Tất, tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Phùng Béo, cậu đừng nói nhảm. Tất Văn Bách đứng bên cạnh nói xen vào. Thật ra thì, khi Tất Văn Bách tới chỗ này, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy Phùng Béo chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Tiểu Yến ơi, nếu không thì em cứ giả vờ làm bạn gái của anh trước đi. Tất Văn Bách quay sang nói với Nam Cung Yến. Chỉ là giả vờ mà thôi, cũng không thiệt thòi gì. Tổng Giám Đốc Nam Cung, anh Tất của bọn tôi cũng không tồi, hoàn toàn xứng với cô đó chứ. Nam Cung Yến trái lại tức đến nói không ra lời. Lúc này đây cô mới lờ mờ đoán được, không chừng đây chính là cái bẫy mà Tất Văn Bách đã giăng ra. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến lại, bước lên phía trước nói, thôi để anh giải quyết cho nhé. Anh giải quyết thế nào chứ? Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương bước ra liền cắn răng hỏi. Em đứng xem là được. Trần Triệu Dương cười nói. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa quay sang nhìn chằm chằm Phùng Nhân.
Phùng Nhân nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương, hẳn khinh thường nói, tên bảo vệ quèn, tối nay muốn rời khỏi đây, thì ăn đi, nếu không ăn sạch, mày đừng mong có thể bước ra khỏi đây nửa bước. Ha ha, Trần Triệu Dương nhàn nhạt cười nói, có phải chỉ cần ăn sạch là có thể đi không? Bất kể là ai ăn cũng được à? Được chứ, mày tìm ai ăn giúp mày đây? Phùng Nhân cười càng đắc chí hơn. Mày đó, Trần Triệu Dương cười nói. Tao, Phùng Nhân ngẩn ra. Ngay khi Phùng Nhân ngẩn người, Trần Triệu Dương bèn ra tay. Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Phùng Nhân rồi ngay lập tức đá vào chân hắn. Bụp! Phùng Nhân bị đá ngã lăn ra đất. Trần Triệu Dương giữ chặt đầu hắn ghì xuống đất và nói, mày thích ăn như thế thì để tao giúp mày ăn cho no, hôm nay mà mày không ăn hết chỗ này thì đừng trách tao không khách khí. A! Đám người xung quanh nhìn thấy Trần Triệu Dương đột nhiên ra tay, ghi chặt đầu Phùng Nhân vào đống đồ ăn dưới sàn nhà thì đều bị dọa đến há hốc mồm. Thật sự không ai ngờ đến Trần Triệu Dương lại dám ra tay thật. Ngay cả Nam Cung Yến cũng đơ người ra, lúc này cô không thể nào tin được, cũng không biết làm thế nào để kết thúc chuyện này một cách êm đẹp. Trần Triệu Dương cũng gan quá rồi, dám ra tay với Phùng Nhân như vậy. Cứu mạng! Phùng Nhân gào lên. Tiếng hét của Phùng Nhân khiến cho Tất Văn Bách sực tỉnh rồi gọi to, bảo vệ đâu? Ngay sau tiếng gọi của Tất Văn Bách lập tức có một đội bảo vệ chạy vào. Bắt hắn lại, không được để hắn chạy. Tất Văn Bách chỉ vào Trần Triệu Dương hét to, đánh hắn tàn phế cho tôi, dám ra tay đánh người ở đây, không được tha cho hắn. Tất Văn Bách kích động. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Phùng Nhân và hắn đều cùng một phe, bây giờ Phùng Nhân bị Trần Triệu Dương hành hạ như vậy. Đến khi đó người mất thể diện cũng sẽ là hắn thôi. Đám bảo vệ nhìn thấy Trần Triệu Dương ra tay đánh Phùng Nhân như thế thì đều ngẩn người ra, sau đó lập tức bổ nhào về phía anh. Đám bảo vệ trong câu lạc bộ tư nhân này đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, bình thường một đánh ba cũng không có vấn đề gì. Huống hồ trong tay mỗi người họ đều cầm dùi cui điện. Trần Triệu Dương, cẩn thận! Nam Cung Yến thấy vậy thì không nhịn được phải hét lên. Nhưng mà... đợi đến khi cô hét xong thì đã quá muộn rồi. Đám bảo vệ đã nhào cả về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhìn thấy đám bảo vệ lao về phía mình thì tạm thời buông Phùng Nhân ra. Dám gây rối ở đây, lần này hắn gây ra chuyện lớn rồi. Khẳng định sẽ bị đánh chết. Hai, một tên bảo vệ không quyền không thế lại dám gây rối ở đây thì không phải là tự tìm đường chết sao? Đám người đứng xung quanh nhao nhao nói. Họ đều nghĩ rằng kết cục của Trần Triệu Dương sẽ rất thảm. Khéo chỉ chút nữa thôi anh ta sẽ bị đánh chết rồi lôi ra ngoài. Bụp, bụp. Ngay lúc họ đang bàn tán thì Trần Triệu Dương và đám bảo vệ đã lao vào đánh nhau. Đám bảo vệ tuy đều được gọi là tinh anh nhưng vừa xông đến trước mặt Trần Triệu Dương thì tất cả đều bị đánh cho ngã rạp ra đất. Tất Văn Bách thấy vậy thì co rút hết cả mặt lại. Hắn như đang nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Đám bảo vệ của hắn cũng bị Trần Triệu Dương đánh cho không đứng dậy được. Không ngờ là hôm nay chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa. Tất nhiên là Tất Văn Bách cũng không thể nào ngờ được Trần Triệu Dương lại dũng mãnh như vậy, không cần cãi lý qua lại với họ. Trong chớp mắt, đám bảo vệ đều ngã rạp hết ra đất kêu la oai oái. Lúc này, Trần Triệu Dương nhặt một cái dùi cui điện dưới đất lên, nhìn vào Phùng Nhân vừa mới ngồi dậy rồi trực tiếp bước về phía hắn, dùng dùi cui điện dí vào người hắn ta. A! À, trong hội trường lúc này vang lên một tiếng hét to như tiếng lợn bị chọc tiết. Nghiệp trùng, tao muốn mày phải chết, mày dám động vào tao thì chết chắc rồi. Phùng Nhân hét lên một cách đau khổ. Trần Triệu Dương không quan tâm nhiều thứ như vậy, anh lại cầm dùi cui điện lên dí vào người Phùng Nhân. Tao hỏi mày lần nữa, có ăn hay không? Ông đây không ăn. Xẹt, xẹt. Trần Triệu Dương lại dí dùi cui điện vào người hắn một lần nữa. Ăn hay không? Dù có chết, tao cũng. Xẹt, a. À. Phùng Nhân bị dí dùi cui điện vào người mấy lần, hắn ta cảm giác như mình sắp ngất đi vì không thể nào chịu được cơn đau do điện giật gây ra như thế này nữa. Lúc này hắn bật khóc và nói, tao ăn, đừng có dí nữa. Vậy thì ăn hết cho tao. Trần Triệu Dương nắm đầu Phùng Nhân đến chỗ đồ ăn bị rơi ra sàn. Anh Tất, cứu em với. Phùng Nhân vừa ăn vừa khóc. Ăn nghiêm túc đi. Trần Triệu Dương lại dí dùi cui vào người hắn. Dè! Phùng Nhân vừa khóc vừa cắm mặt nhai nuốt đống đồ ăn rơi dưới sàn nhà, sự nhục nhã này hắn không thể nào chịu đựng được, chỉ là lúc này không có ai đến cứu hắn cả. Tên họ Trần kia, tốt nhất mày nên dừng tay ngay lập tức đi. Tát Văn Bách mắng lớn, mày có biết kết cục của chuyện mày làm là gì không?
không biết, cũng không muốn biết. Trần Triệu Dương nói một cách khinh thường. Anh kích động thế, lẽ nào muốn ăn giúp hắn sao? Được thôi, anh có thể qua đây mà ăn với hắn. Mày, Tất Văn Bách tức đến nỗi không nói thành lời. Hắn biết Trần Triệu Dương là một người ngang ngược vô lý, có chuyện gì cũng phải làm bằng được mới thôi. Tiểu Yến, em không định quản người của mình sao? Tất Văn Bách cắn răng nói với Nam Cung Yến, em có biết hậu quả việc hắn ta làm ngày hôm nay là gì không? Hậu quả này em có gánh được không? Nghe Tất Văn Bách nói vậy, Nam Cung Yến cũng tự biết hậu quả của chuyện này là gì. Trần Triệu Dương đã đắc tội Tất Văn Bách lại thêm việc ra tay với Phùng Nhân hôm nay, thì sau này việc kinh doanh của tập đoàn cô ở Nam Hải chắc chắn sẽ không được thuận lợi. Nhưng mà Nam Cung Yến cũng khá hiểu Trần Triệu Dương, cô biết anh sẽ không nghe lời cô. Trần Triệu Dương, hay là bỏ đi? Nam Cung Yến khuyên Trần Triệu Dương. Đợi anh ta ăn xong thì chuyện này coi như bỏ qua, Trần Triệu Dương trả lời một cách nhẹ nhàng. Nam Cung Yến cắn môi, Trần Triệu Dương, anh nên hiểu chuyện này sẽ có hậu quả thế nào, anh cứ thế này là hại chết tôi đó. Em yên tâm đi, ai làm người đó chịu, Trần Triệu Dương nói với cô. Nam Cung Yến nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì cũng không biết nên nói gì nữa, cô biết là cho dù mình có khuyên thế nào đều không có tác dụng, vì thế cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tên họ Trần kia, tao cảnh cáo mày, mày chết chắc rồi. Tất Văn Bách cảnh cáo Trần Triệu Dương một lần nữa. Ha ha, Trần Triệu Dương cười một cách khinh thường, gì cơ? Tôi lại muốn xem thử xem mình sẽ chết kiểu gì đấy. Hả? Tất Văn Bách nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói thì tức đến mức không nói nên lời nữa rồi. Đám người xung quanh thấy vậy thì đều ngạc nhiên. Họ không thể nào tin được một tên bảo vệ quèn lại gan dạ như thế, dám ra tay đánh Phùng Nhân ở đây, lại còn không coi Tất Văn Bách ra gì. Đúng thật là ngang ngược mà. Tất nhiên là lúc này họ cũng đồng tình với Nam Cung Yến, cô là người dẫn Trần Triệu Dương đến đây, mà hắn lại dám gây tội, sau này sợ là khó làm ăn trên đất Nam Hải này nữa. Về phía Trần Triệu Dương, họ đều cho rằng hắn dám ngang ngược ở đây như thế, không lâu nữa thôi sẽ biến mất khỏi Nam Hải này không có chỗ cho hắn dung thân. Cậu chủ Tất, sao ở đây đông vui thế, có chuyện gì sao? Đúng lúc này, có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước đến. Anh ta nhìn thấy tình hình phía bên này thì bước đến hỏi. Tất Văn Bách nghe thấy giọng nói này, ngay lập tức đi về phía người đàn ông đó và nói, anh Hổ, anh là một người tài giỏi, có một tên bảo vệ quèn không biết trời cao đất dày đang quậy phá ở đây, anh giúp em trừng trị hắn với. Tất Văn Bách nhìn thấy anh ta xuất hiện thì vô cùng kích động. Hắn ta biết người trước mắt chính là một cao thủ chính hiệu. Hơn nữa còn là cao thủ bảo vệ một người quyền cao chức trọng ở Nam Hải. Tất Văn Bách luôn có mong muốn kết thân với anh ta cho nên thường mời anh ta đến tham gia tiệc rượu. Nhưng mà bình thường anh ta rất hiếm khi tham gia. Tối nay vừa hay anh ta lại có mặt ở đây, Tất Văn Bách nhờ anh ta trừng trị Trần Triệu Dương tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có chuyện như thế sao? Lại có người dám giễu Võ Dương Oai ở địa bàn của cậu chủ Tất, xem ra đúng là không biết trời cao đấy dày. A Hổ nghe được lời nói của Tất Văn Bách thì hùng hổ nói, cậu chủ Tất, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết hắn, chỉ là không biết cậu muốn tôi trừng trị hắn đến mức nào. A Hổ tự tin ngời ngời, trong suy nghĩ của anh ta, trên cái đất Nam Hải này số người có thể đánh bại anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ, Tất Văn Bách còn coi trọng mình như thế, bây giờ chỉ làm giúp hắn một chuyện còn con thì cũng chẳng mất gì. Tất Văn Bách lạnh lùng nói, dám gây chuyện ở chỗ của em. Đánh gãy chân tay hắn là được rồi. Không thành vấn đề. A Hổ nói xong liền đi về phía đám đông đang đứng. Tất Văn Bách đi theo ngay phía sau anh ta. Đi xuyên qua đám người, Tất Văn Bách chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương nói, anh Hổ, chính là hắn ta, hắn là cái tên không biết trời cao đất dày. Tất Văn Bách nói xong thì có rất nhiều người đều nhìn về phía này, có vài người nhìn thấy A Hổ, họ đều cho rằng lần này Trần Triệu Dương xong rồi, A Hổ là ai cơ chứ? Ở cái đất Nam Hải này không ít người đều đã từng nghe qua danh tính của anh ta. Người bên cạnh ông cụ Cố. Nghe nói anh ta là một cao thủ. Tên bảo vệ quèn kia lần này toang rồi. Đám người bên cạnh nhao nhao nói. Nam Cung Yến nghe thấy vậy lập tức cảm thấy căng thẳng. Dừng tay lại cho tôi. A Hổ nhìn thấy cảnh Trần Triệu Dương giữ chặt đầu Phùng Nhân bắt ăn đống đồ rơi dưới đất thì nói một cách tức giận. A Hổ vừa hét xong thì Trần Triệu Dương liền quay lại nhìn anh ta. Sau khi A Hổ nhìn thấy người đó là Trần Triệu Dương thì sững người ngay lập tức. Anh Hổ,
anh giúp em trừng trị cái tên không biết trời cao đất dày này đi. Tất Văn Bách chỉ vào Trần Triệu Dương và mắng, tên tạp chủng này, hôm nay mày chết chắc rồi. Thế sao, Trần Triệu Dương cười. Cậu câm mồm cho tôi. A Hổ đột nhiên cắn răng nói. Nghe rõ chưa, câm mồm, Tất Văn Bách nói một cách đắc ý, chút nữa thôi thì ngay cả miệng của mày cũng bị đánh cho không mở ra được nữa đâu. Tôi bảo cậu câm mồm. A Hổ nói một cách lạnh lùng. A Hổ vừa nói xong thì Tất Văn Bách giật mình. Anh Hổ, đây là... Tất Văn Bách quay đầu lại thì thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận của A Hổ đang nhìn mình chằm chằm, hắn không thể nào hiểu được. Cậu có tư cách gì mà dám nói chuyện với cậu Trần như vậy? A Hổ lại nói với Tất Văn Bách, cậu còn dám mắng cậu Trần thêm câu nào nữa thì ông đây sẽ đánh chết cậu. Hả? A Hổ chỉ thẳng vào Tất Văn Bách mà mắng, tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này đều không thể nào tin được. Ngay cả Tất Văn Bách cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, A Hổ là do hắn ta mời đến giúp đỡ, sao bây giờ lại quay sang mắng hắn rồi? A Hổ còn gọi hắn ta là cậu Trần. Mọi người ở đây đều nghĩ có phải là mình nghe nhầm rồi không? Một người có tiếng như A Hổ đây lại gọi tên bảo vệ quèn kia là cậu Trần, đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Bọn họ đều ngạc nhiên quá đỗi, A Hổ bước nhanh về phía Trần Triệu Dương rồi nói một cách kính cẩn, cậu Trần, anh có sao không? Bọn họ không làm anh bị thương chứ? Nếu họ dám làm anh bị thương thì cứ nói cho tôi biết. A Hổ tôi tuyệt đối không tha cho họ. A Hổ nói chuyện với Trần Triệu Dương một cách kính cẩn như vậy thực sự khiến mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Đến lúc này, ngay cả Nam Cung Yến cũng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy trước mặt. Trước đây khi Hồ Lục Gia gọi Trần Triệu Dương là cậu Trần thì cô đã cảm thấy không thể nào tin được rồi. Bây giờ A Hổ nhìn thấy Trần Triệu Dương cũng kính cẩn gọi là cậu Trần, cô lại càng không thể nào hiểu được. Không chỉ mình cô không hiểu được mà tất cả những người ở đây đều như vậy. Nhưng không hiểu là không hiểu. Dù gì thì tất cả mọi người ở đây cũng nhìn ra được sự kính cẩn của A Hổ dành cho Trần Triệu Dương không thể nào là giả được. Ha ha, cũng không có gì đâu, chỉ là tên mập chết tiệt này muốn hãm hại tôi, lại còn muốn tôi ăn sạch đống đổ dưới đất, tôi không vừa mắt hắn ta nên chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút thôi, Trần Triệu Dương nói một cách nhẹ nhàng. A Hổ nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì hét lên một cách phẫn nộ, lại có chuyện như vậy sao? Cậu Trần, anh cứ yên tâm. Bây giờ tôi lập tức mời Cố lão đến đây lấy lại công bằng cho anh. A Hổ nói thế lại khiến cho đám người ở đó ngạc nhiên. Chỉ vì chút chuyện còn con này mà lại định mời Cố lão đến đây. Chẳng hợp lý gì cả, chuyện này e rằng Cố lão cũng lười để ý đến. Lúc này Trần Triệu Dương lại cười khẩy, không cần Cố lão phải đến đây đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu Trần, tôi cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, tôi hiểu rõ đám cậu ấm này khốn nạn thế nào. Thế mà bọn họ lại dám đối xử với anh như vậy, tất nhiên phải mời Cố lão qua đây lấy lại công bằng cho anh rồi. A Hổ nghiêm túc nói, anh đợi chút, tôi phải ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho Cố lão. A Hổ vừa nói xong liền bước nhanh ra ngoài, khi đi qua Tất Văn Bách còn cảnh cáo hắn, Tất Văn Bách, nếu cậu Trần xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi ra tay với cậu. Nói xong A Hổ lập tức đi ra ngoài, anh ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thông báo cho Cố lão. Thực sự Trần Triệu Dương cảm thấy không cần thiết, nhưng mà A Hổ lại cảm thấy rất cần thiết. A Hổ hiểu rõ đám người phùng nhân này, chắc chắn là bọn hắn muốn trả đũa Trần Triệu Dương. Nhưng nếu mời Cố lão đến đây thì kết quả chắc chắn sẽ khác. Hơn nữa, Trần Triệu Dương là ân nhân của Cố lão, nếu chuyện này không nói cho ông biết thì đến khi ông cụ biết chắc chắn sẽ trách anh. Cân nhắc kỹ, A Hổ cảm thấy cần thiết phải thông báo cho Cố lão. Đợi sau khi A Hổ đi ra ngoài rồi. Đám người ở đây vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau. Họ vẫn chưa thể nào hồi hồn lại được. Anh Tất, Cố lão đến rồi, làm sao bây giờ? Cố lão thực sự sẽ đến đây ra mặt thay cho một tên bảo vệ quèn sao? Đám người xung quanh Tất Văn Bách đều tỏ ra lo lắng sợ sệt. Tất Văn Bách trả lời lại một cách lạnh lùng, các người đừng tự mình dọa mình nữa, ông ấy còn đang nghỉ ngơi, trong lúc ông ấy nghỉ ngơi thì không ai có thể làm phiền được. Tôi thấy A Hổ chỉ là quen biết tên đó và muốn giúp hắn chối bỏ trách nhiệm mà thôi. Nghe Tất Văn Bách nói vậy, đám người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn cũng từng nghe nói, trước đây cũng có một người quyền cao chức trọng nửa đêm muốn đến thăm Cố lão, nhưng Cố lão nghỉ ngơi đúng giờ, trực tiếp đóng cửa không tiếp khách. Người quyền cao chức trọng đó còn không có cách nào gặp được Cố lão. Huống hồ lại còn muốn ông cụ đến đây chỉ vì một tên bảo vệ quen. Đúng như lời A Hổ nói.
khi anh ta gọi điện đến cho quản gia thì đã bị mắng một trận. Nhưng A Hổ vẫn nói với quản gia một cách chắc chắn, quản gia, ông thông báo cho Cố lão một tiếng, thực sự có một chuyện rất gấp, nếu để xảy ra chuyện gì thì mình tôi không thể nào gánh được. A Hổ, không phải tôi không muốn giúp cậu, cậu biết quy tắc của Cố lão rồi mà, sau 10 giờ mà có ai dám làm phiền ông cụ nghỉ ngơi thì chính là tội lớn tày trời, quản gia khó xử nói. Tôi biết, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng, ông chỉ cần nói với Cố lão là có liên quan đến cậu Trần là được. A Hổ vẫn nói một cách chắc chắn. Được, để tôi thông báo cho Cố lão giúp cậu, quản gia biết A Hổ không phải là người dễ bị kích động, nếu thực sự không có chuyện lớn thì cậu chắc chắn cũng không dám ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Cố lão. Quản gia cầm lấy điện thoại lưỡng lự đứng một lúc lâu bên ngoài phòng của Cố lão rồi mới có dũng khí gõ cửa. Có chuyện gì sao? Một lúc sau, từ trong phòng liền vọng ra giọng nói tức giận của Cố lão, không phải tôi đã nói rồi sao, sau 10 giờ đừng có đến làm phiền tôi nghỉ ngơi. Quản gia nghe thấy lời nói của Cố lão thì cả người đổ đầy mồ hôi lạnh rồi nói một cách yếu ớt, Cố lão, chuyện là như vậy, A Hổ gọi điện thoại đến nói là cậu Trần xảy ra chuyện rồi, cậu ấy muốn tôi chuyển lời cho ông, cậu ấy nói là nếu xảy ra chuyện gì cậu ấy sẽ tự chịu trách nhiệm thế nên tôi mới dám làm phiền ông. Quản gia vừa nói xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Cố lão lập tức xuất hiện trước cửa nói, đưa điện thoại cho tôi muốn tự nói chuyện với A Hổ. Quản gia nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Cố lão thì ngạc nhiên hết mức. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ông thấy Cố lão khẩn trương như thế, lúc này ông lại cảm thấy nghi hoặc, người được gọi là cậu Trần đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại có thể khiến Cố lão nửa đêm phải thức dậy. A Hổ ra ngoài nói chuyện điện thoại không lâu thì quay lại. Anh ta vừa trở lại đã đi thẳng đến bên cạnh Trần Triệu Dương nói, cậu Trần, tôi đã báo với ông cụ Cố, ông nói sẽ lập tức đến ngay. Nếu anh không muốn nán lại đây nữa chúng ta có thể rời đi trước, chuyện còn lại để ông cụ Cố đến xử lý là được rồi. Được rồi, dù sao thì tôi cũng không muốn ở lại nơi này. Trần Triệu Dương cười nói. Chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến gật đầu rồi nhanh chóng theo bước Trần Triệu Dương rời đi. Nhưng Trần Triệu Dương vừa đi được vài bước thì Tất Văn Bách lại dẫn theo mấy người cản bọn họ lại. Tất Văn Bách, cậu làm gì vậy? Bạn của ông cụ Cố, cậu cũng dám cản à? A Hổ lập tức nhăn mặt cả giận nói. Tất Văn Bách hừ nhẹ, A Hổ, anh muốn gạt ai vậy? Tôi nghĩ hắn là bạn của anh thì có, chắc gì đã là bạn của ông cụ Cố chứ? Cậu không tin lời tôi nói, A Hổ cắn răng nói. Không phải là tôi không tin anh, nhưng ở Nam Hải này, ai mà không biết ông cụ Cố mỗi tối đều nghỉ ngơi đúng giờ, làm gì có chuyện sẽ vì ai đó mà đến đây giờ này? Tất Văn Bách cười khẩy nói tiếp. Anh vừa nói ông cụ Cố sẽ đích thân đến đây, chuyện đó không thể nào xảy ra được, anh đừng có mà chém gió. Đúng đó. Ông cụ Cố sẽ không vì một tên bảo vệ quen mà đích thân đến đây đâu. Mấy người đứng kế rối rít hùa theo. Ý cậu là cậu muốn ra tay chứ gì? A Hổ nhìn chằm chằm Tất Văn Bách hỏi. A Hổ, anh đừng hiểu lầm. Không phải anh vừa nói ông cụ Cố sẽ đến sao? Vậy thì chúng ta chờ chút cũng chả sao mà. Tất Văn Bách huênh hoang nói. Ngược lại tôi lại muốn xem một tên bảo vệ còn con như vậy, thật sự có tài cán lớn đến mức nào mà có thể khiến cho ông cụ Cố vì hắn đích thân ra mặt. A Hổ nhìn vẻ mặt này của Tất Văn Bách thì biết hắn đúng là nghĩ như thế. Cậu Trần, không thì chờ chút nhé, A Hổ nhìn Trần Triệu Dương nói. Cũng được thôi, Trần Triệu Dương đáp. Tất Văn Bách, tầm 20 phút nữa ông cụ Cố sẽ đến, lúc đó cậu đừng có hối hận, A Hổ quay đầu lại nói với Tất Văn Bách. Vẻ mặt Tất Văn Bách vẫn tự đắc, cười nói, tôi đang chờ đây, nếu tối nay ông cụ Cố không đến, mấy người cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hôm nay, Tất Văn Bách cảm thấy mình quá mất mặt rồi, tuyệt đối không thể nào để cho đám người Trần Triệu Dương rời đi dễ dàng được. Trần Triệu Dương, anh rất thân với ông cụ Cố sao? Lúc này, Nam Cung Yến ở bên cạnh nói nhỏ với Trần Triệu Dương. Không thân, Trần Triệu Dương cười đáp, bọn anh chỉ mới gặp nhau một lần thôi. Hả? Nam Cung Yến sửng sốt. Cô cảm thấy lần này tiêu thật rồi. Trần Triệu Dương chỉ có duyên gặp ông cụ Cố một lần, sao mà ông cụ có thể đến chứ, đúng là chuyện phi lý mà. Quả nhiên, theo đúng như dự đoán của mọi người. Nửa tiếng đã trôi qua. Vẫn chưa thấy hình bóng ông cụ Cố đâu. Tất Văn Bách liền khoái chí nói, cũng đã nửa tiếng rồi, ông cụ Cố sao vẫn chưa đến, mấy người còn ra vẻ nữa không? A Hổ! Đừng tưởng anh là người bên cạnh ông cụ Cố thì tôi không dám đụng tới anh, tối nay tôi không đập què chân hắn đừng mong rời khỏi đây.
cậu dám sao? A Hổ trừng mắt cả giận nói. Anh nói xem. Tất Văn Bách cười gằn. Lúc này bên cạnh Tất Văn Bách đã có không ít tay chân. Bọn họ đã tới từ lâu, chỉ còn chờ lệnh của Tất Văn Bách. Chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương cũng lười để ý tới Tất Văn Bách, nắm tay Nam Cung Yến bước ra ngoài. A Hổ theo sau Trần Triệu Dương. Trái lại, A Hổ vô cùng bình tĩnh, anh biết rất rõ Trần Triệu Dương mạnh đến giường nào, cao thủ thiên tài đấy, mấy tên này có cửa sao. Cản bọn họ lại, Tất Văn Bách ra lệnh. Tất Văn Bách vừa lên tiếng, mấy tên tay chân bên cạnh cầm theo vũ khí lập tức xông qua. Trần Triệu Dương. Nhìn thấy tình hình lúc này, Nam Cung Yến sợ đến nép vào người Trần Triệu Dương. Nhãi danh, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không chịu quỳ xuống xin lỗi phùng nhân, mày đừng hòng sống sót rời khỏi đây, Tất Văn Bách càng thêm hống hách nói. Tất Văn Bách, cậu không cho ai rời khỏi đây vậy? Tất Văn Bách vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một giọng nói dõng dạc. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người ở hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại. Ông cụ Cố đến rồi. Ông cụ Cố thật sự đến rồi. Sau đó, bọn họ khiếp sợ ồn ào nói. Nét mặt của Tất Văn Bách cứng lại. Hắn quay đầu lại liền nhìn thất ông cụ Cố đang giận dữ đi đến. Tất Văn Bách thật sự vẫn không thể ngờ là ông cụ Cố sẽ xuất hiện ở đây. Những người bên cạnh cũng mắt chữ A mồm chữ O không tin nổi. Ông cụ Cố thật sự vì một tên bảo vệ còn con mà đến. Nam Cung Yến nhẹ giọng, vậy mà anh nói là không thân sao? Thật sự không thân mà, Trần Triệu Dương đáp. Ông cụ Cố đi đến, Tất Văn Bách nhanh chóng nặn ra một nụ cười, nói, ông cụ Cố, sao ông lại đích thân đến đây? Mặc dù nhà của Tất Văn Bách là một tập đoàn lớn ở Nam Hải, nhưng so với vị ông cụ Cố trước mặt này đây, thì không đáng để nhắc đến. Chát! Tất Văn Bách vừa nói xong liền ăn một cái tát của ông cụ Cố. Ông cụ Cố đánh Tất Văn Bách xong, hừ lạnh rồi nói, tôi không đến được à? Nếu tôi không đến, chắc cậu sẽ ra tay đánh cậu em này của tôi bị thương quá. Tất Văn Bách nghe ông cụ Cố nói vậy, toàn thân hắn rét lạnh, run rẩy nói, Cố. Ông cụ Cố, hắn là anh em của ông sao? Cậu nói xem, ông cụ Cố trừng mặt nhìn Tất Văn Bách. Tất Văn Bách bị dọa sợ câm như hến. Toàn bộ người bên cạnh cũng choáng váng. Một tên bảo vệ còn con mà lại là anh em của ông cụ Cố sao? Đây là chuyện chẳng một ai ở đây nghĩ tới, thậm chí cũng không dám tin vào mắt mình. Nhưng bây giờ chính ông cụ Cố đã nói vậy thì làm sao có thể là giả được? A Hổ nhìn thấy nét mặt của bọn họ thì cười thầm, đã cảnh cáo mấy người từ đầu mà mấy người không nghe, Trần Triệu Dương đâu phải chỉ là cậu em của ông cụ Cố đâu, mà nói đúng hơn chính là ân nhân của ông cụ Cố đấy. Dám ức hiếp ân nhân của ông cụ Cố, ngày tàn của mấy người tới rồi. Lúc này, ông cụ Cố đi về phía Trần Triệu Dương, rồi nhìn anh nói, Trần Triệu Dương, cậu có sao không? Bọn hắn có làm gì cậu không? Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cậu. Có phải Tất Văn Bách muốn xúc phạm cậu không? Chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn. Tất Văn Bách nghe thế liền vội vã phân bua, ông cụ Cố, chuyện này không liên quan đến tôi. Là tại Phùng Béo muốn kiếm chuyện với hắn. Phùng Nhân nghe xong lời Tất Văn Bách nói thì vội vã muốn giải thích, nhưng vì miệng của hắn đã bị thương, không có cách nào nói ra tiếng được. Ông cụ Cố liền trừng mắt nhìn Phùng Nhân, ông lạnh giọng nói, gần đây nhà họ Phùng đắc ý vênh váo quá nhỉ. Xem ra phải cho nhà họ Phùng các người một bài học mới được. Phùng Nhân nghe ông cụ Cố nói thế, hắn sợ đến té xuống đất. Hắn trăm triệu lần không ngờ. Chỉ vì đối phó với một tên bảo vệ quen mà lại rước lấy phiền phức lớn như vậy cho nhà họ Phùng. Đám người Tất Văn Bách cũng sợ run người, không dám hó hé lời nào. Trần Triệu Dương còn ai ức hiếp cậu nữa không? Ông cụ Cố lại nhìn về phía Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương nhìn sang Tất Văn Bách, anh thấy hắn bị hù đến tái mét cả mặt, anh cười nhạt nói, không có. Hừ, lần sau nếu có ai dám ức hiếp cậu, cậu cứ nói với tôi sẽ giúp cậu làm thịt hắn, ông cụ Cố nói một cách hùng hổ. Lúc ông nói, ánh mắt liền quét qua một lượt đám người Tất Văn Bách. Những câu này chủ yếu là nói cho bọn hắn nghe. Trần Triệu Dương, cậu còn muốn nói gì không? Lúc này, Cố Kiến Trung lại hỏi Trần Triệu Dương. Không có, Trần Triệu Dương cười nói. Nếu còn chuyện gì, cậu đừng ngại nói với tôi sẽ giúp cậu giải quyết, Cố Kiến Trung vẫn nói một cách dõng dạc. À, nhớ ra rồi, đúng là tôi còn một chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ, lúc này. Trần Triệu Dương như chợt nhớ ra gì đó rồi cười nói. Đám người Tất Văn Bách nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế,
không kiềm được đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Bọn họ lo rằng Trần Triệu Dương sẽ bảo ông cụ cố xử lý bọn họ. Ha ha, ông cụ cô à, thật ra chuyện là như vậy, bởi vì Tổng Giám Đốc Nam Cung nhà tôi đắc tội với đám người này, việc làm ăn có lẽ sẽ bị thiệt hại không ít, nếu như ông cụ cố ông có mối làm ăn nào thích hợp, có thể giới thiệu cho Tổng Giám Đốc Nam Cung nhà tôi không? Trần Triệu Dương cười nói, dẫu sao nếu để cô ấy thiệt thòi, tôi cũng cảm thấy áy náy. Nam Cung Yến nghe Trần Triệu Dương nói thế, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên. Ở đất Nam Hải này, những mối làm ăn với nhà họ Cố thì chắc chắn đều là mối lớn, tuy nhiên muốn làm ăn với nhà họ Cố thì không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là tập đoàn thông thường thì nhà họ Cố sẽ không thèm để vào mắt. Ha ha, tôi còn tưởng chuyện gì to tát, thì ra là chuyện còn con này, không thành vấn đề. Ông cụ Cố sảng khoái đồng ý. Văn Bách, sắp xếp cho chúng tôi một phòng VIP để bàn việc làm ăn, ông cụ Cố lại nói. Dạ, Tất Văn Bách trả lời. Nhưng lúc này Tất Văn Bách lại ganh tị muốn chết, không biết là nhà họ Tất phải trả giá biết bao nhiêu mới có thể ngồi xuống bàn bạc chuyện làm ăn với nhà họ Cố. Hôm nay, Trần Triệu Dương chỉ nói một câu mà Nam Cung Yến đã được bàn chuyện làm ăn với nhà họ Cố. Chuyện này quả thật càng làm hắn tức đến lộn gan lộn ruột mà. Kỳ thật không chỉ có Tất Văn Bách ganh tị, những người còn lại cũng không ngoại lệ. Bọn họ cứ tưởng trải qua chuyện tối nay, sau này tập đoàn của Nam Cung Yến sẽ khó mà làm ăn ở đất Nam Hải, họ còn tính sẽ làm lơ cô ấy luôn. Nay chỉ vì một câu nói của Trần Triệu Dương mà sống lại từ cõi chết, sau này bọn họ còn phải chủ động lấy lòng tập đoàn nhà Nam Cung đấy chứ. Tên bảo vệ quèn này cũng thần thánh quá đi mất. Dĩ nhiên, nếu như họ biết trước Cố Kiến Trung sảng khoái đồng ý như vậy thì họ sẽ lôi kéo nịnh hót Trần Triệu Dương rồi, không chỉ thế, e rằng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm luôn đó. Cố Kiến Trung nhìn ra quan hệ của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến không đơn giản, chỉ cần giữ quan hệ tốt với Nam Cung Yến, sau này nhất định mối quan hệ của ông với Trần Triệu Dương cũng tốt theo. Tất Văn Bách lập tức dẫn đường sắp xếp một phòng VIP cho đám người ông cụ Cố. Trần Triệu Dương, chuyện này là thật sao? Nam Cung Yến theo sau lưng Trần Triệu Dương, cô cũng có chút khó tin. Cảm giác giống như là bị dồn vào đường cùng rồi tìm thấy lối thoát vậy. Dĩ nhiên là thật rồi, ông cụ Cố cũng không phải là người nói không giữ lời, Trần Triệu Dương ung dung cười nói. Tôi vẫn cảm thấy khó tin quá, Nam Cung Yến nói khẽ. Vừa đi vào trong phòng VIP, ông cụ Cố lập tức mời hai người Trần Triệu Dương ngồi xuống. Sau khi Cố Kiến Trung trò chuyện với Trần Triệu Dương vài câu, ông quay sang nhắc đến chuyện hợp tác với Nam Cung Yến. Về chuyện làm ăn, Trần Triệu Dương không mấy hứng thú nên đã tìm cớ rời đi. Trần Triệu Dương bước ra khỏi phòng VIP, dường như anh vẫn còn nhớ những món ăn ngon trong phòng tổ chức tiệc rượu. Vừa rồi còn chưa ăn no. Bây giờ anh muốn quay lại đó chén một bữa no nê mới thôi. Chẳng may, lúc Trần Triệu Dương quay lại phòng tiệc thì tiệc rượu đã kết thúc, tất cả đồ ăn đều đã bị dọn sạch rồi. Ngược lại có một đám đông ồn ào vây quanh một cái bàn lớn ở giữa sảnh. Kim Hoa, cậu chủ Tất thật may mắn, lại bốc được Kim Hoa. Tối nay cậu chủ Tất phát tài rồi. Nghe được tiếng hô hoán của mấy người này, Trần Triệu Dương đã đoán được là bọn họ đang vây xem chơi chắc Kim Hoa rồi. Trần Triệu Dương nghĩ chắc là mấy người Nam Cung Yến cũng không bàn xong việc nhanh vậy đâu, bèn chen vào hóng hớt một chút. Vừa chen vào, Trần Triệu Dương liền thấy vẻ mặt hớn hở của Tất Văn Bách đang để cho hai cô gái đẹp bên cạnh giúp hắn gom tiền về. Trần Triệu Dương nhìn đống tiền khoảng chừng vài triệu trước mặt Tất Văn Bách, liền biết ngay con số cá cược của đám cậu ấm này cũng không nhỏ. Giang Tử Phong cậu còn muốn cược nữa không? Mà cậu còn tiền để chơi không đó? Lúc này, Tất Văn Bách chỉ vào cậu ấm ngồi đối diện hắn hống hách nói. Trần Triệu Dương thấy Giang Tử Phong có lẽ nhỏ tuổi hơn Tất Văn Bách một chút, hơn nữa dáng vẻ lại vô cùng thanh tú, nhìn giống như nam chính trong phim Hàn Quốc vậy. Chỉ là giờ phút này trên trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, nét mặt không cam lòng, trên bàn phía cậu ấy cũng chỉ còn mười mấy ngàn thôi, vừa nhìn là biết đã thua không ít. Tất Văn Bách anh đừng có đắc ý sớm thế, tôi vẫn còn tiền đây, không chừng một lát tôi lại lật kèo cho xem, Giang Tử Phong cắn răng nói. Ha ha, cậu thấy cậu lật được sao? Tất Văn Bách lại cười vô cùng đắc ý. Mấy người đứng bên cạnh cũng cười hùa theo. Chia bài tiếp đi, Tất Văn Bách, ván này tôi muốn solo với anh. Giang Tử Phong cắn răng nói. Được thôi. Tất Văn Bách lại cười nói, tôi sẽ cho cậu thua đến cái quần lót cũng không còn. Tất Văn Bách dứt lời, người bên cạnh đã chia bài mới. 50 ngàn.
Tất Văn Bách còn chưa xem bài đã đẩy lên 50.000. Giang Tử Phong thấy hắn đẩy lên 50.000, cậu lại khẽ nghiến răng. Cậu ngẫm lại, hay là để cho chắc, xem bài trước đã. Giang Tử Phong cầm lấy bài xem, sắc mặt phác một cái trắng bệch. Tất Văn Bách nhìn thấy thì cười thầm. Trần Triệu Dương đã đoán được vì sao Giang Tử Phong lại thua rồi, bài trên bàn còn chưa lật mà trên mặt đều hiện lên hết rồi, vậy thì sao mà thắng được chứ? Bài nhỏ lắm à, không theo cũng được mà. Tất Văn Bách cười nói. Ai nói chứ, Giang Tử Phong cắn răng đẩy ra 50.000 tệ. Bởi vì Giang Tử Phong đã xem bài, nên buộc phải theo gấp đôi. Vào lúc này, Tất Văn Bách vẫn không thèm xem bài, hắn nói, 50.000, Giang Tử Phong nếu có gan thì theo đi. Ai nói tôi không dám. Giang Tử Phong tiếp tục theo 100.000. Cứ như vậy hai người họ đã đánh thêm mấy ván. Mồ hôi trên trán Giang Tử Phong tuôn ra như suối. Trần Triệu Dương nhìn ra chiến thuật tâm lý của Tất Văn Bách khi mà hắn không thèm xem bài. Bởi vì Tất Văn Bách biết, Giang Tử Phong sớm muộn gì cũng bỏ bài không theo. Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Tất Văn Bách, nên đã quyết định nhìn xem bài của hắn là gì. Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ rồi sử dụng khả năng nhìn thấu. Vừa vận dụng, anh liền nhìn thấy toàn bộ bài của Tất Văn Bách. Cũng không phải bài lớn gì, đều là bài lẻ, lớn nhất cũng chỉ có tấm 5 cơ. Trần Triệu Dương lại quay sang nhìn bài của Giang Tử Phong, bài của cậu cũng không hơn gì, cũng chỉ là bài lẻ, nhưng lại lớn hơn Tất Văn Bách một điểm là tấm 5 bích. Khó trách Giang Tử Phong không dám theo, đơn giản là bài quá nhỏ. Dĩ nhiên nhìn vẻ mặt cậu thì mọi người đều thấy được. Giang Tử Phong, đánh ván cuối đi, 500.000 cậu có theo hay không? Tất Văn Bách cười nói, cơ mà theo tôi thấy trên bàn cũng không còn nhiều tiền mặt lắm, hay là thôi đi. Giang Tử Phong khẽ cắn răng, nhìn lại bài của mình. Rồi nhìn sang Tất Văn Bách. Ngay lúc cậu tính bỏ bài không theo. Đừng bỏ bài, nếu cậu không theo, tôi theo. Lúc này, giọng nói Trần Triệu Dương vang lên. Thấy Trần Triệu Dương đi ra, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm bất ngờ. Anh theo, Giang Tử Phong khó hiểu hỏi Trần Triệu Dương. Đúng vậy, Trần Triệu Dương gật đầu vừa cười vừa nói. Anh chướng mắt Tất Văn Bách nên quyết phải khiến hắn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Tên họ Trần kia, mày định lấy gì đặt cược? Tất Văn Bách nhìn thấy Trần Triệu Dương bước ra thì nói một cách khó chịu. Anh cược 500.000 tệ, tôi cược 1 triệu, ván này tôi theo anh đến cùng. Trần Triệu Dương nhìn Tất Văn Bách chằm chằm, nói, cậu chủ Tất, có dám cược với tôi không? Tên bảo vệ quèn mày có tiền không? Tất Văn Bách nói một cách khinh thường. Tôi tin rằng, với mối quan hệ giữa tôi và ông cụ cố thì mượn 1 triệu cũng không có gì khó khăn. Trần Triệu Dương cười nói, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Được, mày muốn cược thì tao cược với mày, Tất Văn Bách cười một cách đắc ý. Đưa bài của cậu cho tôi, Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong, nếu tôi thắng, tất cả số tiền trước mắt đều cho cậu, còn nếu thua thì mình tôi sẽ chịu 1 triệu đó. Nhưng mà bài của tôi toàn con lẻ, Giang Tử Phong nói một cách yếu ớt. Giang Tử Phong không có chút xíu tự tin nào, bài này của hắn mà lật ra thì chỉ có nước thua. Không sao cả, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nhận lấy bài. Bây giờ mở ra luôn, hay muốn tiếp tục? Trần Triệu Dương nhìn Tất Văn Bách chằm chằm. Tất nhiên là mở ra luôn rồi, nếu còn tiếp tục tao sợ mày không có tiền để trả, lật bài ra cho tao xem. Tất Văn Bách cười một cách đắc ý. Tất Văn Bách hiểu quá rõ tên Giang Tử Phong này, chỉ cần nhìn sắc mặt cậu ấy là đoán được bài trên tay chắc chắn toàn con lẻ. Được, Trần Triệu Dương lật hết mấy lá bài lên. Mọi người ở đây nhìn thấy bài trên tay Trần Triệu Dương thì cười ồ cả lên. Con lớn nhất bài là 5 bích, ha ha. Bài này mà còn dám theo. Cậu muốn biếu không tiền cho người ta à? Có phải là bị ngu không? Đám người bên cạnh châm chọc. Giang Tử Phong oán trách Trần Triệu Dương, tôi nói với anh rồi, đừng cố chơi tiếp, bây giờ thì hay rồi. Tên họ Trần kia, mày muốn tặng tiền miễn phí cho tao sao? Tất Văn Bách cười đắc ý. Con cao nhất là 5 mà còn dám cược với tao, tao muốn làm mày thua đến cái quần lót cũng không còn. Tất Văn Bách nói xong thì cười một cách đắc ý rồi lật hết bài trong tay ra. Tất Văn Bách cảm giác mình chỉ chơi bừa cũng thắng được tụ bài nát trên tay Trần Triệu Dương. Hả? Nhưng ngay khi Tất Văn Bách lật bài, tiếng cười của mấy người xung quanh đột nhiên im bặt. Tất Văn Bách cũng há mốc mồm. Bài của hắn cũng toàn con lẻ, cao nhất chỉ là 5 cơ. Còn nhỏ hơn bài của Trần Triệu Dương 1 điểm. Không thể nào,
chuyện này không thể nào xảy ra được. Tất Văn Bách cảm giác mình nhắm mắt cũng có thể thắng được thế mà lúc này lại thua rồi, hắn nói một cách khó tin. Mẹ kiếp, chúng ta thắng thật hả? Giang Tử Phong thấy thế thì kích động hét ầm lên, Tất Văn Bách, một phát đè chết anh, ha ha, anh thua rồi. Kém tôi một điểm. Cả đêm nay Giang Tử Phong đều chưa thắng Tất Văn Bách lần nào, thế mà bây giờ có thể dựa trên tụ bài nát này mà một phát đè chết Tất Văn Bách, cậu ta thực sự vui không chịu được nữa rồi. Trần Triệu Dương không quan tâm đến cậu ta mà trực tiếp vơ hết tất cả đống tiền trên bàn về phía mình. Cậu chủ Tất, chấp nhận đi, tôi vốn còn nghĩ mình sẽ thua, không thể nào ngờ được anh lại nhường tôi lật ra một đống bài toàn con lẻ thế này, ha ha. Mày đợi đấy. Tất Văn Bách giơ tay đè lại đống tiền trước mặt Trần Triệu Dương. Cậu chủ Tất, lẽ nào anh thua rồi mà không muốn trả tiền? Trần Triệu Dương cười. Tất Văn Bách, bao nhiêu người chứng kiến ở đây, anh dám không trả tiền sao? Anh không sợ mất mặt à? Giang Tử Phong nói một cách khinh thường. Ai nói tôi không trả tiền? Tất Văn Bách cắn chặt răng lườm Trần Triệu Dương, tao còn muốn cược với mày tiếp, sao nào? Có muốn chơi tiếp nữa không? Anh còn muốn cược với tôi, Trần Triệu Dương cười và hỏi lại. Đúng. Tất Văn Bách hỏi lại, dám hay không? Tất Văn Bách, cược thì cược, Giang Tử Phong đáp ứng luôn. Sau đó lại nói với Trần Triệu Dương, anh trai, đừng sợ. Em cược tiền với hắn thay anh, nếu thua tính cho em, nếu thắng anh em ta chia đôi. Nghe được lời nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương cười, hai chúng ta đánh thôi thì chán lắm, gọi bọn họ chơi cùng đi. Không thành vấn đề. Tất Văn Bách hỏi đám người đứng xung quanh, các người có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Đám người xung quanh nhao nhao cả lên. Tất Văn Bách híp mắt, đêm nay ai giúp tôi chơi thắng hắn đến cái quần lót cũng không còn thì sau này sẽ là anh em của tôi. Những người cùng chơi trên bàn nghe được lời nói đó thì đều hưng phấn hết cả lên. Có thể làm anh em với Tất Văn Bách thì đúng thật là một chuyện tuyệt vời. Suy nghĩ của Tất Văn Bách rất đơn giản. Cả một bàn đầy người thế này kiểu gì chả có người thắng được Trần Triệu Dương. Chỉ cần Trần Triệu Dương thua một cách nhục nhã là hắn đã vui lắm rồi. Trần Triệu Dương cười khẩy trong lòng, vốn chỉ muốn chơi một ván rồi thôi, ai ngờ Tất Văn Bách lại muốn biếu không tiền cho anh, nếu mà như thế thì anh cũng không cần phải khách sáo làm gì. Giang Tử Phong sợ Trần Triệu Dương áp lực cho nên liền ngồi xuống bên cạnh nói, anh trai, anh đừng thấy áp lực, cái em có là tiền, tất nhiên nếu thắng được thì là tốt nhất. Em đặt hết hy vọng vào anh đó. Yên tâm đi, Trần Triệu Dương tự tin nói, tôi sẽ khiến cho bọn họ thua không còn mảnh giáp. Hừ, mày làm được rồi nói cũng không muộn, Tất Văn Bách hừ lạnh, chia bài. Tất Văn Bách vừa nói xong liền có người chia bài. Vừa chia bài xong Trần Triệu Dương đã nhìn sang ngay lập tức. Ván bài này của Tất Văn Bách không tệ, lại còn có thuận tử 678. Hai nhà khác thì cầm đôi. Có một người chơi khác toàn bài lẻ. Trần Triệu Dương lại nhìn xuống bài của mình rồi không nhịn được mà bật cười. Đây đúng là ván bài oan gia, bài của anh cũng có dây, mà lại là thuận tử 789, vừa hay hơn Tất Văn Bách một bậc. Đây không phải ván bài oan gia thì là gì? Mà Tất Văn Bách lại là người làm cái. Hắn vẫn chọn không xem bài. Hắn trực tiếp đẩy tiền về phía trước, 100.000 tệ. Vòng đầu tiên không có gì bất ngờ, mọi người đều chọn không xem bài. Cược một ván rồi tính sau. Vòng 2, Tất Văn Bách nói, 200.000 tệ. Tất Văn Bách nói xong thì nhà dưới của hắn chọn xem bài, xem xong thì trực tiếp bỏ bài. Lại đến một người chơi tiếp theo, xem một lần rồi trực tiếp tăng lên 400.000 tệ. Còn một người chơi nữa, nhìn xong thì thấy đôi của mình nhỏ quá cũng bỏ bài theo. Tôi theo, Trần Triệu Dương nói. Anh trai, anh không muốn xem bài trước sao, cứ cẩn thận xem qua một lượt đi. Giang Tử Phong nói với Trần Triệu Dương. Không xem, Trần Triệu Dương không đồng ý với ý kiến của cậu ấy. Tất Văn Bách thấy Trần Triệu Dương vẫn theo tiếp thì lần này lại chọn xem bài. Xem xong hắn hét lên, 500.000 tệ. Một người chơi khác nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Tất Văn Bách như thế thì liếc qua bài của mình một cái rồi bỏ bài. Đến mày rồi. Tất Văn Bách nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, mày có theo hay không? Tất nhiên là theo rồi. Trần Triệu Dương không nghĩ nhiều. Anh, Giang Tử Hạo bắt đầu lo lắng. Trần Triệu Dương vẫn im lặng. Tất Văn Bách thấy cũng hòm hòm rồi. Hắn nói, bài của tao là thuận tử, mày mở ra cho tao xem.
những người xung quanh nhìn thấy Tất Văn Bách lật bài Thuận Tử ra đều âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã bỏ bài sớm. Nếu cứ chơi tiếp nữa chắc chắn sẽ thảm. Trong một ván kim hoa mà có thể lật ra Thuận Tử cũng được tính là không tồi rồi. Thế mà lại còn được đồng hoa thuận, cũng lớn lắm rồi. Lần này chắc phải thẳng rồi. Bài này đẹp quá đi. Đám người xung quanh nói. Giang Tử Phong lắc đầu nói, lần này xong thật rồi, hắn lật được đồng hoa thuận. Tôi lại thấy chưa chắc. Trần Triệu Dương nói xong liền lật hết bài của mình ra. Trần Triệu Dương chậm chậm lật bài ra. Tất Văn Bách nhìn xong sắc mặt tái mét. Wow, trùng hợp quá. 7-8-9 đồng hoa, lại hơn cậu Tất có một điểm thôi. Vậy cũng được nữa hả? Mọi người vừa nhìn thấy đều xôn xao cả lên. Thắng rồi, lại thắng nữa rồi, Giang Tử Phong ha hả cười to, anh trai, anh cứ ghê, vậy mà vừa đủ thắng anh ta có chút xíu. Tất Văn Bách, anh lại thua nữa rồi. Giang Tử Phong nhìn Tất Văn Bách bật cười. Sắc mặt Tất Văn Bách lại trầm xuống, thật sự là hắn không thể nào ngờ lại có ván bài như vậy. Cậu chủ Tất, nhường rồi. Trần Triệu Dương lại đứng lên gom tiền lại. Chơi tiếp. Tất Văn Bách cắn răng nói, tao không tin mày lại may mắn như vậy. Không biết chừng số tôi lại đỏ như vậy đó. Trần Triệu Dương cười nói. Hừ, Tất Văn Bách hừ lạnh. Đối với Tất Văn Bách mà nói, thua ai cũng được, nhưng mà thua tên bảo vệ quèn Trần Triệu Dương này thì không được. Hắn đã bị Trần Triệu Dương làm mất mặt nhiều lần này không muốn bị anh vả mặt thêm nữa. Nhưng mà nghĩ lại cũng thật lạ. Đánh tiếp mấy ván nữa. Trần Triệu Dương cũng không thèm xem bài, anh vẫn luôn úp bài. Giống như là Trần Triệu Dương có năng lực tiên đoán vậy. Hễ bài của Tất Văn Bách là bài lớn, anh ta lập tức bỏ bài không theo. Mà hễ là lúc Trần Triệu Dương theo thì anh ta lại thắng. Đôi khi cũng có thua, nhưng chỉ thua một vài ván bài nhỏ lẻ. Tổng lại thì Trần Triệu Dương vẫn thắng được nhiều hơn. Tất Văn Bách không có cách nào ăn được tiền của Trần Triệu Dương, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu chủ Tất, đôi ba của tôi thắng đôi hai của anh, lại nhường rồi. Thêm một ván nữa, đôi ba của Trần Triệu Dương lại đè bẹp Tất Văn Bách, cũng giết luôn cả bàn. Trần Triệu Dương gom tiền lại, anh cười nói, cũng hòm hòm rồi, vậy tôi nghỉ chơi đây. Vừa nói Trần Triệu Dương vừa định đứng dậy. Anh trai, sao anh không chơi nữa? Chơi tiếp đi, Tất Văn Bách vẫn còn đầy tiền mà, ăn sạch tiền của anh ta đi rồi đi. Giang Tử Phong kéo Trần Triệu Dương lại hỏi. Nhiều tiền quá rồi, tôi lo một mình tôi cầm không xuể, nên thôi không chơi nữa, Trần Triệu Dương cười nói, hơn nữa, tôi sợ nếu cứ thắng mãi, thì cậu chủ Tất sẽ mất niềm tin vào cuộc sống này mất. Hả? Nghe Trần Triệu Dương nói thế, mấy người bên cạnh cũng sửng sốt, bọn họ thấy Trần Triệu Dương cũng ra vẻ quá rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng lắm chứ. Tối nay, Trần Triệu Dương không lật lên xem bất kỳ ván bài nào mà lại thắng nhiều như vậy. Quả đúng là thần bài mà. Anh trai, anh nói cũng đúng, vậy chúng ta không chơi nữa, Giang Tử Phong thấy sắc mặt của Tất Văn Bách lúc này liền cười khoái chí. Tất Văn Bách bị chọc tức muốn phát điên, nhưng quả thật hắn không có cách nào khác cả. Toàn bộ quá trình vừa rồi, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, hắn muốn tìm ra một chút manh mối gì đó ở trên mặt của anh. Vốn dĩ hắn cho là Trần Triệu Dương dễ đối phó hơn cả Giang Tử Phong. Chỉ là hắn không ngờ. Một tên bảo vệ quen mà lại bình tĩnh hơn Giang Tử Phong nhiều, toàn bộ quá trình vẻ mặt chưa từng thay đổi, ngay cả bài còn chưa lật cũng có thể thắng rồi. Tên họ Trần kia, chúng ta chơi tiếp. Tất Văn Bách không cam lòng nói, tao với mày chơi một ván bài tố, hoặc là mày ăn sạch tiền của tao, hoặc là tao nuốt trọn tiền của mày. Tiền trên bàn của anh không nhiều bằng tôi, anh lấy gì đòi tố với tôi chứ? Trần Triệu Dương cười nói. Không đủ thì tao bỏ ra thêm cho đủ, Tất Văn Bách nói. Chơi có hai người chúng ta thì chán lắm, muốn chơi thì cả đám phải cùng chơi chứ, Trần Triệu Dương nói, hoặc là tôi thắng sạch tiền của mấy người, hoặc là mấy người ăn sạch tiền của tôi. Trần Triệu Dương vừa nói, tất cả đều đoán được ý định của Trần Triệu Dương, anh tính ăn sạch tiền của tất cả mọi người mới chịu thôi. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương huênh hoang quá. Dù cho có là thần bài đi nữa cũng không dám phách lối như vậy. Anh trai, anh gan lắm, tôi bái phục anh. Giang Tử Phong bật ngón tay cái nói. Cậu Tất, tôi không đủ tiền. Tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Mấy người bên cạnh ồn ào nói. Tôi sẽ bỏ ra cho mấy cậu chơi, Tất Văn Bách cắn răng nói. Cậu Tất, nếu mà thua chẳng phải thua hơn 10 triệu rồi ư. Quá liều lĩnh rồi.
Tên bảo vệ quèn người ta là dân lão luyện đấy. Đám người bên cạnh rối rít khuyên. Đống tiền này chúng ta chia mỗi người một nửa, cậu thấy sao? Trần Triệu Dương quay sang hỏi Giang Tử Phong. Tôi không để ý tới mớ tiền này, Giang Tử Phong cười nói, Tất Văn Bách muốn chơi, thì chơi với anh ta, tốt nhất là cho anh ta thua đến tức chết luôn. Được lắm, vậy chúng ta chơi tiếp đi. Trần Triệu Dương ngồi lại chỗ cũ. Tất Văn Bách gắt gao nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, hắn cũng không tin tối nay lại kỳ quái như vậy. Sao rồi chia bài đi, Tất Văn Bách nói. Tất Văn Bách nói xong, người bên cạnh bắt đầu chia bài. Bài vừa chia xong, Trần Triệu Dương nhanh chóng nhìn qua một lượt. Lúc anh nhìn thấy bài tẩy của Tất Văn Bách, anh cũng giật cả mình. Ván này bài của Tất Văn Bách đỏ hơn rồi, báo A luôn đó. Bài lớn nhất rồi. Bài người ngồi bên trái của Tất Văn Bách cũng không nhỏ, thuận kim di quy ca. Bên phải hắn ta thì lại là kim hoa. Nhìn thấy mấy tụ bài như vậy, ra đầu Trần Triệu Dương có chút tê dại, không ngờ ván này lại ra bài ghê gớm như vậy. Ván bài này tuyệt đối là bài oan gia mà. 500 ngàn. Tất Văn Bách không xem bài đã lập tức cược luôn. Mấy người còn lại cũng làm theo. Cược mấy lượt, lúc này có người không kiềm được cũng bốc bài lên xem. Hắn vừa xem xong lập tức bỏ bài. Lần này, Tất Văn Bách cũng lựa chọn xem bài, hắn cũng không dám liều một ván tố, nếu mà thua thì cũng hết đường lui rồi. Ngay lúc Tất Văn Bách lật bài lên, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy. Nhìn thấy bài tẩy xong, Tất Văn Bách đã biết ván này mình ăn chắc rồi. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế nụ cười của bản thân. 2 triệu, Tất Văn Bách dõng dạc nói. Có một người nhìn thấy được nụ cười của Tất Văn Bách khi nãy, hắn cũng lật bài lên xem, bài của hắn cũng không nhỏ, nhưng cũng không dám liều, lập tức bỏ bài. Mà người cầm tụ thuận kim vừa lật bài xem thì không nghĩ ngợi lập tức chọn theo. Mày thì sao? Tất Văn Bách nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương cười nói, có dám theo không? Anh trai, đừng theo, Tất Văn Bách mỉm cười như vậy thì bài tẩy nhất định rất lớn, Giang Tử Phong nhìn Trần Triệu Dương nói. Vậy thì chưa chắc đâu, không chừng hắn lại muốn bluff nữa đó. Trần Triệu Dương cười nói. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, nụ cười của Tất Văn Bách lập tức biến mất. Hắn làm ra vẻ khẩn trương nói, ai nói tao bluff hử? Tao đang hỏi mày đó, có dám theo không? Giang Tử Phong nhìn vẻ mặt của Tất Văn Bách, cậu lại nói, nhìn vẻ mặt kia của anh ta, nhất định lại muốn bluff rồi, chúng ta theo luôn. Giang Tử Phong cũng không đắn đo, thẳng tay đẩy hết tiền lên. Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng dễ xúc động của Giang Tử Phong, anh cũng đã hiểu lý do tại sao cậu ấy lại thua rồi. Tất Văn Bách chỉ giả vờ một chút là đã lừa được cậu ấy rồi. Trong bụng Tất Văn Bách cười thầm. Hắn liền nói, vậy lần này chơi lớn một chút đi, 5 triệu. Tất Văn Bách vừa nói xong. Nhà dưới hắn cũng theo. Anh trai, chúng ta có nên xem bài không? Giang Tử Phong lo lắng hỏi. Không xem. Trần Triệu Dương nói, nhưng mà, vẻ mặt Giang Tử Phong càng thêm căng thẳng. Tôi tiếp tục theo, Trần Triệu Dương lại cười nói. Tất Văn Bách nhìn thấy Trần Triệu Dương vẫn theo, trong lòng hắn vẫn cười thầm không thôi. Báo của mình là lớn nhất rồi. Ván này nhất định phải để mày ói ra hết số tiền đã ăn trước đó. Thấy Trần Triệu Dương vẫn theo, Tất Văn Bách bèn nói tiếp, hiện tại tao cược tất cả số tiền trên bàn mày, mày có dám theo không? Dám. Trần Triệu Dương nói một cách hờ hững. Anh xem bài trước đi đã, xem xong hãy nói. Giang Tử Phong lập tức cảm thấy căng thẳng. Cậu ấy cho rằng Tất Văn Bách bluff, nhưng trông không giống cho lắm. Cậu ấy bắt đầu không phân biệt được rồi. Không xem, Trần Triệu Dương vẫn nói chắc nịch. Nói thật, lúc này đúng là một sự khảo nghiệm tâm lý đối với Trần Triệu Dương. Hiện tại 3 người trên bàn đều là dân bài bạc. Con bài chưa lật trong tay Trần Triệu Dương lúc này là 235 nhỏ nhất. Theo luật chơi thì bài như vậy sẽ bị người có thuận tử ăn mất, nhưng bài đặc biệt như vậy lại có thể ăn được báo của Tất Văn Bách. Mà báo thì lại ăn được thuận tử. Vậy nên bây giờ không thể hành động lỗ mãng được. Trần Triệu Dương đang đợi Tất Văn Bách xử lý người có thuận tử rồi tính tiếp. Ha ha, Tất Văn Bách nở nụ cười đắc ý. Lần này thảm rồi, hắn cười gian trá như thế thì chắc chắc con bài chưa lật rất lớn, Giang Tử Phong bắt đầu tuyệt vọng. Cậu ấy còn nghĩ khó khăn lắm mới thắng Tất Văn Bách được một lần, nhưng không ngờ đến ván cuối cùng Trần Triệu Dương lại vội vàng như thế. Tôi cũng theo. Người đằng sau Tất Văn Bách đẩy luôn tiền ra. Lúc này Tất Văn Bách nhìn người đằng sau. Hắn nói thẳng thừng, anh có chắc là muốn theo không?
Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng theo. Nghe Tất Văn Bách nói vậy, người kia hơi do dự. Tôi không sợ nói cho anh biết, bài của tôi là báo. Tất Văn Bách nhìn người tiếp theo, anh muốn thua thì tùy anh. Lúc này Tất Văn Bách bắt đầu lên mặt rồi. Nghe hắn nói vậy, người kia lựa chọn tin tưởng Tất Văn Bách và bỏ bài. Thấy anh ta bỏ bài, trên mặt Trần Triệu Dương hiện lên nụ cười. Anh không ngờ Tất Văn Bách lại chủ động như thế, giải quyết người tiếp theo giúp anh. Như vậy thì Trần Triệu Dương không còn gì để lo sợ nữa. Tên họ Trần kia, mày cười cái gì? Mày tưởng tao nói dối à? Tất Văn Bách trực tiếp ngửa bài, tao lật cho mày xem luôn. Tất Văn Bách vừa ngửa bài ra. Qua! Những người có mặt ở đây nhìn thấy bài của Tất Văn Bách là lập tức xôn xao lên. Là báo thật kìa. Hơn nữa còn là báo A. Bài này là lớn nhất rồi. Không ngờ lần này cậu Tất lại lấy được bài lớn như thế. Xịn thật. Bài này lớn nhất là cái chắc. Người vừa bỏ bài cũng cảm thấy may mắn. May mà kịp dừng lại, nếu không sẽ bị Tất Văn Bách giết sạch mất. Giang Tử Phong cũng thay đổi sắc mặt. Cậu ấy lắc đầu nói, tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Tiêu thật rồi, không ngờ lại là báo A. Tên họ Trần, thấy sao? Ha ha. Lúc này Tất Văn Bách cũng không nhịn được cười phá lên. Hắn khó chịu cả một đêm, rốt cuộc lúc này cũng được nở mày nở mặt. Phục thật rồi. Bài lớn nhất cũng rơi vào tay anh ấy luôn. Cậu Tất mát tay ghê. Những người bên cạnh lại khen ngợi lần nữa. Tất Văn Bách nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương, hắn cười nói, tên họ Trần, ngửa bài ra đi mày. Đây là bài lớn nhất rồi đấy hả? Trần Triệu Dương hỏi Giang Tử Phong. Giang Tử Phong gật đầu lia lịa. Không có cơ hội thắng thật sao? Trần Triệu Dương lại hỏi. Giang Tử Phong lại gật đầu. Người bên cạnh nở nụ cười mỉa mai, làm gì còn cơ hội thắng nữa? Tuyệt đối không thể nào. Được rồi, Trần Triệu Dương thở dài một hơi. Anh nói với Giang Tử Phong, vậy cậu mở bài giúp tôi đi. Anh cảm thấy còn cần mở nữa sao? Giang Tử Phong nói với vẻ bực bội, người ta là báo A lớn nhất, có thể đánh bại tất cả. Dù sao cũng là chết, cậu mở giúp tôi đi, Trần Triệu Dương nói, việc mơ thì vẫn phải mơ, nhớ đâu thành hiện thực thì sao? Ha ha, chuyện này có thể xảy ra không? Người bên cạnh bật cười. Tất Văn Bách cười khẩy một tiếng, mau lên. Anh à, chúng ta đừng để mất mặt thêm nữa, bỏ bài đi. Còn lâu Giang Tử Phong mới tin cái chuyện hoang đường này. Đã đến nước này rồi, dù sao cũng là thua. Trần Triệu Dương cười nói, mở đi. Thôi được rồi, Giang Tử Phong cắn răng nói, mất mặt thì mất mặt vậy. Dứt lời, Giang Tử Phong trực tiếp lật bài lên. À, vốn dĩ Giang Tử Phong cũng chẳng ôm hy vọng gì cả, nhưng sau khi cậu ấy lật bài poker lên, người bên cạnh bỗng hô lên ngạc nhiên. Ngay sau đó tất cả mọi người im bặt lại. Chuyện gì vậy? Giang Tử Phong hỏi. Cậu ấy lập tức nhìn vào lá bài poker mà mình mới lật lên. Sau khi nhìn thấy, Giang Tử Phong ngạc nhiên há hốc mồm. Lúc này, nét đắc ý trên mặt Tất Văn Bách cũng ngưng động lại. Sao lại thế được? Mẹ kiếp, khó tin quá đi mất. Thật sự không thể ngờ được. Những người bên cạnh hoàn hồn lại, ai nấy đều nhao nhao hết cả lên. 235, 235 khác màu, nó là bài đặc biệt, nó có thể giết chết báo. Giang Tử Phong hưng phấn hô lên. Tất Văn Bách nhìn chằm chằm vào và lẩm bẩm liên tục, không thể nào, sao lại như thế? Chuyện này không thể xảy ra được. Giả, nhất định là giả, có kẻ đã giở trò. Tất Văn Bách không thể tin vào những gì hắn đang nhìn thấy. Báo lớn nhất của hắn bị người ta ăn mất, điều duy nhất mà Tất Văn Bách nghĩ tới là có kẻ chơi xấu. Tất Văn Bách, ý anh là sao? Anh nói ai giở trò? Giang Tử Phong đanh mặt lại. Anh tôi không hề chạm vào bài trong suốt quá trình, hơn nữa bài cũng là do tôi mở, chẳng lẽ anh đang nói tôi dở trò hả? Tất Văn Bách, tôi nói cho anh biết, anh đang nói xấu danh dự của tôi, nếu anh không xin lỗi thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nghe Giang Tử Phong nói như vậy, nhưng người còn đang khiếp sợ bên cạnh đồng loạt gật đầu. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là có kẻ dở trò. Nhưng Giang Tử Phong nói rất có lý, trong cả quá trình Trần Triệu Dương không hề chạm vào bài. Cuối cùng người mở bài là Giang Tử Phong, sao có thể dở trò được? Như thế thì rõ là may mắn rồi. Tất Văn Bách lấy được báo A đã đủ may mắn rồi. Nhưng bài của Trần Triệu Dương thì còn may mắn hơn. Đồng thời bọn họ cảm thấy có thể Trần Triệu Dương đã phát hiện ra tất cả từ lâu rồi.
bài như vậy mà tự mở thì chắc chắn anh sẽ bị người khác nghi ngờ. Nhưng để Giang Tử Phong mở thì thật sự là Tất Văn Bách chẳng dám ho he gì cả. Đương nhiên là bọn họ cũng cảm thấy Tất Văn Bách tự làm tự chịu, nếu hắn không hống hách ép người có thuận tử bỏ bài thì có thể tình thế hiện tại sẽ khác. Anh Tất, dám chơi dám chịu đi chứ. Trần Triệu Dương cười ha ha nói, chẳng lẽ anh không muốn nhận hả? Dầm. Tất Văn Bách không nuốt trôi cơn tức này, hắn thực sự không ngờ được rằng kết quả sẽ như thế. Hắn vỗ bàn cái dầm rồi định bỏ đi. Anh Tất, anh cứ đi thế hả? Trần Triệu Dương hô lên. Mày còn muốn thế nào nữa? Tất Văn Bách dừng lại hỏi. Anh đã nói là sẽ bù đủ số tiền của bọn họ, chắc không phải anh định quỵt đấy chứ? Trần Triệu Dương cười nói. Đúng thế, Tất Văn Bách, anh đã nói thế rồi. Giang Tử Phong cười nói một cách hưng phấn. Tất Văn Bách nghiến răng nói, tao sẽ bảo người bù thêm chi phiếu cho mày. Dứt lời, hắn đi ra ngoài với khuôn mặt đen kịt. Tất Văn Bách cảm thấy hôm nay thật xúi quẩy, bị sượng mặt liên tục, vậy nên hắn không muốn ở lại nữa. Cậu thu tiền mà Tất Văn Bách nợ nhé. Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong. Sẵn sàng luôn. Giang Tử Phong cười nói đắc ý. Cậu ấy nghĩ, rốt cuộc mình cũng được lên mặt với Tất Văn Bách một lần, vui như mở cờ trong bụng vậy. Tiền ở đây thì chúng ta cứ chia như đã giao kèo, mỗi người một nửa. Trần Triệu Dương nói. Anh, em có thể không lấy tiền ở đây. Giang Tử Phong lập tức nói với Trần Triệu Dương, tất cả tiền tối nay đều có thể cho anh, nhưng em có một điều kiện. Ồ, Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong với vẻ nghi hoặc. Anh, chỉ cần anh nhận em làm đàn em, sau này để em đi theo anh là được. Giang Tử Phong xoa tay cười nói. À. Giang Tử Phong nói vậy khiến những người xung quanh không thể tin nổi. Giang Tử Phong cũng là một trong tứ thiếu gia Nam Hải, gia tộc khá lớn trong đất Nam Hải, vậy mà bây giờ cậu ấy lại chủ động xin làm đàn em của Trần Triệu Dương. Cậu vẫn nên lấy tiền đi thì hơn. Trần Triệu Dương nói, tôi không muốn nhận cậu làm đàn em. Vì sao vậy anh? Giang Tử Phong hơi sốt sắng. Cậu chưa xứng làm đàn em của tôi, Trần Triệu Dương nhìn cậu ấy rồi nói. Từ trước tới giờ Trần Triệu Dương vẫn luôn không thích kiểu thiếu gia chơi bời lêu lổng như thế này. Những người bên cạnh nghe Trần Triệu Dương nói vậy đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bọn họ cảm thấy Trần Triệu Dương giả vờ giả vịt quá đà rồi. Anh dám nói là Giang Tử Phong không xứng làm đàn em của anh. Người ta là một trong tứ thiếu gia Nam Hải đấy. Anh chỉ là một bảo vệ nho nhỏ mà thôi, cùng lắm là thân quen với ông cụ cố một chút, nhưng anh có tư cách gì coi khinh Giang Tử Phong cơ chứ? Em lại thích tính cách này của anh đấy, có điểm nào không xứng làm đàn em của anh thì anh nói ra để em sửa là được. Giang Tử Phong lại nói với vẻ hưng phấn tột độ. Điểm nào cũng không xứng. Trần Triệu Dương nói chắc như bắp, cậu không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, còn không giàu nữa, cậu có thể sửa được không? Đậu xanh, thật trơ trẽn. Nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương, người bên cạnh đều phải mắng thầm trong lòng. Em biết em không bằng anh. Anh cứ nhận em làm đàn em đi, Giang Tử Phong cứ khăng khăng quấn lấy Trần Triệu Dương. Những người xung quanh nhìn mà lắc cả mắt. Bọn họ không ngờ rằng Giang Tử Phong lại quyết tâm làm đàn em của Trần Triệu Dương đến thế. Nghĩ mãi mà bọn họ vẫn không hiểu vì sao Giang Tử Phong nhất định phải làm đàn em của một tên bảo vệ nhỏ bé cơ chứ. Điều khiến bọn họ thấy khó hiểu hơn nữa là ở cái khu Nam Hải này, Giang Tử Phong muốn làm đàn em của ai thì người đó đều phải hăm hở đồng ý. Vậy mà Trần Triệu Dương lại chẳng thèm để ý tới cậu ấy. Giang Tử Phong cứ mè nheo với Trần Triệu Dương mãi, đúng lúc này Nam Cung Yến gọi điện thoại tới. Nam Cung Yến nói chuyện với ông cụ cố gần xong rồi, bảo Trần Triệu Dương tới bãi đỗ xe khởi động xe sẵn rồi đợi cô xuống. Trần Triệu Dương tắt máy, anh nói thẳng, tôi không nhận cậu làm đàn em đâu, tiền cậu cho vào thẻ, đến lúc đó gửi cho tôi. Dứt lời, Trần Triệu Dương sải bước ra ngoài. Anh đừng đi chứ. Chúng ta đã nói xong đâu. Giang Tử Phong bước thật nhanh đuổi theo Trần Triệu Dương, anh nhất định phải nhận em làm đàn em đấy, em chốt rồi, anh đừng đi. Thấy Giang Tử Phong đi, những người ở đây nhìn nhau. Năm nào cũng có việc lạ, nhưng năm nay nhiều một cách khác thường. Một tên bảo vệ nho nhỏ ở đâu nhảy ra hạ bệ Tất Văn Bách, sau đó Giang Tử Phong lại quyết tâm làm đàn em của anh. Trần Triệu Dương ra bãi đỗ xe, lái xe đến chờ ở cổng trụ sở. Lúc này Giang Tử Phong vẫn quấn lấy Trần Triệu Dương. Vì sao cậu nhất định phải làm đàn em của tôi vậy hả? Trần Triệu Dương bất đắc dĩ hỏi. Em cảm thấy anh rất lợi hại, tuyệt đối không phải người bình thường,
Giang Tử Phong nói chắc mẩm, em biết anh chơi bài thắng không phải là nhờ vào may mắn, chỉ với tài bài bạc của anh thôi là đã đủ để kéo em đi ra oai rồi. Anh thu nhận em đi mà. Không có hứng thú. Trần Triệu Dương từ chối. Thấy Trần Triệu Dương không đồng ý, Giang Tử Phong vẫn năn nỉ ỉ ôi. Giang Tử Phong, sao cậu lại ở đây? Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Nam Cung Yến vang lên từ đằng sau. Nhìn thấy Nam Cung Yến, Giang Tử Phong lập tức tới bên cạnh cô, chị Yến, có phải chị quen anh của em không? Giang Tử Phong chỉ vào Trần Triệu Dương ở trên xe. Biết, anh ta chọc đến cậu à? Nam Cung Yến cắn môi hỏi, cậu yên tâm, về chị sẽ xử lý anh ta. Nam Cung Yến cảm thấy Trần Triệu Dương rước thêm bao phiền phức cho cô. Không, không phải. Giang Tử Phong vội vàng lắc đầu nói, anh ấy không chọc tới em chỉ muốn làm phiền chị một chuyện thôi. Chuyện gì, Nam Cung Yến cảm thấy khó hiểu nên hỏi. Chị Yến, chị có thể bảo anh ấy nhận em làm đàn em được không? Giang Tử Phong nói một cách thành khẩn với Nam Cung Yến. Hả? Nam Cung Yến tỏ vẻ ngạc nhiên. Được không chị? Giang Tử Phong gặng hỏi. Chuyện này tôi không quyết định được. Nam Cung Yến lắc đầu nói. Này, Tiểu Giang, tôi có thể cho cậu một cơ hội khảo nghiệm. Lúc này, Trần Triệu Dương thò đầu ra khỏi xe và nói. Trần Triệu Dương biết nếu không đuổi được Giang Tử Phong đi thì e là cậu ấy sẽ không để anh đi. Anh muốn khảo nghiệm em thế nào? Giang Tử Phong bước nhanh tới cạnh xe. Cậu mời chị dâu cậu lên xe trước đi đã. Trần Triệu Dương cười nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong lập tức hành động ngay. Cậu ấy mở cửa xe ra trước, sau đó nói với Nam Cung Yến, mời chị dâu lên xe. Nghe Giang Tử Phong gọi mình như vậy, rồi lại nhìn nụ cười xảo trá của người nào đó, Nam Cung Yến nhíu mày lại. Trong lòng cô thầm nghĩ, gặp ma thật rồi. Vì sao Giang Tử Phong lại nghe lời anh như thế? Chị dâu, chị lên xe mau lên đi. Giang Tử Phong lại gọi. Em yêu, cậu chủ Giang mời em lên xe kìa. Trần Triệu Dương cười nói. Nam Cung Yến lườm người nào đó một cái rồi mới lên xe. Sau khi cô ngồi vào xe, Giang Tử Phong còn đóng cửa lại. Anh thấy em làm chuyện này thế nào? Giang Tử Phong nói như đang kể công. Miễn cưỡng chấp nhận được, Trần Triệu Dương cười nói, chỉ có điều cậu gọi không dẻo miệng lắm nên chị dâu cậu không vui, lần sau chú ý hơn đấy. Vâng anh. Giang Tử Phong vội vàng gật đầu cười. Vẫn còn nhiều khảo nghiệm lắm, nhưng tôi phải về rồi, đi trước đây. Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong. Đợi một lát đã anh. Lúc này Giang Tử Phong hô lên. Dứt lời, cậu ấy chạy nhanh tới sát cửa xe, đưa một tấm thẻ màu đen cho Trần Triệu Dương. Đây là cái gì? Trần Triệu Dương hỏi. Đây là quà gặp mặt, là thẻ đen kim cương của tập đoàn nhà họ Giang. Anh tới bất cứ một trụ sở làm ăn nào thuộc tập đoàn nhà họ Giang thì đều được miễn phí. Giang Tử Phong cười nói, mong là anh thích. Được rồi, tôi sẽ nhận. Trần Triệu Dương nhận lấy tấm thẻ đen. Sau đó Trần Triệu Dương lái xe đi. Giang Tử Phong còn đứng sau vẫy tay hô hào, anh và chị dâu đi từ từ nhé. Nam Cung Yến quay đầu nhìn Giang Tử Phong, rồi lại quay đầu nhìn Trần Triệu Dương. Trong mắt cô hiện lên nét ngạc nhiên. Em yêu, em nhìn anh bằng ánh mắt đó, có phải em phát hiện ra mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với anh rồi không? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói. Si, Nam Cung Yến ngầm khinh bỉ, anh đừng có mơ. Tôi chẳng hứng thú gì với anh hết. Nói thì như thế, nhưng trong lòng Nam Cung Yến vẫn cảm thấy tò mò, rốt cuộc Trần Triệu Dương có sức hút gì. Vừa làm ông cụ cố coi trọng, lại còn khiến Giang Tử Phong phải nài nỉ xin làm đàn em của anh. Nam Cung Yến nghĩ mãi mà không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Thực ra cô thật sự rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của người nào đó là cô lại chẳng buồn hỏi, bởi vì cô sợ anh sẽ hết mũi lên trời mất. Suốt dọc đường đi hai người không nói gì, cứ thế trở về biệt thự. Lúc xuống xe, Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến lại, này. Chuyện gì? Nam Cung Yến dừng bước nhìn người nào đó. Em có muốn biết vì sao ông cụ cố lại thân thiết với anh và vì sao Giang Tử Phong cứ khăng khăng đòi làm đàn em của anh không? Trần Triệu Dương sờ mũi, cười nói với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào người nào đó mất mấy giây, cuối cùng cô vẫn không kìm được sự tò mò. Vậy chúng ta vào phòng, đêm còn dài, cứ từ từ nói. Trần Triệu Dương cười nói ngả ngớn, nếu em có rượu thì anh còn có nhiều chuyện hơn nữa. Đi thôi, bây giờ chúng ta vào phòng luôn. Lúc này Nam Cung Yến mới hiểu ra ý đồ của anh,
cô lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Dứt lời cô bước nhanh lên lầu. Em yêu, em không có hứng thú với hai chuyện này thì anh còn nhiều chuyện giật gân hơn đấy. Trần Triệu Dương đi theo và nói, vì sao mấy chục con lừa lại kêu inh ỏi lúc nửa đêm? Đêm nào cửa nhà bà cụ cũng bị gõ, rốt cuộc là người hay ma? Đằng sau đó ẩn giấu điều gì? Em có hứng thú nghe những chuyện này không? Dầm. Trần Triệu Dương nói xong là Nam Cung Yến lập tức đóng sầm cửa lại. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ thở dài, người ta nói phụ nữ luôn rất tò mò, vì sao cô ấy chẳng hứng thú chút nào vậy? Dứt lời, Trần Triệu Dương đi về phòng mình. Hôm sau, Trần Triệu Dương thức dậy từ sớm, anh còn muốn đi nhờ xe của Nam Cung Yến tới công ty, nhưng hình như Nam Cung Yến phát hiện ra ý đồ này của anh nên cô đã lái xe tới công ty từ lâu rồi. Đúng là vô lương tâm, mới tối qua kiếm được một mối làm ăn lớn cho cô ấy, hôm nay đã bỏ mình ở lại rồi. Trần Triệu Dương than thở. Cuối cùng Trần Triệu Dương vẫn tự làm bữa sáng, ăn xong thì lên xe buýt thong thả về công ty. Anh về tới bộ phận bảo vệ thì thấy đám Hồ Đại Quân đang thì thầm bàn tán ở bên ngoài. Tự nhiên khác thường như vậy thì nhất định là có vấn đề. Ý tôi là, đội trưởng Dương là nam giả gái à? Mẹ kiếp, cậu muốn chết hay sao mà dám nói như thế? Tôi chỉ đang nói rằng con gái yêu vào là khác thường lắm. Đúng thế, đúng thế. Hai, không ngờ đội trưởng Dương lại thích kiểu đàn ông như anh Thanh. Chuẩn luôn, tôi đẹp trai hơn anh Thanh nhiều. Nghe thấy những gì bọn họ nói, Trần Triệu Dương áp sát lại nói, các cậu đang nói gì vậy? Thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, đám Hồ Đại Quân lập tức im bặt. Sau đó Hồ Đại Quân cười nói, anh Thanh, bọn em đang nói rằng anh đẹp trai. Chuyện này còn cần nói sao? Trần Triệu Dương cười nói với vẻ tự tin, tôi muốn nghe chuyện về đội trưởng Dương, cô ấy làm sao? Đội trưởng Dương là nam giả gái thật hả? Trần Triệu Dương nói như vậy. Đám Hồ Đại Quân lập tức lắc đầu nói, anh Thanh, tôi không nói thế đâu nhé. Chính cậu nói mà. Không liên quan gì tới chúng tôi. Trần Triệu Dương, cậu vào đây cho tôi. Đúng lúc này, giọng của Dương Lệ vọng ra từ phòng bảo vệ. Anh Thanh, trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới giao cho anh đấy. Hồ Đại Quân vừa nói vừa đẩy Trần Triệu Dương vào trong. Trần Triệu Dương cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, cho dù Dương Lệ có dữ dằn đến đây thì cũng đâu có giết bọn họ. Thế nhưng khi vào phòng bảo vệ và nhìn thấy Dương Lệ, Trần Triệu Dương cũng không nhịn được thở dài, thực sự rất dữ dằn, vô cùng dữ dằn. Hôm nay Dương Lệ thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày. Cô ấy không mặc quần áo ra nữa mà mặc chiếc váy liền thân 2 giây, đồng thời còn trang điểm nhẹ. Dương Lệ ăn mặc như vậy trông chẳng khác nào một người mẫu. Đẹp đến mức khó tả. Chiếc váy liền thân này tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô. Trần Triệu Dương thầm than trong lòng. Như thế này có thể gọi là dáng người nóng bỏng rồi. Thảo nào đám Hồ Đại Quân lại nói rằng tự nhiên khác thường như thế thì chắc chắn là có vấn đề. Trông Dương Lệ lúc này quả thật rất quyến rũ. Nhìn thấy ánh mắt của người nào đó, Dương Lệ vỗ bàn gắt lên, Trần Triệu Dương, cậu có biết là cậu lại đến muộn nữa rồi không? Đội trưởng Dương, tôi đến muộn là chuyện bình thường thôi mà, có gì mà phải phê bình, Trần Triệu Dương bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Dương Lệ hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ cậu không biết là tôi đang đợi cậu sao? Chị đang đợi tôi. Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Đúng thế, Dương Lệ gật đầu. Có việc gì à, Trần Triệu Dương hỏi. Có, Dương Lệ nói một cách nghiêm túc, hôm nay tôi không vui, tôi muốn cậu đi mua sắm với tôi. Hả? Trần Triệu Dương bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Có ý kiến gì à, Dương Lệ nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương và hỏi. Có chứ. Ý kiến gì? Đội trưởng Dương, chị không thể xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của tôi được, Trần Triệu Dương nói với vẻ mặt nhăn nhó. Trần Triệu Dương biết đi mua sắm với con gái là một chuyện rất khốn khổ, hơn nữa còn là kiểu con gái dồi dào sức lực như Dương Lệ, chắc chắn đó sẽ là một cuộc khảo nghiệm về cả mặt thể lực và tinh thần. Đây không phải lý do, Dương Lệ hừ lạnh một tiếng, tên họ Trần, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có đi với tôi không? Dương Lệ đã suy xét đến rất nhiều người, nhưng cô ấy phát hiện ra chỉ có người nào đó là thích hợp nhất, bởi vì cô ấy chỉ đang khó chịu và muốn tìm cu ly đi xách đồ cho mình thôi. Với những chuyện hành hạ người khác như thế, Dương Lệ nghĩ tới ai kia đầu tiên? Không. Trần Triệu Dương trả lời một cách kiên quyết. Tên họ Trần, cậu đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có mình cậu là đàn ông, cậu có tin tôi dư sức tìm được người khác không? Dứt lời,
Dương Lệ nhìn về phía cổng. Ánh mắt của cô ấy khiến đám Hồ Đại Quân tan tác như chim muông, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Nhóm Hồ Đại Quân thừa biết là phải tránh xa cái câu hỏi mất mạng này. Dù sao thì đàn ông bình thường không thể điều khiển được kiểu con gái như Dương Lệ, chắc cũng chỉ có Trần Triệu Dương là tạm được. Đội trưởng Dương, không có ai nữa rồi. Trần Triệu Dương cười đắc ý. Nhìn thấy biểu cảm vênh váo của ai kia, Dương Lệ cắn môi, cuối cùng cô ấy bắt lấy tay Trần Triệu Dương, tôi không cần biết, hôm nay cậu không muốn đi cũng phải đi. Vì sao? Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Dương Lệ không trả lời, chỉ kéo anh đi ra ngoài. Đội trưởng Dương, tôi là nhân viên ba tốt đấy, tôi không thể trốn việc được. Hừ, đội trưởng Dương, tôi có vợ rồi, cho dù cô thích tôi đến mức điên cuồng thì cũng không thể cưỡng bức tôi được. Cứu mạng, có người người hiếp bức con trai nhà lành. Nhưng dù Trần Triệu Dương gào thét thế nào thì Dương Lệ vẫn cứ kéo anh ra ngoài. Thấy vậy, đám Hồ Đại Quân thi nhau vẽ hình cây thánh giá. Amen, anh Thanh, đời là thế, không phản kháng được thì chi bằng hưởng thụ đi. Tôi thấy với sức chiến đấu của đội trưởng Dương thì có thể sẽ bẻ gãy eo của anh Thanh mất. Rất có thể, nhóm Hồ Đại Quân nói rồi lại vẽ hình cây thánh giá một lần nữa. Sau đó bọn họ lại nói, A-di-đà Phật. Nam Cung Yến đứng trước cửa sổ bằng kính trong phòng làm việc. Cô nhìn thấy Trần Triệu Dương bị Dương Lệ kéo lên xe. Lông mày của cô nhíu chặt lại. Một lát sau, cô gọi điện thoại nội bộ, bảo thư ký Ninh Tĩnh của mình vào. Tổng Giám đốc Nam Cung, có chuyện gì vậy ạ? Ninh Tĩnh vào phòng rồi hỏi. Cô gửi giấy cảnh cáo cho tôi. Nam Cung Yến nói lạnh lùng. Gửi cho ai ạ? Ninh Tĩnh hỏi. Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, người bảo vệ đó ạ? Ninh Tĩnh hơi sửng sốt. Cô ta còn tưởng rằng Nam Cung Yến muốn cảnh cáo quản lý nào đó, nhưng không ngờ lại muốn cảnh cáo một bảo vệ nhỏ nhoi. Đúng thế, Nam Cung Yến nói lạnh lùng, nói rằng anh ta đến trễ về sớm, nếu có lần sau sẽ bị đuổi việc, đến lúc đó chính cô đưa cho anh ta. Vâng, tôi biết rồi, Ninh Tĩnh gật đầu nói. Lúc rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Ninh Tĩnh vẫn cảm thấy khó tin. Tổng Giám đốc Nam Cung có địa vị cao lại muốn gửi giấy cảnh cáo cho một bảo vệ nhỏ nhoi, đúng là chuyện lạ đời. Mặc dù Trần Triệu Dương không muốn chút nào, nhưng Dương Lệ vẫn kéo anh tới quảng trường Vạn Đạt lớn nhất thành phố Nam Hải. Vừa tới quảng trường Vạn Đạt là Dương Lệ lập tức điên cuồng mua sắm. Trần Triệu Dương đi theo sau làm cu li xách túi. Chưa tới một tiếng là hai tay của Trần Triệu Dương đã ôm mười mấy túi rồi. Đội trưởng Dương, nhiều đây là đủ rồi đấy. Trần Triệu Dương đi theo sau, anh nói với vẻ mặt vật vã. Đủ cái gì chứ hả, lúc này Dương Lệ nở nụ cười nói, mới bắt đầu thôi, tôi vẫn muốn mua tiếp. Vậy thì cũng phải nghỉ ngơi một lát chứ. Trần Triệu Dương chẳng cần biết Dương Lệ có đồng ý không, anh ngồi vật xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Hừ, mới một lát đã oải, vô dụng hết sức. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, Dương Lệ hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Thế nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn rất tốt. Một là cô mua đã đời rồi, hai là nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, quả thực là hai niềm vui ập tới cùng một lúc. Cho cậu 5 phút nghỉ ngơi. Dương Lệ ngồi xuống bên cạnh rồi nói. 5 phút thì sao được, ít nhất cũng phải 10 phút chứ. Trần Triệu Dương phản đối. Chỉ còn 3 phút thôi, Dương Lệ lườm anh. Nhìn dáng vẻ này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương không nói thêm gì nữa. Dương Lệ nhìn thấy biểu cảm này của anh, tâm trạng của cô ấy lại thư thái hơn đôi chút. Sau này ở công ty mà cậu không nghe tôi thì tôi sẽ bắt cậu đi mua sắm với tôi, đi đến lúc cậu gãy chân thì thôi, Dương Lệ nói với vẻ đắc ý. Đội trưởng Dương, cô yên tâm, chắc chắn sau này tôi sẽ nghe lệnh cô, Trần Triệu Dương đáp. Thế còn được, tôi đi mua nước uống, Dương Lệ đứng lên nói. Không phải Trần Triệu Dương không nghĩ tới chuyện phản kháng. Anh mà muốn đi thì cắt đuôi Dương Lệ lúc nào mà chẳng được, nhưng anh nhìn ra được rằng Dương Lệ thật sự không vui, vậy nên anh mới giả vờ nhăn nhó cho cô ấy vui vẻ một chút. Dù sao chuyện này cũng chỉ là gắn kết quan hệ đồng nghiệp, để sau này anh thoải mái hơn trong công ty mà thôi. Và lại Trần Triệu Dương cảm thấy Dương Lệ mạnh miệng nhưng mềm lòng, lần trước anh phá xe của Tất Văn Bách, cô ấy là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh, hơn nữa còn chủ động vơ trách nhiệm vào người. Chỉ chuyện đó thôi là Trần Triệu Dương cảm thấy đáng để kết bạn với Dương Lệ. Không bao lâu sau, Dương Lệ xách hai cốc nước lạnh về. Mua cốc thứ hai giảm 50%, cho cậu uống đấy. Dương Lệ đưa một cốc nước lạnh cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cười nhận lấy,
anh biết ngay Dương Lệ là kiểu người khẩu xà tâm Phật mà. Lệ Lệ. Trong lúc Trần Triệu Dương vui vẻ uống nước lạnh, bên cạnh vang lên giọng nói xến xúa của một người đàn ông. Nghe thấy giọng của người đàn ông này, suýt nữa thì Trần Triệu Dương phun nước ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt góc cạnh đi tới trước mặt Dương Lệ. Mã Quốc Lương, giữa chúng ta không còn quan hệ gì hết, anh đừng gọi tôi như thế. Nhìn thấy người đó, Dương Lệ sầm mặt nói. Lệ Lệ, Mã Quốc Lương lại tiếp tục gọi xến xúa, chúng ta không làm người yêu được thì cũng có thể là bạn mà. Em nói xem, Lệ Lệ. Mã Quốc Lương vừa nói vừa định vươn tay về phía Dương Lệ. Phụt. Lần này Mã Quốc Lương gọi xong là Trần Triệu Dương không nhịn được phun ra. Nước bắn đầy vào chân Mã Quốc Lương. Mày làm gì đấy? Thấy đôi giày hàng hiệu của mình dính đầy nước, Mã Quốc Lương nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi nghiến răng quát. Ha ha, xin lỗi, tôi không nhịn được. Một thằng đàn ông đô con như thế mà lại ẻo lả đến vậy. Ha ha, tôi thật sự không thể nhịn được. Khiếp, khiếp thật. Trần Triệu Dương cười ha ha. Phải rồi, mẹ anh có biết anh ẻo lả thế không? Thằng danh, mày muốn chết hả? Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, gã giơ nắm đấm lên định đánh anh. Mã Quốc Lương, anh dừng tay lại cho tôi. Dương Lệ lập tức chắn trước mặt Mã Quốc Lương. Lệ Lệ, thằng đó là ai? Vì sao em lại bảo vệ nó? Mã Quốc Lương nghiến răng nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi hỏi. Anh ấy là bạn trai tôi, được chưa? Dương Lệ khẽ hừ một tiếng, anh dám động vào anh ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Bạn trai em. Mã Quốc Lương quan sát Trần Triệu Dương một lượt rồi nở nụ cười khinh thường. Lệ Lệ, em càng ngày càng kém cỏi rồi, ai đời lại tìm một thằng bảo vệ làm bạn trai, chậc chậc, thảm thật. Mã Quốc Lương, tôi muốn tìm ai làm bạn trai thì liên quan gì đến anh? Dù sao hiện tại chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Dương Lệ nói chắc nịch. Mã Quốc Lương chẳng để ý tới những gì Dương Lệ nói, gã vươn tay ra cười nói với Trần Triệu Dương, xin tự giới thiệu, tên tôi là Mã Quốc Lương, người yêu cũ của Lệ Lệ. Thấy Mã Quốc Lương vươn tay ra, Trần Triệu Dương cũng đứng lên vươn tay. Đừng! Thấy bọn họ sắp bắt tay nhau, Dương Lệ định ngăn cản nhưng không kịp. Mã Quốc Lương bắt tay Trần Triệu Dương. Dương Lệ biết đây là chiêu trò mà Mã Quốc Lương hay dùng. Từ trước tới nay gã thích bắt tay để bắt nạt người khác. Hơn nữa lực tay của Mã Quốc Lương cũng rất lớn. Dương Lệ sợ rằng bàn tay của Trần Triệu Dương sẽ bị Mã Quốc Lương bóp nát mất. Tôi là Trần Triệu Dương, chồng của Lệ Lệ. Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Chồng, nghe vậy, sắc mặt của Mã Quốc Lương càng âm trầm hơn, đồng thời bàn tay cũng càng dùng sức. Trần Triệu Dương cười nói ra thì tôi còn phải cảm ơn anh. Tối hôm đó anh đá Lệ Lệ, sau đó cô ấy gặp được tôi, chúng tôi đã tới khách sạn. Ha ha, tôi không ngờ Lệ Lệ vẫn là. Tối hôm đó chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Hả, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Lệ đỏ ửng lên. Mã Quốc Lương nghe thấy thế, khuôn mặt hiện lên nét tức giận. Hạnh phúc lắm đúng không? Gã nghiến răng nói, bàn tay lại siết chặt hơn nữa. Mã Quốc Lương vừa nói xong thì lại bóp chặt tay hơn. Gã ta nghĩ, chỉ chút nữa thôi thì Trần Triệu Dương sẽ đau đến mức phải van xin gã. Dù gì đối với Mã Quốc Lương mà nói, đây chính là một nỗi đau, gã đã yêu Dương Lệ nhiều năm như thế rồi mà nhiều nhất chỉ được nắm tay, thậm chí còn chưa bao giờ được ngủ với nhau. Nhưng ai ngờ được rằng, gã vừa chia tay với Dương Lệ xong thì đã bị Trần Triệu Dương cháy nhà hôi của rồi. Lúc này gã có một suy nghĩ, cải thảo mình chồng bao nhiêu năm lại bị người ta ăn trắng mất. Dương Lệ cũng rất lo lắng mà nói, Mã Quốc Lương, anh đừng có làm loạn. Lệ Lệ! Đây là tình cảm giữa đám đàn ông con trai bọn anh, em đừng có nhúng tay vào. Mã Quốc Lương trầm giọng nói. Đúng thế, cô đừng nhúng tay vào, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Mã Quốc Lương nhìn bộ dạng của Trần Triệu Dương vẫn nhẹ nhàng thoải mái thì lại càng không cam tâm. Gã lại bóp chặt tay hơn nữa. Lúc này Mã Quốc Lương tức đến muốn tăng xông rồi, gã dùng hết sức lực bình sinh của mình để bóp lấy tay Trần Triệu Dương. Dương Lệ đứng bên cạnh cũng thấy lo cho Trần Triệu Dương. Mã Quốc Lương là người chăm luyện tập thể dục cho nên lực tay rất đáng sợ. Bây giờ gã ta còn dùng hết sức lực thế này, chỉ sợ là xương cốt Trần Triệu Dương sẽ bị bóp cho nát vụn ra thôi. Mã Quốc Lương nhìn Trần Triệu Dương rồi hừ lạnh trong lòng, mày cứ giả vờ nữa đi, để tao xem mày nhịn được đến bao giờ. Mày chỉ có tí sức này thôi sao? Đúng lúc này, Trần Triệu Dương cười nhạo. Hả? Mã Quốc Lương sững người.
trông cũng to lớn khỏe mạnh đấy, mà chỉ được mỗi cái mã thôi, Trần Triệu Dương cười. Mày nói, a, à, Mã Quốc Lương vẫn còn muốn phản bác Trần Triệu Dương nhưng ngay lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên căng tay lên, Mã Quốc Lương cảm giác được sự đau đớn truyền đến từ bàn tay, gã hét lên một tiếng quái lạ. Đau, đau, thả tay ra, thả tay ra. Mã Quốc Lương cảm giác đau đớn tột cùng, liên thanh kêu. Gã lúc này đau đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên thôi. Dương Lệ thấy vậy thì không dám tin. Theo những gì cô được biết thì ở phương diện này, Mã Quốc Lương chưa thua ai hết, bây giờ một người trông gầy yếu như Trần Triệu Dương lại có thể làm cho gã đau đớn như vậy. Muốn tao thả tay thì van xin tao đi, Trần Triệu Dương cười. Trần Triệu Dương nói xong, thì lại tăng thêm chút lực ở cổ tay. Mã Quốc Lương vốn còn nghĩ, mình tuyệt đối không mở miệng cầu xin. Nhưng bây giờ gã đau đến mức muốn bỏ cuộc rồi. Thả tay, tao xin mày đấy, Mã Quốc Lương đau đớn nói. Vậy mày nói xem, mày có phải là được phú bà bao nuôi không, Trần Triệu Dương lại hỏi. Mã Quốc Lương gật đầu một cách điên cuồng, đúng thế, tao đúng là được bao nuôi đã được chưa? Mã Quốc Lương đau thực sự, gã cảm giác như tay mình sắp bị Trần Triệu Dương bóp nát rồi. Ngôn tình hay. Được, tao không so đo với một tên được bao nuôi nữa. Trần Triệu Dương cười rồi buông tay. Trần Triệu Dương vừa buông tay xong, Mã Quốc Lương đã nhìn thấy bàn tay mình tím hết cả lên. Hắn nghĩ nếu Trần Triệu Dương cứ bóp nữa thì xương bàn tay của gã chắc chắn sẽ vỡ nát. Mã Quốc Lương nhìn Trần Triệu Dương, gã vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này, bình thường đều là người khác chịu thiệt, gã nào đã phải chịu thiệt bao giờ. Gã cảm thấy hôm nay như bị quỷ nhập vậy, gã thế mà lại bị một tên Trần Triệu Dương không có tí sức nào phản kháng lại đến nỗi gã phải cầu xin. Sau này đừng có đến làm phiền người phụ nữ của tao nữa, rõ chưa? Trần Triệu Dương ôm eo Dương Lệ. Nhìn chằm chằm Mã Quốc Lương mà nói, nếu còn có lần sau, mày sẽ không được may mắn như hôm nay nữa đâu, hơn nữa mày cũng không cần phí sức làm gì, người phụ nữ của tao thích đàn ông đích thực chứ không phải cái loại được phú bà bao nuôi chỉ được cái mã như mày. Mã Quốc Lương thấy Trần Triệu Dương ngang ngược như vậy thì cũng chỉ cảm thấy tức trong lòng mà không dám nói ra. Cút, Trần Triệu Dương nói. Mã Quốc Lương nghe được lời nói này, cắn răng không cam tâm mà quay người rời đi. Đợi đến khi gã rời đi rồi, Dương Lệ lạnh lùng nói, cậu ôm đủ chưa? Trần Triệu Dương nghe được câu hỏi của Dương Lệ thì cười ha ha, chiếc eo thon nhỏ mềm mại co giãn thế này ôm thế nào cũng không đủ. Dương Lệ lườm anh một cái, nói, lần này tôi tha cho cậu, nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ cắt cụt cái tay này của cậu. Tôi không phải là vì giúp cô đuổi cái tên được bao nuôi ấy đi mà phải hy sinh bản thân mình sao? Cô thấy tôi có khổ không? Trần Triệu Dương cười. Ha! Ai cần cậu hy sinh bản thân, Dương Lệ liếc Trần Triệu Dương một cái sắc lẹm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nở một nụ cười nhạt. Điều này cho thấy rằng cô rất hài lòng với kết quả này. Đúng rồi, sao lực tay của cậu lại lớn thế, Dương Lệ khó hiểu hỏi. Đây là kỹ năng của tôi. Kỹ năng? Kỹ năng độc thân hơn 20 năm, luyện ra được bắp tay cứng như sắt, Trần Triệu Dương giơ cánh tay phải của mình lên, khuôn mặt lộ ra sự tự hào. Dương Lệ nhìn thấy động tác này của Trần Triệu Dương thì đột nhiên như nghĩ đến gì đó mà đỏ hết cả mặt lên. Chúng ta đi thôi, đi dạo tiếp, Dương Lệ bước nhanh về phía trước. Qua chuyện này, Trần Triệu Dương cảm giác tâm trạng của Dương Lệ đã tốt lên rất nhiều. Trong quá trình đi dạo phố tiếp theo, cô ấy sẽ để ý đến cảm nhận của anh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút cho anh nghỉ ngơi. Lại đi dạo phố một tiếng nữa. Cuối cùng Dương Lệ dẫn theo Trần Triệu Dương. Dừng lại ở trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Đội trưởng Dương, cô không phải định mời tôi vào đây ăn đấy chứ? Chỗ này đắt lắm đó. Trần Triệu Dương hỏi Dương Lệ. Dương Lệ gật đầu, chỗ này trước đây tôi đã muốn đến rồi, nghe nói đồ Tây trong này rất ngon, chỉ là hơi đắt thế cho nên luôn tiếc tiền mà không dám vào ăn, nhưng hôm nay chị đây tâm trạng tốt nên quyết định mời cậu một bữa. Vậy tôi miễn cưỡng đi ăn với cô một bữa vậy, Trần Triệu Dương cười. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương bước vào trong thì nói một cách kỳ lạ, cậu có thể không ăn mà. Vậy thì không được, hôm nay tôi là một người hộ tống chuyên nghiệp, cho nên đi ăn cùng cô là chuyện đương nhiên, Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc. Cái gì mà hộ tống chứ, nói thật là khó nghe, Dương Lệ nhẹ giọng nói. Nhưng Dương Lệ không thể không thừa nhận, có lúc Trần Triệu Dương cũng là một người rất man, nhưng về sau này cô lại thấy anh là một người đàn ông thích cười đùa cợt nhả. Cũng rất biết chọc người khác vui vẻ.
Trần Triệu Dương và Dương Lệ cùng bước vào nhà hàng. Rất nhanh liền có phục vụ xếp cho họ một vị trí bên cạnh cửa sổ. Nhưng khi phục vụ đưa menu đến thì Dương Lệ há hốc mồm. Menu tất cả đều là tiếng Pháp, cô nhìn không hiểu gì. Để tôi. Trần Triệu Dương lấy menu từ trên tay của Dương Lệ. Cậu xem hiểu sao? Dương Lệ ngạc nhiên. Khi Dương Lệ hỏi thì Trần Triệu Dương nhìn vào menu, rồi trực tiếp trao đổi với nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp. Rất nhanh sau nhân viên phục vụ liền cầm menu rời đi. Đội trưởng Dương, tôi gọi cho một suất bít tết than phi lê, ốc sên kiểu Pháp, và thêm một chai rượu vang, cô có ý kiến gì không? Trần Triệu Dương cười với Dương Lệ. Không có ý kiến gì, Dương Lệ lắc đầu rồi hỏi một cách kỳ lạ, Trần Triệu Dương, sao cậu lại biết nói tiếng Pháp? Trước đây tôi từng đi rửa bát thuê ở bên Pháp cho nên biết một chút tiếng, Trần Triệu Dương nói một cách qua loa. Thật sao? Thật sự, Trần Triệu Dương gật đầu cười. Dương Lệ dùng ánh mắt không thể tin được đáng giá người đàn ông ngồi trước mặt này. Cô thấy người đàn ông này, mình thực sự không thể nào hiểu thấu được. Dương Lệ tìm đủ mọi cách thăm dò Trần Triệu Dương nhằm moi thêm chút thông tin từ chỗ anh. Có điều, cuối cùng cô ấy đành bó tay. Hai người nói chuyện được một lúc, bít tết và rượu vang được mang lên. Chúng ta ăn thôi. Dương Lệ nói với Trần Triệu Dương. Lúc dùng món ăn Pháp, tôi thích thưởng thức chút âm nhạc. Trần Triệu Dương cười nói với Dương Lệ, cô không để bụng chứ. Dương Lệ liếc Trần Triệu Dương cái là biết ngay, không vấn đề. Mặc dù cần một khoản tiền để mời dàn nhạc diễn tấu nhưng Dương Lệ thấy rằng phong cách ở đây không tồi, dù sao hôm nay cũng tốn một đống tiền rồi, có tiêu thêm chút cũng chẳng sao. Dương Lệ dứt lời, Trần Triệu Dương dùng tiếng Pháp ra hiệu với ban nhạc đang ngồi nghỉ ngơi. Ban nhạc đi tới, Trần Triệu Dương chọn một bài nhạc nhẹ có tiết tấu nhanh. Sau đó, Trần Triệu Dương cầm ly rượu lên, vừa tận hưởng âm nhạc, vừa thưởng thức rượu vang. Lúc này, Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương. Cô ấy không thể nào tìm ra được mối quan hệ giữa anh với một người bảo vệ. Cô ấy cảm thấy cơ thể Trần Triệu Dương toát ra một luồng khí chất mà chỉ cậu ấm nhà giàu mới có. Vẫn còn thiếu vài thứ. Trần Triệu Dương lại lên tiếng. Còn thiếu vài thứ. Dương Lệ ngơ ngác, cô ấy cảm thấy mọi thứ cho một bữa ăn chuẩn kiểu Pháp đã đủ cả rồi. Không có đũa, tôi không ăn, Trần Triệu Dương cười nói. Hả? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy. Dương Lệ tỏ ra không hiểu gì cả. Vài giây trước anh còn tỏ ra giống một cậu ấm nhà giàu, bây giờ lại trở thành một kẻ hết sức dung tục tầm thường. Đây là nhà hàng chuẩn kiểu Pháp, không phục vụ đũa cho anh đâu, Dương Lệ nhắc nhở Trần Triệu Dương. Cô không hỏi sao biết không có, Trần Triệu Dương cười nói. Nói rồi, Trần Triệu Dương vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới. Khi Trần Triệu Dương nói cần một đôi đũa, người phục vụ ngả ân người, lúc này... Người phục vụ cũng không nhịn được mà ném cho Trần Triệu Dương ánh mắt khinh thường. Đây là nhà hàng chuẩn kiểu Pháp, sao có đũa được chứ? Loại người này đi đến đây đúng là làm hạ thấp đẳng cấp nhà hàng. Ngay lúc này, một giọng nói châm biếm vang lên bên cạnh. Chẳng phải thế à, gặp loại người này ở đây làm tôi chẳng còn hứng dùng bữa nữa. Ở đây không phải là nhà hàng cao cấp sao? Sao có thể để loại người này vào chứ? Giọng nói châm chọc của một nam một nữ vang lên. Trần Triệu Dương và Dương Lệ ngẩng đầu nhìn, bọn họ thấy Mã Quốc Lương ôm vai một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm. Nhìn ra ngay, Mã Quốc Lương không đeo bám Dương Lệ nữa là vì được phú bà bao dưỡng rồi. Bấy giờ, hai người nhìn Trần Triệu Dương, tỏ ra khinh thường. Thấy Mã Quốc Lương xuất hiện tại đây, Dương Lệ đã hiểu ra mọi chuyện, Mã Quốc Lương cố ý bày trò. Mã Quốc Lương, chúng tôi ở đây dùng bữa ảnh hưởng đến anh sao, Dương Lệ đanh mặt lại nói. Đương nhiên ảnh hưởng đến chúng tôi rồi. Mã Quốc Lương nói chuyện có chút tự cao tự đại, đây vốn là một nơi cao cấp, vậy mà lại xuất hiện loại người này, cô nói xem có phải kéo đẳng cấp nhà hàng xuống thấp không? Nhìn thấy loại người này đúng là ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi, người phụ nữ ngồi cạnh Mã Quốc Lương tỏ ra khinh thường nói. Trông bà ưỡn ẹo vậy còn xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi còn chưa nói bà ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi đấy. Trần Triệu Dương nhìn người phụ nữ trung niên rồi bình tĩnh nói. Cậu nói ai óng ẹo đấy? Nhãi danh, muốn chết phải không? Câu nói của Trần Triệu Dương như động vào vảy ngược của bà ta vậy, bỗng chốc bà ta nổi giận đùng đùng đứng bật dậy. Em yêu, đừng giận, đừng giận. Tức giận với đám người thấp hèn này chỉ tổ mệt người thôi, Mã Quốc Lương vội vã khuyên bảo. Cũng đúng, em không thèm so đo với đám người thấp kém này,
người phụ nữ giàu có lại tỏ ra kiêu ngạo. Sau đó, người đàn bà giàu có nhìn hai người Trần Triệu Dương và nói, bây giờ, hai người rời khỏi đây ngay lập tức. Tại sao? Dương Lệ khó chịu hỏi. Tôi sợ mấy người làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, người đàn bà giàu có nói, vậy nên mấy người phải rời khỏi đây. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền mấy người mới chịu rời đi, 5.000 tệ đủ không? Dương Lệ nghe thấy câu nói ấy của đối phương thì cảm thấy nộ khí xung thiên, đúng là không chịu nói lý với nhau mà. Còn lâu chúng tôi mới đi. Dương Lệ đáp, người đàn bà giàu có lập tức móc là một tập tiền, vứt xuống bàn. Chỗ này là 10.000 tệ, cầm tiền rồi lượn cho tôi, người đàn bà giàu có tỏ ra cao ngạo. Những người xung quanh bắt đầu nhìn qua bên này, trông thấy cảnh tượng hiện tại, ai nấy đều tỏ ra thích thú hóng chuyện. Mọi người muốn xem hai người Trần Triệu Dương ứng phó thế nào. Mấy người, đúng là không nói lý lẽ. Dương Lệ nghiến răng bực mình mắng, không coi ai ra gì. 10.000 tệ đúng là không ít, bằng 2 tháng lương của tôi rồi. Vậy nhưng Dương Lệ vừa mắng xong, Trần Triệu Dương lại cầm tiền lên. Trần Triệu Dương, cậu! Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương cầm tập tiền, cô ấy tức giận quát. Cô ấy nghĩ thầm, không phải Trần Triệu Dương thấy tiền là sáng mắt đấy chứ. Trông thấy Trần Triệu Dương cầm tiền, Mã Quốc Lương lập tức vui vẻ. Vừa bước vào cửa, gã ta nhìn thấy Trần Triệu Dương thì nghĩ ngay đến chiêu này. Gã ta phải khiến Trần Triệu Dương không ngóc đầu lên được. Nhất là để Dương Lệ coi thường Trần Triệu Dương càng tốt. 10.000 tệ nhiều lắm đó, cầm tiền rồi đi đi, Mã Quốc Lương nói. Cút mau, người đàn bà giàu có hống hách nói. Loạt soạt, chỉ có điều, hai người bọn họ vừa mới dứt lời, Trần Triệu Dương tung tập tiền như giải hoa, đập thẳng vào mặt Mã Quốc Lương và người đàn bà kia. 10.000 tệ vừa rơi hết, Trần Triệu Dương móc ra một đồng xu, ném thẳng mặt người đàn bà giàu có và nói. Bây giờ tôi bỏ ra 10.001 tệ, nhiều hơn mấy người 1 tệ, hai người lăn một vòng cho tôi xem. Qua! Trần Triệu Dương đột nhiên hành động như vậy khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Những người dùng bữa ở đây có rất nhiều người quen biết người đàn bà giàu có kia. Bọn họ chẳng ai dám động đến bà ta. Bây giờ, một người bảo vệ nhỏ nhoi như Trần Triệu Dương lại dám lấy tiền ném vào bà ta. Dương Lệ nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương thì giật nảy mình. Cô ấy biết, không thể đắc tội với người đàn bà giàu có này. Mày muốn chết đấy hả? Mã Quốc Lương tức giận nói. Người đàn bà giàu tức điên lên, quát lớn, người đâu, gọi quản lý của mấy người tới đây. Người đàn bà giàu có quát lớn, một lát sau, quản lý của nhà hàng xuất hiện. Vừa mới đến nơi, ông ta hỏi chuyện nhân viên phục vụ trước đã. Người quản lý vừa nghe xong nhân viên truyền đạt lại, ông ta mắng thầm một câu, ai mà có mắt không tròng vậy. Dám gây chuyện ở địa bàn của ông, gọi bảo vệ lên đây. Nhân viên phục vụ nghe vậy thì nhanh chóng chạy đi gọi bảo vệ. Còn người quản lý thì hớt hải chạy đến trước mặt người đàn bà giàu có, nở một nụ cười thân thiện nói, bà Hoa, bà tìm tôi có chuyện gì vậy? Bà Hoa nhìn thấy quản lý đi tới thì chỉ hai người Trần Triệu Dương, bực dọc nói, ông lập tức đuổi hai con người thấp hèn kia ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, hơn nữa tìm người giúp tôi dạy cho bọn chúng một bài học. Bà Hoa nói vậy, Mã Quốc Lương đắc ý lên tiếng, để mấy người cầm tiền rồi lượn đi thì không chịu, giờ thì hay rồi, cho mấy người biết tay. Người quản lý nghe thấy vậy thì quay lại, nhìn thấy Trần Triệu Dương mặc bộ đồ của nhân viên bảo vệ, ông ta có thể động tay được. Ông ta lập tức đáp, bà Hoa, bà yên tâm, tôi lập tức xử lý chuyện này. Sau đó, ông ta đi đến bên cạnh hai người Trần Triệu Dương, bây giờ, phiền hai vị ra ngoài giúp tôi, ở đây không tiếp đón hai người. Chúng tôi cũng là khách ở đây, dựa vào đâu mà đòi đuổi chúng tôi đi. Dương Lệ nghe thấy lời nói của quản lý thì kích động nói. Lý do còn chưa rõ ràng sao, các người không đủ tư cách ăn ở đây, bà Hoa khinh thường nói. Mã Quốc Lương đắc ý, các người cũng không nhìn lại xem mình là ai, chỉ là một tên bảo vệ quen, là đám người hạ đẳng, nhà hàng cao cấp này không đón tiếp mấy người. Nghe bà Hoa và Mã Quốc Lương nói vậy, đám người xung quanh cười một cách chế nhạo. Họ nhìn Trần Triệu Dương đang mặc bộ đồ đồng phục thì tỏ ra khinh thường. Đồng thời họ cũng đồng ý với cách nói của bà Hoa, Trần Triệu Dương ăn cơm tại đây chính là hạ thấp đẳng cấp của họ. Đặc biệt là lúc nãy khi Trần Triệu Dương yêu cầu lấy đũa, họ thực sự thấy rằng người như Trần Triệu Dương không phù hợp với một nhà hàng cao cấp sang trọng thế này. Quản lý cây ngay không sợ chết đứng, theo quy định của nhà hàng chúng tôi,
khách đến ăn phải mặc trang phục trang trọng, vị khách nam này chưa đạt yêu cầu cho nên phiền hai vị ra ngoài. Anh ta thì sao, anh ta cũng không mặc trang phục trang trọng. Dương Lệ chỉ vào Mã Quốc Lương. Tôi có thể giống được hay sao, gã cười. Anh ấy là khách VIP của nhà hàng chúng tôi nên không phải tuân theo quy định này. Quản lý nói. Dương Lệ nghe được lời nói này thì hừ lạnh, các người đúng là không coi người khác ra gì. Ha ha, nghe Dương Lệ nói như vậy thì cả đám đều cười ồ cả lên. Xem ra họ đúng là những người như thế. Nếu chúng tôi không đi thì sao? Trần Triệu Dương hỏi lại một cách lạnh lùng. Quản lý Lý. Đúng lúc này mấy tên bảo vệ chạy nhanh đến. Nếu các người không đi, thì đừng trách tôi không khách sáo, quản lý nói một cách cười cợt. Mau cút đi, đừng đợi đến lúc bị đuổi ra, bà Hoa đắc ý nói. Mã Quốc Lương cười càng đắc ý, Lệ Lệ, cô xem, ở bên cạnh người như thế này, đi đến nhà hàng cao cấp thì chỉ có thể bị đuổi ra, thật là mất mặt mà. Dương Lệ lúng túng, cô không thể nào ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Các người ỷ nhà hàng cao cấp mà ức hiếp khách hàng, đến lúc đó tôi sẽ lên mạng bóc phốt hành vi xấu xa này của các người. Dương Lệ cắn răng mắng. Quản lý không cho là đúng, nếu cô muốn thì cứ nói đi, nhà hàng này của chúng tôi nằm dưới trướng tập đoàn nhà họ Giang, chúng tôi không quan tâm đỡ ến những khách hạ đẳng như các người, tôi cho hai người một cơ hội nữa để hai người cút khỏi đây. Dương Lệ nhìn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của đối phương thì tức giận bừng bừng. Nhưng mà cô lại không biết phải làm sao. Cô cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào so được với một người quyền quý như bà Hoa. Hơn nữa, nghe đến tập đoàn nhà họ Giang thì khí thế của cô cũng giảm đi mấy phần. Trần Triệu Dương, chúng ta đi thôi. Dương Lệ nói một cách yếu ớt. Chúng ta không đi. Trần Triệu Dương nói một cách kiên định. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm người quản lý, ông không có tư cách đuổi chúng tôi đi. Ai yo, mày nghĩ mình là ai? Người ta lại không có tư cách đuổi mày đi chắc. Mã Quốc Lương nói một cách khinh thường. Quản lý không còn kiên nhẫn nữa, ông quay sang nói với đám bảo vệ đứng cạnh, ra tay. Nhưng người quản lý vừa nói xong thì Trần Triệu Dương đã lập tức rút ra một chiếc thẻ đen. Chiếc thẻ này, chắc là ông nhận ra chứ? Trần Triệu Dương hỏi quản lý. Đợi chút. Quản lý nhìn thấy chiếc thẻ đen Trần Triệu Dương vừa đưa ra thì kêu lên một cách gấp gáp. Đám bảo vệ đều ngừng lại. Quản lý chạy nhanh về phía chiếc bàn rồi cầm chiếc thẻ đen lên quan sát. Người quản lý vừa quan sát chiếc thẻ đen trên tay vừa đánh giá Trần Triệu Dương. Vẻ mặt ông ta lúc này vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ. Ông ta không tin Trần Triệu Dương có thể có được thẻ kim cương đen, thế nhưng chiếc thẻ kim cương đen hiếm thấy này lại ở trong tay Trần Triệu Dương. Lý Hoài Sơn, sao thế? Còn không mau đuổi họ đi. Bà Hoa mất kiên nhẫn nói. Mã Quốc Lương khinh thường. Chiếc thẻ đen này thì có gì đặc biệt chứ? Lý Hoài Sơn nói một cách run rẩy, đây là thẻ kim cương đen của tập đoàn nhà họ Giang chúng tôi, chỉ cần hội viên sử dụng nó ở những cơ sở thương mại thuộc tập đoàn thì đều được miễn phí, hơn nữa còn được hưởng chế độ VVIP cao cấp nhất. Hả? Lý Hoài Sơn vừa nói xong thì đám người xung quanh đều giật mình. Họ đều lộ ra biểu cảm không dám tin. Nhất là Dương Lệ, cô nhìn Trần Triệu Dương với một vẻ mặt không thể nào tin được. Cô thấy chuyện này có chút bất thường. Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quèn của công ty cô, sao lại có thể có được thẻ kim cương đen của tập đoàn nhà họ Giang chứ? Không thể nào. Bà Hoa nói một cách lạnh lùng, người như tôi đây còn chưa có được thẻ kim cương đen thì sao cậu ta lại có được? Nói đúng lắm, hắn ta chỉ là một tên bảo vệ quèn mà thôi, sao mà có thể có được thẻ kim cương đen chứ? Tôi nghĩ là giả, nhất định là giả đó. Mã Quốc Lương khẳng định. Khi họ đang nói thì đám người xung quanh đều thi nhau gật đầu, họ cũng không dám tin một tên bảo vệ quèn thì làm sao lại có được thẻ kim cương đen cơ chứ. Thật là không đáng tin. Lý Hoài Sơn biết chiếc thẻ này, không thể nào là giả được. Thứ duy nhất có thể giả, chính là Trần Triệu Dương không phải là người sở hữu chiếc thẻ. Cái đó, chiếc thẻ này là ai cho cậu? Lý Hoài Sơn cẩn thận xác minh lại với Trần Triệu Dương. Giang Tử Phong bắt tôi cầm. Trần Triệu Dương nói một cách bất đắc dĩ, vốn tôi còn không muốn lấy. Hả? Nghe được lời này của Trần Triệu Dương, mọi người đều nghĩ đây chỉ là lời nói bậy. Cậu nói là cậu chủ Giang bắt cậu cầm, Lý Hoài Sơn không dám tin mà hỏi lại. Ừ, có vấn đề gì sao? Trần Triệu Dương hỏi, ngôn tình ngược. Tôi nghĩ là không thể nào, sao cậu chủ Giang lại đưa chiếc thẻ cho một người như hắn chứ? Mã Quốc Lương lập tức nói.
Tôi nghĩ là do cậu trộm được đúng không? Bà Hoa cắn răng nói một cách khẳng định, Giang Tử Phong không thể nào làm bạn với người hạ đẳng như thế này được. Nghe bà Hoa nói vậy, Lý Hoài Sơn cảm thấy cách nói của họ là có khả năng là đúng cao nhất. Giang Tử Phong không thể nào kết bạn với một người như vậy, lại càng không có khả năng bắt một tên bảo vệ quèn nhận chiếc thẻ kim cương đen được. Lý Hoài Sơn cảm thấy chuyện này không đáng tin. Có phải thật hay không thì ông gọi hỏi Giang Tử Phong là biết. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Lý Hoài Sơn vốn còn muốn trực tiếp đuổi người đi, nhưng ông vẫn cảm thấy nên chứng thực chuyện này mới là tốt nhất. Cậu nói cậu biết cậu chủ Giang, vậy cậu gọi điện cho cậu ấy hỏi đi, Lý Hoài Sơn nói. Tôi không có số điện thoại của cậu ấy. Trần Triệu Dương nói. Ha ha, lại còn bảo không phải là giả, Mã Quốc Lương bật cười. Lý Hoài Sơn, người như vậy mà vẫn cần hỏi nữa sao, 100% là giả rồi, bà Hoa đắc ý. Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương một cách lo lắng, cô biết rằng nếu là giả thì kết cục sẽ như thế nào, chắc chắc là còn mất mặt hơn chuyện bị đuổi ra ngoài nữa. Lý Hoài Sơn cũng nghĩ là giả, nhưng ông nhìn thấy bộ dạng kiên định như vậy của Trần Triệu Dương thì nói, để tôi gọi hỏi cậu chủ. Lý Hoài Sơn nói xong liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Lý Hoài Sơn không có số của Giang Tử Phong nên chỉ có thể gọi điện cho trợ lý của cậu ấy. Còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn là giả rồi, Mã Quốc Lương nói. Bà Hoa cười một cách khinh thường, để cậu ta giả bộ một chút đi, không lâu nữa sẽ bị vạch mặt mà thôi. Cũng đúng, Mã Quốc Lương cười ha ha. Lý Hoài Sơn đi sang một bên, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Người nghe là thư ký của Giang Tử Phong. Lý Hoài Sơn kể lại tình hình bên này cho thư ký của Giang Tử Phong. Sau khi nghe xong, thư ký nói không biết gì về chuyện này. Nhưng cô ta phải báo cáo lại với Giang Tử Phong mới được. Lý Hoài Sơn tắt máy, nhìn Trần Triệu Dương, trong mắt ông ta dâng lên cơn thịnh nộ. Hiện tại ông ta có thể khẳng định rằng thẻ kim cương đen mà Trần Triệu Dương đưa ra là đồ ăn trộm, ngay cả thư ký của Giang Tử Phong cũng chưa nghe nói tới người này bao giờ. Trần Triệu Dương, có phải thẻ của cậu là đồ ăn trộm không? Trên mặt Dương Lệ hiện lên nét lo lắng, cô ấy trầm giọng hỏi. Đương nhiên là không rồi, Trần Triệu Dương nói. Người ta cứ nhét cho cậu thật hả? Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói, tôi không muốn lấy thật mà. Vì sao cậu ta lại cứ đòi nhét cho cậu? Cậu ta muốn làm đàn em của tôi không đồng ý, cậu ta muốn nịnh bợ tôi. Trần Triệu Dương nói. Nghe vậy, Dương Lệ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương đang chém gió. Giang Tử Phong là một trong tứ thiếu gia Nam Hải, người như vậy sao lại cam tâm tình nguyện làm đàn em của người khác được cơ chứ? Tuyệt đối không thể có chuyện đó được. Lúc này Lý Hoài Sơn quay trở lại với vẻ mặt âm trầm. Quản lý Lý, sao rồi? Mã Quốc Lương quan tâm hỏi. Tống cổ hai người họ ra ngoài. Lý Hoài Sơn chỉ vào Trần Triệu Dương và Dương Lệ rồi nói. Thấy Lý Hoài Sơn nói vậy, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào ông ta, nói, ông muốn đuổi tôi ra ngoài thật hả? Hỏi kỹ rồi chứ? Đương nhiên là hỏi kỹ rồi, Lý Hoài Sơn nói một cách chắc chắn, thẻ của cậu là đồ ăn trộm được, mang đến nơi này lừa ăn lừa uống. Ha, tôi đã nói là thẻ ăn trộm mà, bà Hoa vênh váo nói. Lệ Lệ, không ngờ bạn trai cô lại là một thằng ăn trộm, loại đàn ông như vậy không yêu được đâu, Mã Quốc Lương đắc ý cười. Dương Lệ thì thở dài, cô ấy không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Những người xung quanh cũng nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt thương hại, bọn họ cảm thấy kết cục của Trần Triệu Dương sẽ rất thảm. Quản lý Lý, tôi sợ ông đụng vào tôi là sẽ phải hối hận. Trần Triệu Dương nói. Hối hận, Lý Hoài Sơn cười lạnh nói, tôi không cho cậu một bài học thì mới phải hối hận. Lên, bắt bọn họ lại, khô cổ tới cục cảnh sát. Lý Hoài Sơn nói vậy, bảo vệ đứng cạnh ông ta lập tức tới gần Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Dám tới nơi này lừa ăn lừa uống, tống vào cục cảnh sát vài năm cũng chẳng có gì là sai, Mã Quốc Lương cười ha ha. Loại ti tiện, đây là kết cục khi ném tiền vào bà. Bà Hoa cũng hoành hoang nói. Nhưng ngay khi bảo vệ sắp tới gần Trần Triệu Dương, một bóng người đột nhiên lao ra. Vừa xông tới là cậu ấy lập tức mắng bảo vệ té tát, mẹ kiếp, ai dám động vào anh tôi sẽ không để kẻ đó sống yên. Thấy có người lao ra ngăn cản bảo vệ, Lý Hoài Sơn lập tức quát lên, nơi này là địa bàn của tôi muốn động vào ai? Hơ, cậu Giang. Còn chưa dứt lời thì Lý Hoài Sơn đã nhìn thấy người lao ra là Giang Tử Phong, ông ta ngây ra như phỗng. Cậu Giang, sao cậu lại tới đây? Nhìn thấy Giang Tử Phong,
Lý Hoài Sơn lập tức bước tới nói, cậu Giang, cậu tới thật đúng lúc, có một tên ăn trộm tới chỗ chúng ta, không biết cậu ta đã lấy trộm thẻ kim cương đen ở đâu ra, định tới đây ăn chùa uống chùa. Lý Hoài Sơn còn đang nói thì Giang Tử Phong đã vỗ vào đầu Lý Hoài Sơn mắng, ông là cái thá gì? Tên ông là gì, Lý Hoài Sơn đúng không? Tôi thấy ông chán sống rồi, dám nói anh tôi là kẻ trộm. Thẻ của anh tôi là do chính tôi tặng, mẹ kiếp, có phải ông muốn chết rồi không? Hả? Bị tát cho hai cái, Lý Hoài Sơn hoàn hồn lại. Rốt cuộc thì lần này ông ta cũng nghe rõ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Cậu Giang, cậu nói cậu ta là anh của cậu á? Lý Hoài Sơn hỏi nhỏ. Tôi không phải anh của cậu ta, Trần Triệu Dương nói. Ha ha, sắp rồi, Giang Tử Phong nói bằng giọng điệu nịnh nọt, anh cứ để em xử lý vụ này, nhất định em sẽ cho anh một lời giải thích. Nhìn thấy thái độ của Giang Tử Phong với Trần Triệu Dương, những người có mặt ở đây ngạc nhiên đến mức rớt cả mắt kính. Bọn họ nhìn ra được rằng Giang Tử Phong đang lấy lòng tên bảo vệ quèn này. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều rất giật mình. Ai nấy đều nghĩ, rốt cuộc tên bảo vệ này có thân phận thế nào mà Giang Tử Phong lại ra sức lấy lòng như thế. Nhưng Giang Tử Phong càng như vậy thì Lý Hoài Sơn càng cảm thấy khó chịu. Ông ta thật sự không ngờ rằng thân phận của Trần Triệu Dương lại đặc biệt như thế. Cậu Giang, chuyện này không liên quan gì đến tôi, tất cả là do bọn họ mà ra. Lúc này Lý Hoài Sơn vội vàng nhận sai, ông ta kể lại đầu đuôi chuyện của đám Mã Quốc Lương cho Giang Tử Phong nghe. Nghe xong, Giang Tử Phong lập tức mắng, chết tiệt, dám đuổi anh tôi đi, còn mắng anh tôi là loại ti tiện. Mấy người các anh tống cổ hai người đó ra ngoài cho tôi. Còn nữa, sau này cho bọn họ vào danh sách đen, nơi này vĩnh viễn không chào đón bọn họ. Giang Tử Phong, cậu có ý gì vậy? Nghe thấy lời nói của Giang Tử Phong, bà Hoa kích động quát lên, cậu dám đuổi tôi ra ngoài, cậu có biết tôi là ai không? Tôi có cần biết bà là ai, đắc tội với anh tôi thì đều bị đuổi cổ hết. Giang Tử Phong khinh thường nói, tống mụ già thối này ra ngoài ngay. Dám mắng tôi là mụ già thối, tôi liều. Bà Hoa vô cùng kích động, nhưng bà ta còn chưa mắng xong thì bảo vệ đã hành động rồi, họ cứ thế mà khiêng bà ta ra ngoài. Bị lôi ra ngoài, bà Hoa phẫn nộ mắng mỏ, Giang Tử Phong, cậu nhớ lấy cho tôi sẽ không để yên cho cậu. Lũ bảo vệ hạ đẳng, bỏ bà ra, các người không xứng đụng vào bà. Nhưng dù bà Hoa có mắng thế nào thì vẫn bị khiêng ra ngoài. Sau vụ này, có thể nói là thể diện của bà ta mất sạch rồi. Bà Hoa bị đuổi ra ngoài, lúc này Giang Tử Phong mới nói, mụ già thối, dám bắt nạt anh thôi, đây chính là kết cục. Còn cả ông nữa, Giang Tử Phong chỉ vào Lý Hoài Sơn nói, mắt chó coi thường người khác, sau này ông đứng ở cửa tiếp khách cho tôi, nếu ông dám từ chức, tôi sẽ làm ông không sống nổi ở cái đất Nam Hải này nữa. Nghe vậy, Lý Hoài Sơn sợ đến mức phát run. Ông ta biết lần này ông ta đã đắc tội với người mà mình không thể đắc tội được rồi, hơn nữa ông ta biết Giang Tử Phong là người nói được làm được, chỉ có thể nói với vẻ mặt như đưa đám, vâng, cậu Giang. Anh có hài lòng với cách xử lý của em không? Giang Tử Phong tươi cười hỏi, may mà em tới khu này giám sát cửa hàng, biết tin anh gặp chuyện là em chạy tới ngay, hên là không sao cả. Tạm chấp nhận được. Trần Triệu Dương gật đầu nói. Anh còn điều gì chưa hài lòng thì cứ việc nói ra. Anh bảo em đuổi hết những người ở đây đi cũng được, Giang Tử Phong lập tức nói. Nhìn thấy thái độ của Giang Tử Phong với Trần Triệu Dương, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là cô thư ký theo Giang Tử Phong tới đây. Cô ta thầm nghĩ, bên cạnh Giang Tử Phong xuất hiện người này từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu Trần, tôi xin lỗi, tại tôi có mắt như mù, xin cậu độ lượng tha thứ cho tôi. Lý Hoài Sơn sợ Trần Triệu Dương kiếm chuyện với mình, bèn chủ động vả mặt xin tha. Dứt lời, ông ta tự tát mình mấy cái thật mạnh. Đủ rồi. Thấy Lý Hoài Sơn tự tát mình đến mức sưng vù mặt mũi lên, Trần Triệu Dương hô to. Không cảm ơn anh tôi đi mau lên, Giang Tử Phong trợn mắt lườm Lý Hoài Sơn. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn, Lý Hoài Sơn nói liên thanh. Dương Lệ líu lưỡi nhìn cảnh tượng này, đến bây giờ cô ấy vẫn không thể tin được rằng đây là sự thực. Nhà hàng kiểu Pháp này là của cậu hả? Lúc này Trần Triệu Dương mới hỏi Giang Tử Phong. Đúng thế, cũng khá ok đúng không? Em từng đi du học Pháp mấy năm, trùng hợp thích ăn nên em đã mở theo đúng khuôn mẫu của nó. Nhắc đến chuyện này, Giang Tử Phong đắc ý nói, những người từng tới đây ăn đều nói đây là nhà hàng kiểu Pháp chính thống nhất. Vẫn thiếu một thứ.
Trần Triệu Dương nói. Thiếu thứ gì? Ở Hoa Hạ mà cậu không chuẩn bị đũa thì có phải là một thiếu sót không? Trần Triệu Dương hỏi. Lúc Trần Triệu Dương nói ra câu này, không ít người dè bỉu anh. Cầm đũa ăn cơm Tây thì mất hết thể diện. Nhất là với những người hiểu rõ về Giang Tử Phong, bọn họ cảm thấy đề nghị này của Trần Triệu Dương nhất định sẽ làm cậu ấy nổi giận. Từ trước tới nay Giang Tử Phong luôn chạy theo ẩm thực chính thống của Pháp, nhất định sẽ không cho thứ đồ nửa nạc nửa mỡ đó vào. Dương Lệ cũng không nhịn được kéo Trần Triệu Dương lại nhắc nhở. Anh nói đúng lắm. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, Giang Tử Phong không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, em sẽ bảo người ta sửa lại ngay. Hả? Nghe thấy câu nói này của Giang Tử Phong, những người bên cạnh ngạc nhiên đến há hốc miệng. Bọn họ thực sự không ngờ rằng người thích ẩm thực Pháp chính thống như Giang Tử Phong lại thay đổi vì một câu nói của Trần Triệu Dương. Giờ khắc này, bọn họ không thể không đánh giá lại tên bảo vệ quen này. Ai nấy đều nghĩ, từ bao giờ mà Nam Hải lại xuất hiện một nhân vật khiến Giang Tử Phong phải ngoan ngoãn nghe lời như thế. Chuyện của Mã Quốc Lương chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của Trần Triệu Dương. Tiếp đó anh vẫn ăn rất vui vẻ. Giang Tử Phong tiếp đón anh suốt cả bữa ăn. Dương Lệ thì hơi mất tự nhiên, dù sao cô ấy cũng không quen với việc một cậu ấm như Giang Tử Phong rót rượu cho mình, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn. Reng. Lúc Trần Triệu Dương ăn gần xong, chuông điện thoại của anh vang lên. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ. Alo. Trần Triệu Dương ấn nút bắt máy. Là Trần Triệu Dương phải không? Đúng thế, Trần Triệu Dương đáp. Tôi là A Hổ, người bên kia nói. A Hổ, anh tìm tôi có chuyện gì? Trần Triệu Dương cười hỏi. Trần Triệu Dương, là thế này, có thể tối qua ông cụ cố ngủ không ngon nên hôm nay cứ ho liên tục, hình như khó chịu lắm. Không biết bây giờ anh có rảnh không, tôi muốn làm phiền anh tới khám cho ông cụ cố, A Hổ hỏi Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhìn Dương Lệ rồi nói, tôi rảnh. Trần Triệu Dương nghĩ anh có thể lấy lý do này để khỏi phải đi mua sắm với Dương Lệ. Hơn nữa bởi vì chuyện của anh nên tối qua ông cụ cố không được ngon giấc, anh có trách nhiệm khám bệnh cho ông ấy. Vậy được, anh ở đâu để tôi đi đón anh, A Hổ kích động nói. A Hổ, không cần làm phiền anh gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự tới đó, Trần Triệu Dương nói. Được, được. Trần Triệu Dương ghi lại địa chỉ nhà ông cụ cố rồi tắt máy. Đội trưởng Dương, lát nữa tôi có việc không thể đi mua sắm với cô được nữa. Trần Triệu Dương nói với Dương Lệ bằng giọng áy náy. Có việc thì cậu cứ đi đi, không cần đi cùng tôi, Dương Lệ nói. Giang Tử Phong này, cậu sắp xếp một chiếc xe giúp tôi, Trần Triệu Dương nói với Giang Tử Phong. Không cần sắp xếp đâu anh muốn đi đâu, để em đưa anh đi là được. Không làm phiền cậu chứ. Anh nói gì vậy, Giang Tử Phong kích động nói. Được làm tài xế cho anh là niềm vinh hạnh của em. Tối qua sau khi được chứng kiến sự lợi hại của Trần Triệu Dương, nhất là khi thấy Tất Văn Bách ngậm bồ hòn, Giang Tử Phong đã quyết tâm làm đàn em của Trần Triệu Dương. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Tử Phong thích chơi bài, cậu ấy muốn học kỹ năng chơi bài của Trần Triệu Dương. Những người bên cạnh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Giang Tử Phong một trong tứ thiếu gia Nam Hải cứ nằng nặc đòi làm đàn em của một tên bảo vệ quen. Đây quả thực là tin sốt dẻo ở Nam Hải. Vậy chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương đứng lên nói. Vâng, Giang Tử Phong lập tức đi theo anh. Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương đọc địa chỉ cho Giang Tử Phong. Nghe thấy địa chỉ này, Giang Tử Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, anh à, chúng ta tới nhà của ông cụ cố à? Trần Triệu Dương gật đầu. Anh tới nhà ông cụ cố làm gì? Giang Tử Phong tò mò hỏi. Khám bệnh cho ông ấy. Anh còn biết khám bệnh sao, Giang Tử Phong tỏ vẻ không dám tin, hơn nữa ông cụ cố còn mời anh tới khám bệnh. Lạ lắm à, Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Không lạ, không lạ, Giang Tử Phong cười nói hưng phấn, em biết ngay là em không nhìn lầm người mà. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết là anh không đơn giản rồi, sau này em nhất định phải làm đàn em của anh. Lái xe đi. Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong rồi nói. Vâng. Giang Tử Phong cười rồi khởi động xe. Lúc Giang Tử Phong lái xe tới nơi, Trần Triệu Dương thấy A Hổ đã chờ sẵn ở cổng. Sau khi nhìn thấy A Hổ, trên mặt Giang Tử Phong hiện lên nét ngạc nhiên. Cậu ấy biết thân phận của A Hổ, với thân phận của A Hổ, cho dù bố cậu ấy đến thì cũng không có chuyện anh ta đích thân ra đón, vậy mà bây giờ anh ta lại ra đón Trần Triệu Dương.
A Hổ, anh đâu cần phải đích thân ra đón tôi. Trần Triệu Dương xuống xe, anh bước tới cười nói. Trần Triệu Dương, anh là khách quý của nhà họ Cố chúng tôi, không ra đón anh thì ông cụ Cố sẽ quở trách tôi mất. A Hổ vừa cười vừa nói, vốn dĩ ông cụ Cố cũng muốn ra đón anh, nhưng ông ấy ho kịch liệt quá, chúng tôi khuyên mãi ông ấy mới nghe. Nghe thấy A Hổ nói vậy, Giang Tử Phong cũng ngầm giật mình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, lần này anh ta không nhìn nhầm thật rồi. Trần Triệu Dương quả nhiên không phải người bình thường. Tình hình của ông cụ Cố thế nào rồi? Anh dẫn tôi đi xem một chút. Trần Triệu Dương lo lắng cho tình trạng của ông cụ Cố. Anh đi theo tôi đi. A Hổ dẫn đường, đưa Trần Triệu Dương đi qua một căn biệt thự lớn, sau đó tới một nơi trông như cái sân. Chỉ có điều Trần Triệu Dương vừa đi tới cửa sân thì bất chợt một bóng người lao ra chặn đường anh. Trần Triệu Dương tập trung nhìn vào, thấy người chặn đường mình là một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người cao gầy. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô gái đó hừ lạnh hỏi, anh chính là Trần Triệu Dương. Đúng thế, Trần Triệu Dương đáp. Được, anh chết đi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô gái đó trực tiếp ra tay đánh anh. Thấy cô ta đột nhiên công kích mình, Trần Triệu Dương ngạc nhiên, anh không ngờ rằng mình mới chỉ nói có một câu mà cô ta đã lập tức ra tay. Cô gái đó đột nhiên công kích bằng tốc độ khá nhanh. Với khoảng cách này, nếu là người bình thường thì rất có thể sẽ không kịp phản ứng. Vậy mà trong tình huống ấy Trần Triệu Dương lại giơ tay ra đỡ, đồng thời còn đẩy cô gái kia lùi lại mấy bước. A Hổ, cô ấy là? Trần Triệu Dương hỏi. Cô cả nhà họ Cố, Cố Lăng Nhi, Giang Tử Phong đứng sau Trần Triệu Dương nói nhỏ, anh Dương, đàn ông không chấp phụ nữ, anh tuyệt đối đừng chọc vào ma nữ này. Giang Tử Phong chỉ tốt bụng nhắc nhở Trần Triệu Dương mà thôi. Giang Tử Phong, anh nói ai là ma nữ? Cố Lăng Nhi nhìn chằm chằm vào Giang Tử Phong, cô ta hừ nhẹ hỏi. Giang Tử Phong sợ đến mức không dám nói gì nữa, cậu ấy còn vội vàng lùi sang một bên. Cô cả, Trần Triệu Dương là người mà ông cụ mời tới khám bệnh, A Hổ vội vàng nói với Cố Lăng Nhi. Tôi không cần biết. Cố Lăng Nhi hừ nhẹ một tiếng, cô ta nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương hỏi, tôi hỏi anh. Chính anh đã nói là công pháp của nhà họ Cố chúng tôi có vấn đề đúng không? Đúng. Trần Triệu Dương đáp. Hừ, anh cho rằng mình là ai? Có tư cách gì để đánh giá công pháp của nhà họ Cố chúng tôi? Tôi phải cho anh thấy sự lợi hại của công pháp nhà họ Cố. Dứt lời, Cố Lăng Nhi lại đánh về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhìn ra được chiêu thức của Cố Lăng Nhi cũng khá bài bản, học được cái tinh hoa của ông cụ Cố. Thế nhưng nó chẳng có chút độ khó nào với Trần Triệu Dương. Anh chỉ giơ tay ra chặn một cách hời hợt, đẩy Cố Lăng Nhi lùi về rồi nói, bỏ đi thì hơn, tôi không muốn đánh nhau với con gái, và lại cô yếu như thế, đánh với cô cũng chẳng thú vị chút nào. Anh nói ai yếu hả? Dường như bị ca một trên thích, Cố Lăng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi phải quyết đấu sinh tử với anh. Nghe thấy Cố Lăng Nhi nói vậy, A Hổ lau mồ hôi lạnh rồi nhắc nhở, cô cả. Ông cụ đang chờ Trần Triệu Dương tới khám bệnh. Tôi không cần biết, hôm nay tôi nhất định phải phân định thắng thua với anh ta. Cố Lăng Nhi chẳng nghĩ nhiều như thế, cô ta lại lao về phía Trần Triệu Dương. Dầm! Cố Lăng Nhi đánh tới. Trần Triệu Dương vẫn chặn lại được. Vậy là đủ rồi đấy. Trần Triệu Dương nhìn Cố Lăng Nhi và nói. Không đủ. Cố Lăng Nhi vẫn khăng khăng nói, hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng thua. Hừ! Dám nói công pháp của nhà họ Cố chúng tôi không ra gì, tôi nhất định phải cho anh một bài học. Cô cả. A Hổ hô lên, cô không đánh thắng anh ấy được đâu. Dù A Hổ khuyên thế nào thì Cố Lăng Nhi cũng không nghe. Hiển nhiên là cô ta nhất quyết đòi đánh với Trần Triệu Dương. Cô ta đứng vững lại, rồi lại tiếp tục công kích Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương giơ tay ra đỡ. Cô mà còn đánh nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi cũng muốn xem thử anh sẽ không khách khí với tôi thế nào. Cố Lăng Nhi tiếp tục phi về phía trước. Thấy Cố Lăng Nhi ngang ngược như thế, Trần Triệu Dương thật sự không còn cách nào khác, anh biết nếu cứ thế này thì Cố Lăng Nhi sẽ không chịu để yên. Đang nghĩ thì Cố Lăng Nhi lại đánh tới, anh không lùi bước mà còn tiến lên phía trước một bước. Trần Triệu Dương vừa bước lên thì nắm đấm của Cố Lăng Nhi đã ập tới. Trần Triệu Dương nghiêng đầu đi, dễ dàng né tránh được. Nhìn thấy tốc độ né tránh này của Trần Triệu Dương, trong lòng Cố Lăng Nhi không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cô ta còn định thay đổi chiêu thức. Nhưng cô ta phát hiện ra là đã muộn rồi. Lúc này Trần Triệu Dương đã dùng một tay bắt lấy nắm đấm của cô ta,
một tay thì ôm eo cô ta, ngay sau đó anh còn kéo cô ta vào lòng. Vừa đụng vào nhau là Cố Lăng Nhi đã bị Trần Triệu Dương khống chế. Thấy vậy, vẻ mặt của A Hổ không có gì là bất ngờ. Với thực lực của Trần Triệu Dương, anh mà muốn kiềm chế Cố Lăng Nhi thì thật sự là quá đơn giản. Giang Tử Phong nhìn cảnh tượng này, cậu ấy ngầm dựng ngón cái lên với Trần Triệu Dương vì dám ôm cả ma nữ. Anh buông tôi ra. Bị Trần Triệu Dương ôm chặt lấy như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Lăng Nhi hơi ửng đỏ, cô ta sẵn giọng lên. Cô nhận thua thì tôi sẽ buông cô ra. Trần Triệu Dương thản nhiên cười nói. Còn lâu tôi mới nhận thua, tôi chưa thua, Cố Lăng Nhi hừ lạnh. Chưa thua thì chúng ta tiếp tục. Trần Triệu Dương cười, tay anh dùng sức hơn một chút. Lúc này anh ôm Cố Lăng Nhi chặt hơn nữa. Cố Lăng Nhi nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ trên người Trần Triệu Dương, dần dần cô ta cũng cảm thấy nóng ran khắp người. Buông tôi ra. Cố Lăng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cô nhận thua và không gây sự nữa thì tôi sẽ buông cô ra, Trần Triệu Dương nói. Còn lâu, Cố Lăng Nhi bướng bỉnh nói. Thấy Cố Lăng Nhi vẫn không chịu khuất phục, Trần Triệu Dương quyết định dạy cho cô ta một bài học. Không nhận thua đúng không? Vậy được, hôm nay tôi sẽ dạy bảo lại cô. Trần Triệu Dương nói rồi giơ bàn tay lên, sau đó vỗ mạnh vào mông Cố Lăng Nhi. Bốp! Tiếng vang rất kêu. A Hổ nhìn mà thẫn thờ. Giang Tử Phong cũng há to miệng. Bọn họ không ngờ là Trần Triệu Dương dám đánh Cố Lăng Nhi. Mới đầu Cố Lăng Nhi hơi sửng sốt, sau đó cô ta gào nhặng lên, kẻ xấu, tên thối tha, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Tôi phải giết anh. Cố Lăng Nhi thật sự không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại dám đánh cô ta như thế, đời này cô ta chưa bị ai đánh như vậy bao giờ. Muốn giết tôi đúng không? Ok, tôi cứ đánh huề vốn trước đã. Trần Triệu Dương lại vươn tay ra vỗ. Bốp, bốp, vài tiếng bôm bốp vang lên. Chỉ nghe thôi là Giang Tử Phong và A Hổ cũng biết anh dùng lực khá mạnh. Đánh với một lực như vậy thì chắc chắn là sẽ đau. Tôi hỏi cô, đã phục chưa? Có nhận thua không? Trần Triệu Dương lại hỏi. Không phục, kẻ xấu, anh dám đánh tôi muốn giết anh. Cố Lăng Nhi hô to. Bốp, bốp, vậy tôi sẽ đánh đến khi nào cô chịu thua thì thôi. Trần Triệu Dương tiếp tục đánh. Bị đánh đến mức đau rát. Cố Lăng Nhi vừa khóc vừa gào lên, hu hu, đồ xấu xa, anh dám đánh mông tôi, hu hu. Tôi nhận thua, tôi phục rồi, được chưa? Hu hu, đừng đánh nữa. Tôi xin anh. Cố Lăng Nhi vừa khóc vừa xin tha. A Hổ và Giang Tử Phong ngạc nhiên đến sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Lăng Nhi sẽ cầu xin người khác, cô ta là ma nữ nổi tiếng ở Nam Hải, vậy mà lại bị Trần Triệu Dương hàng phục. Đỉnh! Thật sự quá đỉnh! Giang Tử Phong thầm hô to trong lòng. A Hổ thì thầm nghĩ, lần này cô cả gặp phải khắc tinh rồi. Bốp! Trần Triệu Dương chẳng thèm để ý tới, anh còn vỗ mạnh thêm một cái nữa. Phục thật chưa? Hu hu, phục rồi. Đồ xấu xa, người ta đã xin tha rồi mà anh còn đánh, hu hu. Kẻ xấu, kẻ xấu. Nước mắt của Cố Lăng Nhi lại tuôn ra. Sau này có nghe lời không? Trần Triệu Dương lại hỏi. Nghe lời. Nghe lời, đừng đánh nữa, tôi xin anh. Lần này Cố Lăng Nhi không dám phản kháng gì nữa, cô ta vừa khóc vừa nói. Nghe thấy câu trả lời của Cố Lăng Nhi, Giang Tử Phong và A Hổ phục sát đất. Khụ, khụ, Trần Triệu Dương, nể mặt tôi, thả Lăng Nhi ra đi. Lúc này, giọng nói của ông cụ Cố vang lên bên cạnh. Trần Triệu Dương nhìn sang, thấy ông cụ Cố bước tới, anh mới buông Cố Lăng Nhi ra. Cố Lăng Nhi thoát ra khỏi lồ âm ngực Trần Triệu Dương, cô ta đi cả nhắc tới cạnh ông cụ Cố, khóc lóc kể lể, ông nội, tên xấu xa đó đánh cháu, ông phải trả thù cho cháu. Hu hu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Lăng Nhi khóc lóc kể lể với ông cụ Cố, trông biểu cảm rất ấm ức. Vẻ mặt của cô ta như thể đã phải chịu bao nỗi nhục nhã vậy. Cố Lăng Nhi khóc lóc kể lể xong còn lén lườm Trần Triệu Dương một cái. Cô ta biết bình thường ông nội thương yêu cô ta nhất, bây giờ biết cô ta bị Trần Triệu Dương đánh như vậy, chắc chắn ông sẽ đuổi Trần Triệu Dương ra ngoài. Khụ, khụ, Lăng Nhi, chuyện này là lỗi của cháu. Lúc này ông cụ Cố nói, cháu sai trước, bị Trần Triệu Dương dạy bảo cũng là đáng đời. Hả? Nghe thấy câu trả lời này, Cố Lăng Nhi hơi nghệt mặt ra. Cô ta còn nghĩ ông nội sẽ bênh mình, nào ngờ lại nhận được hai chữ đáng đời. Ông nội!
Cố Lăng Nhi tủi thân gọi, cháu bị đánh mà ông mặc kệ vậy sao? Vừa nói, Cố Lăng Nhi vừa tủi thân ảy nước mắt. Cô ta đang dùng thế công bằng nước mắt, bởi vì cô ta biết chỉ cần cô ta khóc là ông nội sẽ đứng về phía cô ta. Thế nhưng cô ta không hề nghĩ rằng kế hoạch của mình lại thất bại một lần nữa. Cố Kiến Trung đi về phía Trần Triệu Dương, ông ấy nói với vẻ áy náy, Trần Triệu Dương, bởi vì bình thường tôi chiều nó quá nên bây giờ tính nó mới ngang ngược bướng bỉnh và bất chấp lý lẽ như thế. Nó làm gì sai thì tôi thay nó xin lỗi cậu. Ha ha, không sao, Trần Triệu Dương sờ mũi cười nói, chỉ cần ông không trách tôi quá nặng tay là được. Không nặng, không nặng, đúng là phải dạy cho con bé một bài học, ông cụ Cố nói, sau này nó làm gì không đúng thì cậu cứ việc dạy bảo. Ông nội, nghe vậy, Cố Lăng Nhi sắp khóc thật rồi. Vốn cô ta muốn tìm chỗ dựa, cuối cùng kết quả lại thế này. Cố Lăng Nhi nhìn Trần Triệu Dương, cô ta nghiến răng nghiến lợi đầy căm hận, nhưng lại không dám tỏ thái độ gì cả. Cô biết bây giờ ai kia đang có quyền hành đặc biệt, có thể ra tay dạy dỗ cô ta. Nghĩ tới đây, nơi nào đó của Cố Lăng Nhi vẫn đau rát. Giang Tử Phong và A Hổ đứng bên cạnh cũng phục sát đất, bọn họ thật sự không ngờ rằng Cố Lăng Nhi lại có ngày hôm nay. Nhưng chỉ từ chuyện này là có thể nhìn ra sức nặng của Trần Triệu Dương trong lòng ông cụ Cố. Khụ, khụ. Đúng lúc này, Cố Kiến Trung lại ho sặc sụa. Ông cụ Cố, ông ho quá, chúng ta tìm một nơi nào đó để tôi bắt mạch cho ông, sau đó sẽ tiến hành điều trị, Trần Triệu Dương nói với ông cụ Cố. Được, vậy thì phải làm phiền cậu rồi. Cố Kiến Trung gật đầu nói. Anh còn biết chữa bệnh à, lúc này Cố Lăng Nhi mới phát hiện ra, cô ta lập tức hừ nhẹ rồi nói. Ông nội, tầm tuổi anh ta thì làm sao chữa khỏi bệnh cho ông được, cháu thấy anh ta là kẻ lừa đảo đấy. Ai nói tôi không biết chữa bệnh? Trần Triệu Dương nhìn Cố Lăng Nhi, anh cười nói, chẳng phải tôi chữa khỏi bệnh công chúa cho cô rồi đấy sao? Nếu cô không tin thì tôi có thể chữa tiếp. Nghe thấy câu nói này của Trần Triệu Dương, Cố Lăng Nhi không dám nói tiếp nữa, đồng thời còn vô thức che nơi nào đó. Thế nhưng cô ta vẫn trợn mắt lườm ai kia vài lần. Cố Kiến Trung nhìn thấy. Ông ấy để lộ ra ý cười mà người ngoài khó có thể phát hiện ra được. Rốt cuộc cháu gái cưng của mình cũng gặp được khắc tinh, có người trị được con bé cũng coi như chuyện tốt. Trong sân có một cái đình nhỏ. Cố Kiến Trung không muốn về phòng, bèn bảo Trần Triệu Dương khám bệnh ở ngay trong đình. Cố Kiến Trung ngồi xuống, Trần Triệu Dương lập tức bắt mạch cho ông ấy. Trần Triệu Dương bắt mạch khá lâu. Cố Lăng Nhi mất kiên nhẫn nói, rốt cuộc anh có biết khám bệnh không? Cô ta vừa dứt lời, ông cụ Cố lườm cô ta một cái. Cố Lăng Nhi chu môi lên nói, lát nữa không chữa được thì anh sẽ biết tay tôi. Lần này Cố Lăng Nhi nói hết câu là Trần Triệu Dương cũng rút tay về. Trần Triệu Dương, thế nào rồi? A Hổ hỏi. Trước kia bị thương quá nhiều, cộng thêm việc tối qua không ngon giấc nên mới như vậy, Trần Triệu Dương trầm ngâm nói, nhưng không có gì đáng lo, chỉ cần tôi châm cứu cho ông Cố. Sau đó kê đơn thuốc để điều dưỡng là sẽ không sao hết. Ý anh là bệnh của ông nội tôi có thể khỏi hẳn. Cố Lăng Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên. Có thể nói là như thế, Trần Triệu Dương gật đầu nói. Vớ vẩn, rõ là nói bừa. Chỉ có điều Trần Triệu Dương vừa dứt lời thì một giọng nói chứa đầy sự khinh miệt vang lên bên cạnh. Câu nói ấy vừa dứt, Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn, thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông vắn. Đằng sau người đàn ông trung niên đó còn có một học trò đeo hòm thuốc. Không khó để nhận ra người đó là bác sĩ. Không biết bác sĩ có ý kiến gì hay hơn nhỉ? Trần Triệu Dương hỏi người kia. Ý kiến hay thì không, nhưng tôi biết cậu là một kẻ lừa đảo, câu nói vừa rồi rõ ràng là nói linh tinh. Người đàn ông trung niên nói thẳng. Ông cụ Cố, những ai nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông đều là kẻ lừa đảo cả, ông tuyệt đối đừng tin cậu ta. Lúc này người đàn ông trung niên lại nói với Cố Kiến Trung. Chú Tôn, rốt cuộc chú cũng tới rồi. Nhìn thấy người kia, Cố Lăng Nhi bước tới cười nói, may mà chú tới kịp, nếu không ông nội cháu sẽ bị anh ta lừa mất. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Triệu Dương, ông ta khẽ hừ một tiếng rồi nói, tầm tuổi này mà dám hành nghề y, còn nói là có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Cố, không phải lừa đảo thì chính là loại bác sĩ rởm, chuyện này không cần nghĩ nhiều. Hơn nữa tôi còn không chữa khỏi được bệnh này mà cậu ta đòi chữa khỏi ấy hả? Thấy người đàn ông trung niên ngông cuồng như thế, Trần Triệu Dương hỏi Giang Tử Phong, cậu có biết ông ta không? Gốc gác thế nào? Cuồng y của Nam Hải, Tôn Vĩnh An, Giang Tử Phong nói khẽ với Trần Triệu Dương,
ông ta là người được kế thừa khả năng châm cứu của Tôn Thần Y, đồng thời cũng có tiếng là thần y ở vùng Giang Nam, thế nhưng mọi người thích gọi ông ta là Cuồng Y hơn. Ồ, Trần Triệu Dương gật đầu. Nghe Tôn Vĩnh An nói vậy, trên mặt Cố Kiến Trung hiện lên nét khó xử. Lăng Nhi, cháu mời ông ấy tới hả? Cố Kiến Trung hỏi. Đúng thế, cháu thấy ông cứ ho mãi nên đã mời chú Tôn tới, Cố Lăng Nhi cười nói, may mà chú Tôn tới kịp, vạch mặt tên lừa đảo này. Trần Triệu Dương không phải kẻ lừa đảo, ông cụ Cố giải thích. Ông nội, chú Tôn cũng nói anh ta là lừa đảo rồi, Cố Lăng Nhi khẽ hừ nói, ông đừng bị anh ta lừa. Lúc này trên mặt Tôn Vĩnh An hiện lên nét tự tin, ông cụ Cố, tôi có thể nói cho ông biết, ngay cả thầy tôi cũng không chữa khỏi bệnh của ông được. Thằng nhóc này nói là có thể chữa khỏi, ông cảm thấy có đáng tin không? Tôi thấy cậu ta chính là một tên lừa đảo. Tôn Vĩnh An lại nói thế lần nữa, Trần Triệu Dương khó chịu nói, ông không chữa khỏi, thầy ông cũng không chữa khỏi, vậy chỉ có thể nói lên rằng y thuật của các người chưa đến nơi đến chốn mà thôi. Các người không chữa khỏi được không có nghĩa là tôi cũng thế. Tôn Vĩnh An ngông cuồng đã đành, lại còn luôn miệng nói anh là lừa đảo, khiến Trần Triệu Dương rất khó chịu với ông ta, vậy nên anh cũng phản bác ngay không chút khách khí. Hả? Chỉ có điều câu nói này của Trần Triệu Dương cũng khiến mọi người ngạc nhiên. Tôn Vĩnh An nổi cơn thịnh nộ, nói, cậu nói cái gì? Cậu nói y thuật của tôi và thầy tôi không đến nơi đến chốn. Cậu có biết thầy tôi là ai không? Tôn Vĩnh An thực sự kích động. Ông ta thật không ngờ lại có người dám nói y thuật của ông ta không đến nơi đến chốn, hơn nữa không chỉ nói mỗi ông ta mà còn nói luôn cả thầy của ông ta nữa. Điều quan trọng là, lời này lại được thốt ra từ một tên bảo vệ quen. Không chỉ Tôn Vĩnh An cảm thấy bất ngờ, ngay cả đám người ông cụ Cố đều ngạc nhiên sững sờ. Họ thực sự không nghĩ đến, Trần Triệu Dương lại dám nói ra lời như vậy với Tôn Vĩnh An. Thầy của chú Tôn chính là Tôn Thần Y có khả năng châm cứu không ai sánh bằng Tôn Nhất Châm, ông cụ Cố nhẹ giọng nói, cậu đúng là không biết trời cao đất dày. Tôn Vĩnh An đắc ý nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, nhóc con, tôi cho cậu một cơ hội xin lỗi tôi, hơn nữa cậu còn phải nhận mình là một kẻ lừa đảo. Tôi không nói sai thì tại sao lại phải xin lỗi? Trần Triệu Dương không cho là đúng, các người chữa bệnh cho ông cụ Cố lâu thế rồi cũng chưa chữa khỏi được cho ông cụ. Lẽ nào không phải do y thuật không đến nơi đến chốn sao? Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng này của Tôn Vĩnh An thì cũng không buồn khách sáo nữa. Tôn Vĩnh An bất mãn, nhóc con, cậu biết bệnh của ông cụ Cố là gì không? Cậu có biết bệnh này của ông cụ khó chữa thế nào không? Có thể giữ được mạng đến bây giờ cũng đã là một chuyện rất khó rồi. Đúng thế, Cố Lăng Nhi đồng ý, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng chỉ có mỗi chú Tôn có thể khống chế được bệnh của ông nội. Họ đều nói là bệnh của ông không thể chữa trị tận gốc được. Đấy là họ, còn với tôi, bệnh này không có gì là khó chữa cả, nếu muốn chữa khỏi thì cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Trần Triệu Dương nói một cách tự tin. Cậu nói điêu. Tôn Vĩnh An mắng luôn, sao cậu có thể chữa khỏi được chứ? Tên lừa đảo, chắc chắn là một tên lừa đảo, ông cụ Cố, ông đừng tin loại người này. Ông nội, cháu nghĩ anh ta là một tên lừa đảo, Cố Lăng Nhi đồng ý. Ông Tôn Nhất Châm cũng đã nói là bệnh của ông không thể nào chữa trị tận gốc được. Cố Kiến Trung lúc này thật sự không biết nên làm gì, ông vốn tin Trần Triệu Dương nhưng sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong lại cảm giác như một tên lừa đảo vậy. Thực sự lúc này đến cả Giang Tử Phong và A Hổ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương chém gió hơi mạnh rồi. Bác sĩ Tôn, nếu ông không tin thì chúng ta cược một ván được không? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Tôn Vĩnh An. Nghe Tôn Vĩnh An cứ một mực mắng mình là kẻ lừa gạt. Trần Triệu Dương cũng cảm thấy khó chịu, anh quyết định phải làm giảm uy phong của tên bác sĩ ngông cuồng này mới được. Cậu muốn cược cái gì? Tôn Vĩnh An hỏi. Thì cược xem hôm nay tôi có thể chữa khỏi cho ông cụ Cố hay không, ông thấy sao? Trần Triệu Dương nói. Cậu nói hôm nay có thể chữa khỏi cho ông cụ Cố, Tôn Vĩnh An cười một cách khinh thường. Thằng nhóc này, cậu thực sự không sợ mình mạnh miệng quá sao? Tôi và thầy của mình đã hao hết bao nhiêu tâm sức cũng chỉ có thể cố gắng khống chế được bệnh tình của ông cụ Cố, cậu lại nói mình có thể chữa khỏi được, cậu thực sự nghĩ mình là thần y sao? Chém gió mà không biết suy nghĩ, Cố Lăng Nhi hừ lạnh. Anh Triệu, hình như hơi quá rồi, Giang Tử Phong nói nhỏ. Cố Kiến Trung cũng khuyên nhủ, Trần Triệu Dương, cậu đừng kích động. Họ đều nghĩ như nhau, đây chỉ là lời nói trong lúc nhất thời của Trần Triệu Dương mà thôi. Nhưng Trần Triệu Dương lại cười một cách kiên định, bác sĩ Tôn, ông có dám cược với tôi không? Cược, Tôn Vĩnh An cười lạnh, nếu mà cậu thua,
thì cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi sau đó tự động đi đầu thú. Chú Tôn nói đúng. Cố Lăng Nhi hưng phấn, còn phải xin lỗi tôi nữa. Cháu đừng làm loạn nữa, Cố Kiến Trung dí vào đầu cháu gái mình. Trần Triệu Dương, nếu không. Cố Kiến Trung vẫn muốn khuyên Trần Triệu Dương. Không có vấn đề gì, Trần Triệu Dương nói một cách sảng khoái, nếu mà tôi thắng, sau này mỗi lần ông gặp tôi đều phải gọi tôi là ông, thế nào? Một người trẻ tuổi mà thật là ngông cuồng, lại còn muốn làm ông của tôi, cậu xứng sao? Tôn Vĩnh An nói một cách tức giận. Ông quan tâm tôi xứng hay không làm gì, tôi chỉ hỏi ông là có cược hay không thôi, Trần Triệu Dương hỏi. Cược, Tôn Vĩnh An hừ lạnh, tôi thật muốn nhìn xem, cậu làm thế nào để thắng được tôi? Vậy thì ông cứ đợi gọi tôi một tiếng ông đi, Trần Triệu Dương cười nhạt. Ngông cuồng, Tôn Vĩnh An cắn răng nói. Tôn Vĩnh An luôn tự cảm thấy mình đã là một người ngông cuồng, nhưng sự ngông cuồng của ông ta là đến từ khả năng thực sự. Nhưng hôm nay, Trần Triệu Dương còn ngông cuồng hơn cả ông ta muốn nhìn xem sự ngông cuồng này của cậu ta có đáng tí phân lượng nào không. Không biết suy nghĩ. Cố Lăng Nhi nói. Cố Kiến Trung lắc đầu, Trần Triệu Dương, cậu cần gì phải như thế? Ông cụ Cố, ông ngồi đi, đợi tôi kiểm tra lại cho ông một lần nữa, rồi sẽ châm cứu cho ông. Trần Triệu Dương nói với ông cụ Cố. Ông cụ Cố nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì gật đầu rồi trực tiếp ngồi xuống. Lần này Trần Triệu Dương không bắt mạch cho ông cụ Cố vì anh vừa mới bắt mạch qua nên cũng nắm được tình hình đại khái rồi. Việc bây giờ anh phải làm là tìm ra chính xác vị trí cục máu bầm tích tụ của ông cụ Cố ở đâu, chỉ cần loại bỏ được cục máu tụ đó thì bệnh tình của ông cụ Cố gần như có thể loại bỏ được. Tất nhiên đối với những bác sĩ bình thường thậm chí là một thần y mà nói muốn làm được như vậy thì thực sự có chút khó khăn. Nếu bây giờ chỉ dùng y thuật thông thường để chữa trị thì Trần Triệu Dương đã không dám khoác lác như vậy rồi. Nhưng mà Trần Triệu Dương lại có được ưu thế mà người khác không có. Anh có khả năng nhìn xuyên thấu. Anh có thể lợi dụng điểm này để tìm ra chính xác vị trí ổ bệnh của ông cụ Cố. Chỉ cần có thể tìm ra chính xác được ổ bệnh này, kết hợp với châm cứu vậy thì gần như có thể thành công được một nửa rồi. Cũng vì thế nên Trần Triệu Dương mới dám cược với Tôn Vĩnh An. Trần Triệu Dương lợi dụng khả năng nhìn xuyên thấu của mình, rất nhanh sau đó đã tìm ra được khối máu bầm tích tụ lâu ngày trong người ông cụ Cố. Một cú đánh lần trước của anh đã khiến cho phần lớn khối máu tụ đó thoát ra ngoài, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ đang tích tụ hàng ngày. Đó chính là phần nằm ở phổi mà khiến cho ông cụ Cố ho không ngừng được. Ông cụ Cố, bây giờ tôi sẽ châm cứu cho ông. Trần Triệu Dương lấy ra những cây châm đã chuẩn bị xong rồi nói. Ha, ngay cả tứ trần nhìn, nghe, hỏi, sờ của đông y cũng không làm mà còn định trực tiếp dùng châm chữa bệnh, đúng là làm liều. Tôn Vĩnh An nói, ông cụ Cố, vì nghĩ cho sức khỏe của ông, tôi nghĩ ông không nên để cho cậu ta làm càn nữa. Ông nội, chú Tôn Vĩnh An nói đúng đấy, ông phải cẩn thận một chút. Nếu mà anh ta lỡ làm bệnh tình của ông xấu hơn thì ai có thể bồi thường được đây? Cố Lăng Nhi đứng một bên nói. Cố Lăng Nhi vẫn có thành kiến rất lớn với Trần Triệu Dương. Ông cụ Cố, ông tự mình quyết định đi. Trần Triệu Dương muốn châm cứu thì cũng nên hỏi ý kiến của ông cụ Cố trước. Không sao đâu, dù gì thì sức khỏe của tôi cũng chỉ có thế mà thôi. Cố Kiến Trung nói một cách thoải mái. Trần Triệu Dương, cậu làm đi. Ông cụ Cố, ông phải nghĩ thật cẩn thận. Tôn Vĩnh An khuyên, cậu ta chính là một kẻ lừa đảo, nếu lỡ làm bệnh tình của ông xấu đi thì sao? Đúng thế, ông nội, Cố Lăng Nhi cũng khuyên. Cố Kiến Trung thì lại nói một cách không có gì đáng kể, Trần Triệu Dương, làm đi, tôi tin cậu. Trần Triệu Dương nói, ông cụ Cố, ông không cần căng thẳng quá, có khả năng tôi chỉ cần châm một châm là ông có thể khỏi rồi. Một châm là khỏi, cậu nghĩ mình là thần tiên sao? Tôn Vĩnh An nghe được lời này thì lại càng kích động. Ha ha, tôi thấy ngay cả châm cứu cậu cũng không biết, lại còn dám chém gió là chỉ một châm là khỏi, Tôn Vĩnh An nói một cách khinh thường, đồ ngu dốt lại còn ngông cuồng, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi thấy cậu ngay cả việc cầm châm thế nào cũng không biết lại còn đòi một châm là khỏi, đúng là tên lừa đảo không biết xấu hổ. Phụ tá của Tôn Vĩnh An nói một cách mỉa mai. Hắn ta vốn là phụ tá của Tôn Vĩnh An nên rất khinh thường Trần Triệu Dương. Hắn đã giúp việc cho Tôn Vĩnh An rất nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa học thành nghề. Bây giờ một người còn trẻ hơn cả hắn lại dám nói là chỉ cần một châm là có thể chữa khỏi cho ông cụ Cố, hắn nghĩ Trần Triệu Dương đúng là người nói khoác không biết ngượng. Căn bản không thể nào làm được,
phụ tá của Tôn Vĩnh An nói, nếu thủ pháp châm cứu của cậu tốt như vậy thì bảo tôi quỳ xuống gọi cậu là ông cũng được. Tên họ Trần kia, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm hại ông nội tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cố Lăng Nhi chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương cảnh cáo. Anh Trần, cẩn thận một chút. Giang Tử Phong tốt bụng nhắc nhở Trần Triệu Dương. Nhưng Trần Triệu Dương không quan tâm đợi đến họ. Theo anh nghĩ, nếu muốn làm xấu mặt Tôn Vĩnh An thì nhất định phải làm cho đẹp mặt một chút. Vốn Trần Triệu Dương còn muốn dùng một bộ châm pháp tiến hành tuần tự từng bước. Nhưng anh nghĩ lại thì phương pháp đơn giản thô bạo lại tốt hơn. Trần Triệu Dương bảo ông cụ cố kéo áo trước ngực sang một bên, rồi tìm vị trí chính xác, cầm lấy kim bạc châm thẳng vào. Ngay cả vị trí huyệt vị để châm còn không đúng, đúng là làm càn mà. Tôn Vĩnh An nhìn thấy thì nói một cách kích động, cậu dừng tay ngay cho tôi, cậu đang giết người đấy. Ông câm mồm lại cho tôi. Trần Triệu Dương lườm Tôn Vĩnh An, có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôn Vĩnh An nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trần Triệu Dương thì đột nhiên cảm giác cả người lạnh buốt, ông không khống chế được mà dùng mình một cái. Đợi chút nữa xảy ra chuyện để tôi xem cậu chết như thế nào, Tôn Vĩnh An cắn răng rồi tức giận nói. Cố Lăng Nhi cũng lườm Trần Triệu Dương. A Hổ và Giang Tử Phong cũng lo lắng không thôi. Họ thật sự sợ là Trần Triệu Dương sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Trần Triệu Dương vừa châm một châm vào người ông cụ cố xong liền lập tức truyền chân khí của mình sang người ông cụ. Đây cũng là phương pháp chữa bệnh khác biệt của Trần Triệu Dương so với người khác. Người khác sẽ châm vào vị trí huyệt vị rồi nhờ vào sự ca một trên thích các huyệt vị đó để đạt được hiệu quả mong đợi. Nhưng cách này của Trần Triệu Dương thì lại châm đúng vào vị trí ổ bệnh, sau đó dùng chân khí của mình để trị bệnh. Những người bị máu tụ như ông cụ cố thì cách tốt nhất là châm đúng vào vị trí máu bầm tích tụ rồi sau đó dùng chân khí đánh tan nó. Một châm của Trần Triệu Dương vừa châm vào. Thì anh không làm thêm một động tác nào nữa. Mọi người chỉ nhìn thấy Trần Triệu Dương bất động mà chỉ cầm lấy châm bạc. Chú Tôn, anh ta làm như vậy có thể chữa khỏi bệnh được không? Cố Lăng Nhi hỏi. Chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Tôn Vĩnh An nói một cách khinh thường. Trần Triệu Dương tuy rằng chỉ giữ yên cây châm không cử động nhưng anh vẫn đang truyền chân khí của mình sang. Đồng thời anh cũng sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để quan sát tình huống bên trong thân thể của ông cụ cố. Chưa đến 10 phút, Trần Triệu Dương đã chảy mồ hôi ròng ròng. Đúng lúc này, anh thu châm lại. Cách chữa trị như vậy đối với Trần Triệu Dương rất tốn sức lực. Được rồi. Trần Triệu Dương nói. Được rồi. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương. Đám người ở đây đều ngạc nhiên sững sờ. Cách chữa trị này của Trần Triệu Dương thật sự không giống người khác. Anh thật sự chỉ cần một châm là có thể chữa khỏi cho ông cụ cố được sao? Trong suy nghĩ của họ, quả thật là chuyện bất khả thi. Ông cụ cố, ông cảm thấy như thế nào? Trần Triệu Dương hỏi ông cụ cố. Tôi thấy rất dễ chịu, một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, ông cụ cố thở ra một hơi nói. Ông nội, chỉ là do tác dụng tâm lý thôi. Cố Lăng Nhi không dám tin. Tôi cũng không tin. Tôn Vĩnh An nói ngay lập tức. Nếu ông không tin thì có thể bắt mạch, Trần Triệu Dương nói. Ông cụ cố, mời ông đưa tay cho tôi bắt mạch, Tôn Vĩnh An nói. Tôn Vĩnh An vừa nói dứt lời thì ông cụ cố lập tức đưa tay ra. Tôn Vĩnh An giơ tay về phía tĩnh mạch của ông cụ cố. Tôi thấy bệnh của tôi đã khỏi rồi, thật sự rất thoải mái, ông cụ cố nói một cách khẳng định, chắc chắn không phải do tác dụng tâm lý. Ông nội, có phải là tác dụng tâm lý hay không thì đợi chú Tôn bắt mạch xong là biết rồi, Cố Lăng Nhi nói. Ngay khi Cố Lăng Nhi vừa nói xong liền liếc người nào đó một cái, cô thực sự không thể nào tin được người nào đó lại có thể giỏi như vậy. Tôn Vĩnh An đặt tay lên tĩnh mạch của ông cụ cố, ông bắt mạch mấy phút liền, vẻ mặt thay đổi liên tục, đồng thời đổi hai tay bắt mạch không ngừng. Chú Tôn, sao rồi, Cố Lăng Nhi hỏi một cách tò mò. Không thể nào như thế được, không thể nào. Tôn Vĩnh An lập tức nói với phụ tá của mình, lấy ống nghe bệnh của thầy đến đây. Phụ tá lập tức đưa đến cho Tôn Vĩnh An. Sau khi Tôn Vĩnh An cầm lấy ống nghe bệnh liền đặt lên vị trí trước ngực ông cụ cố. Lần này ông ta cẩn thận nghe đến 5 phút. Theo thời gian, vẻ mặt ông càng ngày càng khó tin. Chú Tôn, sao rồi, Cố Lăng Nhi mất kiên nhẫn hỏi. Thầy, có phải là bệnh của ông cụ cố khỏi rồi không, phụ tá của Tôn Vĩnh An hỏi. Đám người Giang Tử Phong cũng nhìn chằm chằm Tôn Vĩnh An, đợi ông trả lời. Tôn Vĩnh An lấy ống nghe bệnh xuống, rồi nói,
vị trí phổi không có tạp âm, mạch đập cũng rất bình thường, thậm chí còn khỏe hơn trước. Thầy, theo như thầy nói, bệnh của ông cụ Cố khỏi hẳn rồi sao? Phụ tá của Tôn Vĩnh An hỏi. Đúng thế, Tôn Vĩnh An cắn răng nói. Dù ông ta không muốn thừa nhận chuyện này nhưng sự thật đặt ngay trước mắt, ông không thể nào không chấp nhận được. À, nghe Tôn Vĩnh An nói vậy, đám người ở đây đều ngây ra như phỗng. Họ đều không dám tin, Tôn Vĩnh An và Tôn Nhất Trâm chữa trị lâu như vậy đều không có cách nào trị tận gốc, nhưng cuối cùng Trần Triệu Dương lại chỉ cần một châm là chữa khỏi. Họ thực sự cảm thấy chuyện này giống như chuyện cổ tích vậy. Chú Tôn, đây là sự thật sao? Cố Lăng Nhi sửng sốt. Thật, Tôn Vĩnh An nói. Ông cụ Cố cười ha ha, tôi nói rồi mà, tôi thấy mình như trẻ ra 10 tuổi vậy, cả người đều rất thoải mái. Má ơi, anh Trần, anh giỏi quá, Giang Tử Phong hai mắt phát sáng, lần này anh không những phải dạy em ảo thuật mà còn phải dạy em y thuật. Không được, gì thì gì anh cũng phải nhận em làm em trai, em đã nhận anh rồi đó. Trần Triệu Dương chỉ cần một châm là có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Cố thật sự là một chuyện làm mọi người ngạc nhiên không ngớt. Trần Triệu Dương nghe được lời nói của Giang Tử Phong thì cười nhạt, cậu vẫn còn trong thời gian quan sát, cần cố gắng hơn. Anh Trần, em nhất định sẽ cố gắng hơn, Giang Tử Phong nhiệt tình. Cậu Trần, tôi thật sự rất cảm ơn cậu, Cố Kiến Trung nói một cách cảm kích, nếu không phải gặp được cậu thì cái mạng già này không biết còn kéo dài được đến bao giờ. Ông cụ Cố, đừng nghiêm trọng thế. Tôi làm vậy cũng chỉ là bản năng của một bác sĩ mà thôi, Trần Triệu Dương nói, tuy rằng hiện tại cũng coi như là chữa khỏi rồi, nhưng trước mắt vẫn chưa thể tập quyền được. Chút nữa tôi sẽ kê cho ông một toa thuốc, ông chỉ cần uống khoảng một tháng là có thể điều dưỡng cho khỏe hoàn toàn. Được thôi, ông cụ Cố vừa cười vừa vui vẻ đồng ý. Tôi chuẩn bị bút giấy ngay đây, A Hổ nói ngay lập tức. Tôn Vĩnh An lập tức nói, ông cụ Cố, cơ thể ông đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Tôi không làm phiền ông nữa. Nói xong liền muốn dẫn theo phụ tá rời đi. Bác sĩ Tôn, hình như ông quên mình đã hứa gì với anh Trần của tôi rồi. Giang Tử Phong cao giọng nhắc nhở, ông không phải thua rồi định quỵt nợ mà rời đi đó chứ. Giang Tử Phong nói vậy, sắc mặt của Tôn Vĩnh An trở nên lúng túng. Trần Triệu Dương lại lấy làm vui mừng, anh cảm thấy nhận Giang Tử Phong là đàn em cũng không tệ, có đôi khi rất nhiều chuyện không cần anh tự đứng ra. Ví dụ như chuyện đang xảy ra lúc này chẳng hạn. Nói thật, Trần Triệu Dương không rộng lượng đến thế, vừa rồi Tôn Vĩnh An và phụ tá của ông ta luôn mồm nhạo báng anh, còn mắng anh là kẻ lừa đảo. Trần Triệu Dương cảm thấy không dạy cho bọn họ một bài học thì rất có lỗi với bản thân, đương nhiên là anh cũng còn một mục đích khác. Tử Phong này, dù gì bác sĩ Tôn cũng là một danh y. Trần Triệu Dương trách móc, sao cậu lại ăn nói với ông ấy như thế? Nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương, Tôn Vĩnh An tưởng Trần Triệu Dương đang giải vây cho mình. Ông ta hừ thầm trong lòng, coi như anh biết điều. Cậu lập tức xin lỗi bác sĩ Tôn cho tôi, người ta là danh y, đương nhiên là dám chơi dám chịu, không có chuyện ông ấy nuốt lời đâu. Tiếp đó Trần Triệu Dương lại cười nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong hiểu ra ngay, cậu ấy lập tức cười nói, bác sĩ Tôn, tôi xin lỗi. Trong mắt ông cụ Cố cũng hiện lên ý cười. Gian xảo, Cố Lăng Nhi khẽ hừ nói. Bác sĩ Tôn, chắc không có chuyện ông nuốt lời đâu nhỉ, Trần Triệu Dương cười nói. Lúc này sắc mặt của Tôn Vĩnh An âm trầm tột độ, ông ta nghiến răng nói, ông. Ông, tôi xin lỗi. Phụ tá của Tôn Vĩnh An cũng nói. Ngoan lắm, Trần Triệu Dương gật đầu cười. Hừ, Tôn Vĩnh An không nuốt trôi cục tức này, ông ta hừ một tiếng, sầm mặt dẫn phụ tá của mình đi. Nhìn Tôn Vĩnh An đi xa, Giang Tử Phong nở nụ cười khinh miệt, nói, đây là kết cục khi dám mắng anh Dương của tôi là kẻ lừa đảo. Ông nội, loại người này có chút tài lẻ mà đã lên mặt, cháu thấy anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu. Cố Lăng Nhi nói với vẻ khó chịu. Lăng Nhi, ông lại cảm thấy Trần Triệu Dương đã làm một chuyện tốt, Cố Kiến Trung trầm giọng nói. Ông nội, anh ta đã kích người khác như thế mà còn là chuyện tốt sao, Cố Lăng Nhi khó chịu gào lên. Cô ta cảm thấy ông nội mình trúng bùa mê thuốc lú của Trần Triệu Dương rồi, lúc nào ông cũng bảo vệ anh. Cố Kiến Trung trầm ngâm nói, ông nói nghiêm túc đó, mấy năm gần đây người ta ca tụng Vĩnh An quá đà, tính cách ngày một cao ngạo, nhưng y thuật thì lại chẳng tiến bộ là bao. Trần Triệu Dương làm như vậy chủ yếu là để áp chế khí thế của ông ấy, để ông ấy biết núi cao còn có núi cao hơn. Đả kích cũng đồng nghĩa với cơ hội, để ông ấy tự kiểm điểm lại mình,
Trần Triệu Dương làm người xấu cũng là vì muốn tốt cho Vĩnh An thôi. Ha ha, ông cụ cố hiểu tôi thật đấy, Trần Triệu Dương cười nhạt. Giang Tử Phong lập tức dựng ngón cái lên nói, anh Dương, thì ra còn có chuyện này nữa, đúng là đức độ thật, em phục. Lúc này Cố Lăng Nhi không phản bác gì cả, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ai kia, cô ta vẫn chu miệng nói, cháu thấy ai kia chỉ ngạo mạn mà thôi. Ha ha, tuổi trẻ ngạo mạn thì cũng phải có tư cách, Cố Kiến Trung nhìn Trần Triệu Dương cười nói, ông cảm thấy không có vấn đề gì hết. Lúc này Cố Lăng Nhi thật sự rất bực. Lăng Nhi, cháu đi lấy túi trà ngon mà ông cất kỹ ra đây, ông muốn đích thân pha trà cho Trần Triệu Dương thưởng thức. Cố Kiến Trung còn nói thêm. Nghe vậy, Cố Lăng Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông nội, ông đang nói tới trà đại hồng bào của Vũ Di Sơn mà ông Hoàng tặng ông, chính ông cũng không nỡ uống ấy hả? Cố Kiến Trung gật đầu. Ông nội, ông nỡ uống thật sao? Cố Lăng Nhi hỏi. Trà đại hồng bào ấy được sản xuất từ mấy cây mẹ trên Vũ Di Sơn, hàng năm chỉ có mấy lạng. Hơn nữa mấy lạng này đều là dành riêng cho các quan chức cấp cao, Cố Kiến Trung phải dựa vào quan hệ mới lấy được 10 gram. Thậm chí con trai ông ấy đã xin mấy lần mà ông ấy cũng không lấy ra. Vậy mà bây giờ Cố Kiến Trung lại muốn lấy ra cho Trần Triệu Dương thưởng thức. Cố Lăng Nhi không chấp nhận được chuyện cho Trần Triệu Dương uống loại trà ngon như thế. Có gì mà không nỡ, chiêu đãi khách quý thì phải dùng tới nó chứ. Đi mau lên, Cố Kiến Trung nói, cháu không đi thì ông sẽ bảo A Hổ đi. Cháu đi thì cháu đi. Cố Lăng Nhi bĩu môi, nói với vẻ không tình nguyện. Cô ta chạy đi rồi nhanh chóng quay lại. A Hổ cũng đã sai người chuẩn bị sẵn dụng cụ pha trà. Thấy mọi người chỉnh trọng như thế, Trần Triệu Dương hơi ngại, anh nói, ông cụ Cố, tôi không nghiên cứu nhiều về trà, ông pha đại hồng bào cho tôi thì lãng phí quá. Trần Triệu Dương cũng biết đại hồng bào được sản xuất ra từ mấy cây mẹ nên rất quý giá. Hừ, anh biết lãng phí là được rồi, Cố Lăng Nhi khẽ hừ nói. Không sao, Cố Kiến Trung vừa cười vừa nói, chỉ cần cậu thấy không khó uống là được. Chẳng mấy chốc Cố Kiến Trung đã pha trà xong. Những người trong đình cũng nhìn thấy Cố Kiến Trung chỉ rót hai chén trà, chứng tỏ chỉ có ông ấy và Trần Triệu Dương là được thưởng thức loại trà này, ngay cả Cố Lăng Nhi cũng không được uống, đủ để thấy ông cụ Cố coi trọng Trần Triệu Dương đến mức nào. Trần Triệu Dương, uống trà đi. Cố Kiến Trung cười nói. Trần Triệu Dương bưng lên, anh uống một hơi cạn sạch mà không hề khách khí chút nào. Phí của trời. Thấy vậy, Cố Lăng Nhi nói. Giang Tử Phong gật đầu tán thành. Uống như Trần Triệu Dương thì đúng là lãng phí. Trần Triệu Dương, cậu cảm thấy thế nào? Cố Kiến Trung hỏi. Ngon, Trần Triệu Dương đáp. Ngon thì uống nhiều vào, Cố Kiến Trung lại rót cho Trần Triệu Dương một chén nữa. Trần Triệu Dương ngại ngùng nói, ông cụ Cố, ông không sợ tôi lãng phí hả? Sợ cái gì? Ông cụ Cố cười nói, trà là để uống, cậu cảm thấy ngon là được. Cố Lăng Nhi bĩu môi trước câu nói này của Cố Kiến Trung. Cô ta cảm thấy ông nội mình trúng bùa mê thật rồi, bình thường ông thương yêu cô ta nhất, hôm nay lại không để ý đến cô ta. A Hổ và Giang Tử Phong phục sát đất, bọn họ nhìn ra được rằng Trần Triệu Dương có địa vị rất quan trọng trong lòng ông cụ Cố. Sau đó Trần Triệu Dương vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện với ông cụ Cố. Reng! Bọn họ mới trò chuyện được một lát thì chuông điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra nhìn, là số của công ty. Ông cụ Cố, thật ngại quá, tôi có điện thoại. Trần Triệu Dương áy náy nói. Cố Kiến Trung gật đầu. Trần Triệu Dương cầm điện thoại đi sang một bên rồi ấn nút bắt máy. Có phải Trần Triệu Dương không? Vừa kết nối là anh đã nghe thấy đầu kia điện thoại vang lên giọng của một cô gái. Đúng thế, cô là, Trần Triệu Dương đáp. Tôi là Ninh Tĩnh, người đó nói tên mình ra. Thư ký Ninh, chào cô, không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Triệu Dương cười nói, nếu cô muốn mời tôi ăn cơm thì có lẽ tôi không rảnh đâu. Trần Triệu Dương, đừng có lẻo mép với tôi, Ninh Tĩnh cảnh cáo, Tổng Giám Đốc Nam Cung sai tôi gọi điện cho anh, bảo anh về công ty ngay lập tức, cô ấy có chuyện giao cho anh. Cô ấy có chuyện giao cho tôi. Trần Triệu Dương cảm thấy ngạc nhiên, chẳng phải Nam Cung Yến ghét nhìn thấy anh lắm sao? Đúng thế, anh phải về công ty ngay, Ninh Tĩnh nói. Nếu muốn giao việc thì cô bảo cô ấy tự gọi điện cho tôi đi. Cái gì? Ninh Tĩnh sửng sốt. Lúc này Trần Triệu Dương đã tắt máy luôn rồi. Alo, alo, alo. Ninh Tĩnh hét vào trong điện thoại. Anh ta tắt máy rồi. Ninh Tĩnh đặt điện thoại xuống rồi nói với Nam Cung Yến.
Nam Cung Yến nhíu mày nói, anh ta có nói gì không? Anh ta nói nếu chị muốn giao việc thì phải tự gọi điện cho anh ta, Ninh Tĩnh hơi nổi cáu, chỉ là một tên bảo vệ quen mà thôi, anh ta tưởng mình ghê gớm lắm đấy. Tổng giám đốc, hay là tôi tới bộ phận bảo vệ tìm người khác cho chị? Không cần. Nam Cung Yến lắc đầu nói, cô ra ngoài trước đi. Vâng. Ninh Tĩnh đáp lời rồi ra khỏi phòng làm việc của Nam Cung Yến. Đợi đến khi Ninh Tĩnh ra ngoài, Nam Cung Yến cúi đầu đọc tài liệu, nhưng đọc được một lát là cô quăng bút xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng, đáng ghét. Mắng xong, cô cầm điện thoại lên gọi. Reng. Trần Triệu Dương đang trò chuyện với ông cụ cố, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra nhìn, anh cười nói với ông cụ cố, vợ tôi gọi, tôi đi nghe máy đã. Anh vừa nói vừa cầm điện thoại đi sang một bên. Tên họ Trần kia, có phải anh đi mua sắm với người đẹp quên công việc luôn rồi không hả? Trần Triệu Dương vừa ấn nút bắt máy là lập tức nghe thấy tiếng hừ lạnh của Nam Cung Yến. Nghe vậy, anh hiểu ra ngay vì sao Nam Cung Yến lại sai thư ký gọi điện cho anh bảo anh về làm việc trong khi bình thường cô chẳng mấy quan tâm tới anh, thì ra cô phát hiện ra anh đi mua sắm với Dương Lệ. Ha ha, em yêu, có phải anh đi mua sắm với cô gái khác nên em ghen không? Trần Triệu Dương tươi cười hỏi. Ai nói tôi ghen, Nam Cung Yến cao giọng nói, tên họ Trần, tôi nói cho anh biết, hiện tại anh vẫn còn là nhân viên trong công ty tôi, anh nhất định phải nghe lời tôi. Bây giờ anh lập tức về làm việc cho tôi. Em yêu, chỉ cần em thừa nhận là em ghen thì anh sẽ về ngay, Trần Triệu Dương đắc ý cười nói, anh biết em đang sợ mất anh mà. Ai sợ mất anh, tóm lại, hôm nay anh không về từ sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Hừ, Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy luôn. Ông cụ cố, vợ tôi hối tôi về đi làm, chắc là tôi phải đi rồi. Trần Triệu Dương cầm điện thoại cười khổ. Không sao, cậu đi đi. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện tiếp, Cố Kiến Trung vừa cười vừa nói. Vậy tôi xin phép nhé. Để tôi tiễn cậu, ông cụ cố nói. Không cần đâu. Dứt lời, Trần Triệu Dương lập tức đi ra ngoài. Anh Dương, để em lái xe đưa anh về, Giang Tử Phong đuổi theo, cậu ta chủ động nói. Cố Kiến Trung đưa mắt nhìn Trần Triệu Dương đi rồi mới rút ánh mắt về. Lăng Nhi, cháu cảm thấy con người Trần Triệu Dương thế nào? Lúc này Cố Kiến Trung mới hỏi Cố Lăng Nhi. Cố Lăng Nhi bĩu môi nói, chẳng ra gì hết, cháu cảm thấy anh ta là một kẻ xấu, một tên lưu manh. Cố Kiến Trung nói hờ hững, đó là bởi vì cháu chưa hiểu rõ về cậu ấy, nếu cậu ấy chưa có vợ thì nhất định ông sẽ cố gắng làm mối cho hai đứa. Hả? Cố Lăng Nhi ngạc nhiên không thôi, ông nội, ông đang nói đùa sao? Hừ, còn lâu cháu mới thích anh ta. Lăng Nhi, ông còn cảm thấy cháu không xứng với cậu ấy nữa. Cố Kiến Trung nói. Hơ, Cố Lăng Nhi ngây ra như phỗng. Ông nội, có phải ông trúng bùa mê thuốc lú của anh ta rồi không? Cố Lăng Nhi không phục, nói, ông nói cháu không xứng với anh ta. Đúng thế, Cố Kiến Trung khẳng định, ông có thể nói với cháu rằng thực lực của cậu ấy ngang tầm với ông Hoàng của cháu đấy. Sao lại thế được, Cố Lăng Nhi giật mình. Cố Lăng Nhi biết ông Hoàng là một trong số ít cao thủ còn sót lại của Hoa Hạ. Trần Triệu Dương còn trẻ như thế mà lại có thực lực lại ngang cơ ông ấy sao? Cố Kiến Trung thản nhiên nói, có thể còn hơn cả ông Hoàng nữa. Lúc này Cố Lăng Nhi khiếp sợ đến mức không nói thành lời. Trong phòng làm việc của Nam Cung Yến, Ninh Tĩnh vào phòng lần thứ 5. Tên đó đã về chưa? Thấy Ninh Tĩnh tới, Nam Cung Yến lại hỏi. Chưa thấy anh ta về, Ninh Tĩnh nói, Tổng Giám Đốc, có cần gọi điện thúc giục không? Ninh Tĩnh nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Nam Cung Yến lại để ý tới một tên bảo vệ quèn như thế. Cô ta đã bị gọi vào đây mấy lần rồi, lần nào Nam Cung Yến cũng hỏi câu này. Lần đầu tiên Ninh Tĩnh thấy Nam Cung Yến đứng ngồi không yên vì một người đàn ông như thế. Không cần thúc giục, trước ca đầu tiên mà anh ta không về thì đuổi thẳng cho tôi. Nam Cung Yến nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ cô đi chuẩn bị giấy thông báo đuổi việc đi là vừa. Vâng, Ninh Tĩnh đáp lời. Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi về rồi, không cần đuổi đâu nhỉ. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương mở cửa phòng làm việc ra, nghênh ngang bước vào rồi cười nói, còn một phút nữa mới tan ca. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Ninh Tĩnh lạnh lùng chắc mắng, làm gì có ai như anh, công ty thuê anh, trả lương cho anh là để anh tới làm việc, không phải để anh tới chơi. Tôi biết, thư ký Ninh, Trần Triệu Dương mỉm cười nói, hay là cô cứ trừ lương tôi đi.
nhìn thấy dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi của ai kia, Ninh Tĩnh muốn nổi quạo. Trần Triệu Dương chẳng để ý tới Ninh Tĩnh, anh nhìn Nam Cung Yến, cười hỏi, Tổng Giám Đốc Nam Cung, không biết cô định giao việc gì cho tôi? Đi theo làm vệ sĩ cho tôi cần tới một bữa tiệc. Nam Cung Yến nói, hết giờ làm rồi mà tôi còn phải bảo vệ cô, có tiền tăng ca không? Trần Triệu Dương cười nói, không có tiền tăng ca thì tôi không đi đâu. Nghe thấy câu này của anh, Ninh Tĩnh thầm mắng anh trơ cháo. Nam Cung Yến lạnh mặt nói, có. Dứt lời, cô bước thẳng ra ngoài. Ninh Tĩnh, cô cũng đi cùng chúng tôi. Nam Cung Yến lại hô lên. Vâng. Ninh Tĩnh đáp lời. Trần Triệu Dương nhanh chóng đi theo xuống dưới, đám Đường Võ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Đường Võ cũng hết sức nhiệt tình, hắn định nhường chỗ của mình cho anh, để Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến ngồi chung một chiếc xe. Chỉ có điều Nam Cung Yến không chịu, cuối cùng Đường Võ đã sắp xếp cho Trần Triệu Dương ngồi chung xe với Ninh Tĩnh, đồng thời để Trần Triệu Dương lái xe chở cô ta. Trần Triệu Dương lái xe chở Ninh Tĩnh đi theo sau đoàn xe. Dọc đường đi Ninh Tĩnh không nói năng gì cả, Trần Triệu Dương cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này cứ là lạ. Thư ký Ninh, có cần bật nhạc không? Trần Triệu Dương cười nói với Ninh Tĩnh. Không cần. Ninh Tĩnh nói. Ồ, thư ký Ninh, có phải cô mới tốt nghiệp không? Thư ký Ninh, cô có người yêu chưa? Xinh đẹp như cô thì chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Để bầu không khí bớt ngột ngạt, Trần Triệu Dương không ngừng tìm đề tài trò chuyện. Thế nhưng dường như Ninh Tĩnh không có hứng thú, cô ta không trả lời một câu nào hết. Thư ký Ninh, hay là tôi hát một bài cho cô nghe nhé? Trần Triệu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lúc này Ninh Tĩnh không nhịn được lên tiếng. Cô nói đi. Trần Triệu Dương nhìn Ninh Tĩnh cười nói. Nhìn người đàn ông cợt nhả này, Ninh Tĩnh chỉ cảm thấy chán ghét. Trần Triệu Dương, anh đừng tưởng rằng có chủ tịch chống lưng cho anh thì anh có thể làm loạn trong công ty. Ninh Tĩnh nhìn Trần Triệu Dương, cô ta cảnh cáo, loại bảo vệ quen như anh thật sự chẳng quan trọng gì hết, công ty có thể sa thải anh bất cứ lúc nào. Tôi biết, Trần Triệu Dương cười một cách thản nhiên, nhưng tôi không quan tâm. Hơ, Ninh Tĩnh không hề nghĩ rằng mình lại nghe được câu trả lời như vậy. Hơn nữa tôi biết là tôi rất quan trọng với công ty không nỡ sa thải tôi đâu, Trần Triệu Dương lại cười nói, chuyện quan trọng như vậy mà Tổng Giám Đốc Nam Cung còn để tôi làm. Đồng thời còn 5 lần 7 lượt gọi điện mời tôi về, vậy nên thư ký Ninh đừng lo cho tôi. Chưa biết chừng trong tương lai không xa tôi sẽ được thăng chức tăng lương, lên làm CEO, cưới tiểu thư con nhà giàu, bước L3N đỉnh vinh quang ấy chứ. Nghe anh nói vậy, Ninh Tĩnh cảm thấy cạn lời. Mức độ trơ cháo của ai kia đã nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta rồi. Hơn nữa ai kia đúng là hão huyền, chỉ là một tên bảo vệ quen, đi làm thì lười biếng. Không có năng lực gì mà còn đòi bước L3N đỉnh đỉnh vinh quang. Trong cái nhìn của Ninh Tĩnh, hôm nay Trần Triệu Dương được đi theo làm vệ sĩ cũng là ý của Nam Cung Minh Đức, vậy mà anh còn từ chối ngoay ngoài. Đúng là loại người không biết điều. Làm người phải tự biết sức nặng của mình, đừng như ếch ngồi đáy giếng, Ninh Tĩnh nghiến răng nói. Ninh Tĩnh thực sự rất coi thường loại người không có chí hướng, không có thực lực, suốt ngày mơ mộng hão huyền như vậy. Nhưng Ninh Tĩnh vừa dứt lời thì Trần Triệu Dương bỗng vươn tay ra dúi đầu cô ta xuống. Anh làm gì đấy? Rốt cuộc Ninh Tĩnh cũng không kìm nén được cơn tức. Thư ký Ninh, cô cúi đầu xuống đi, chúng ta đang bị theo dõi. Trần Triệu Dương nói, rất có thể kẻ đằng sau còn có cả súng. Chúng ta bị theo dõi? Anh giỡn với tôi hả? Bằng! Vừa dứt lời, Ninh Tĩnh liền nghe thấy tiếng súng, ngay sau đó kính xe lập tức vỡ nát. Ninh Tĩnh vô thức kêu lên. Chúng ta phải làm sao đây? Ninh Tĩnh mất bình tĩnh, cô ta hét lên. Cô ta chưa gặp tình huống này bao giờ. Cô cúi đầu xuống, đừng nói gì hết. Trần Triệu Dương nói. Tiếp đó, Trần Triệu Dương lấy bộ đàm ra nói. Đường Võ, có xe đang bám đuôi chúng ta, hơn nữa bọn chúng còn nổ súng. Vậy phải làm gì bây giờ, anh Dương? Đường Võ hỏi, có cần chúng tôi giúp không? Không cần. Các cậu cứ lái thẳng về phía trước, bảo vệ cô Nam Cung cho tốt, xe đằng sau cứ giao cho tôi. Trần Triệu Dương nói. Anh Dương, một mình anh có xử lý được không? Đường Võ vẫn thấy hơi lo lắng, hay là em bảo người đằng sau hỗ trợ anh? Không cần, các cậu cứ lái thẳng về phía trước, tìm một nơi nào đó an toàn. Trần Triệu Dương kiên định nói, chuyện đằng sau để một mình tôi lo là được rồi. Vâng,
anh cẩn thận đấy nhé, một lát sau, Đường Võ mới nói. Xe đằng sau có súng, hơn nữa còn có mấy chiếc xe, không ít người đâu. Chúng ta có thể giải quyết được không? Ninh Tĩnh hoảng sợ nói, tôi cảm thấy chúng ta cần hỗ trợ. Thư ký Ninh, cô cứ cúi đầu xuống là được. Trần Triệu Dương đang quan sát khung cảnh bên ngoài, bây giờ làm gì đủ thời gian chờ người đến hỗ trợ cơ chứ, hơn nữa nhiều người còn vướng tay vướng chân anh hơn. Lúc này chiếc xe đang vòng ra khỏi đường quốc lộ, nghe nói có người hẹn Nam Cung Yến tới một sơn trang ăn cơm. Hiện giờ có mấy chiếc xe đi theo, chỉ có một con đường lên núi, không còn đường nào để quay lại cả. Bằng, xịt, tiếng súng lại vang lên, Ninh Tĩnh nghe thấy tiếng nổ lốp xe, ngay sau đó là tiếng phanh xe. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy chiếc xe đang xiên ra vách núi. A, a, thấy vậy, Ninh Tĩnh sợ tái mặt, cô ta hét lên thất thanh. Cô ta biết, nếu cả người cả xe đều lăn xuống vách núi thì sẽ chết là cái chắc. Giờ khắc này, Trần Triệu Dương đang không ngừng xoay tay lái. Cuối cùng anh giữ chặt vô lăng, chiếc xe dừng lại ở ngay sát vách núi. Xe vừa dừng lại là Trần Triệu Dương lập tức điều khiển chiếc xe đã nổ lốp này lùi về sau, chặn ngay chiếc xe vào giữa. Thư ký Ninh, cô mở cửa xe bên phía cô ra. Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh. Mở cửa ra thì chúng ta chỉ còn đường chết thôi, Ninh Tĩnh lo sợ nói. Cô ta có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần xuống xe là người đằng sau sẽ bắn chết bọn họ. Ngôn tình hay. Ninh Tĩnh còn đang nói thì Trần Triệu Dương đã dướn người về phía cô ta. Anh định làm gì? Ninh Tĩnh vội vàng hô lên. Thư ký Ninh, mạo phạm rồi. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa đấm vỡ cửa xe bên phía Ninh Tĩnh, anh lập tức kéo Ninh Tĩnh ra ngoài, sau đó ôm cô ta lăn về phía vách núi. Bằng, bằng. Lúc này lại có đạn bắn từ đằng sau tới. Hai người lăn vài vòng trên mặt đất. Ninh Tĩnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta mở mắt ra nhìn, thấy bọn họ đã lăn tới vách núi rồi. Sắp rơi xuống rồi, dừng lại. Ninh Tĩnh hô to. Thế nhưng Trần Triệu Dương không có ý định dừng lại, anh ôm Ninh Tĩnh cứ thế lăn xuống. A, à, Ninh Tĩnh che mắt thét lên. Nhưng còn chưa thét xong thì cô ta đã nghe thấy giọng nói của Trần Triệu Dương, thư ký Ninh, đừng hét nữa, cô mở mắt ra xem đi. Ninh Tĩnh mở mắt ra nhìn, thấy Trần Triệu Dương đang ôm mình treo ở trên vách núi, bên dưới là chân núi đen kịt. Thư ký Ninh, bên cạnh có một tảng đá, cô đứng ra chỗ đó đi. Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh. Lúc này Ninh Tĩnh mới phát hiện ra bên cạnh có một tảng đá nhô ra, vừa đủ để một người đứng đó. Trần Triệu Dương đẩy Ninh Tĩnh tới đó, cô ta đứng vững trên tảng đá rồi mới khẽ hỏi, còn anh thì sao? Chỉ đủ đứng một người thôi, cô cứ đứng đó là được. Trần Triệu Dương treo người bên cạnh đó nói. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ninh Tĩnh cảm thấy kinh ngạc, cô ta không ngờ là Trần Triệu Dương lại làm được như vậy trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này. Đâu rồi? Hình như lăn xuống rồi. Sai người tới vách núi xem thử, nếu rơi xuống rồi thì thôi. Vâng. Mục tiêu của chúng ta là Nam Cung Yến, tông chiếc xe chắn đường này ra, chúng ta phải đuổi theo Nam Cung Yến. Lúc này bên trên vang lên tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, Ninh Tĩnh nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Nghĩ tới chuyện bọn chúng có súng, cô ta căng thẳng tột độ. Cô cứ ở đây, tuyệt đối đừng nhúc nhích gì. Mọi chuyện cứ giao cho tôi, Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh. Có ổn không? Ninh Tĩnh hỏi nhỏ. Cô ta vừa hỏi xong thì một bóng người dài ngoằng xuất hiện bên trên. Cũng vào thời khắc này, Trần Triệu Dương lắc người một cái, mượn lực bật lên trên. A! À, Ninh Tĩnh nhìn thấy Trần Triệu Dương nhảy lên, sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bên này có người. Giết hắn. Bằng, bằng, bằng. Tiếp đó, Ninh Tĩnh nghe thấy mấy tiếng súng. Sau khi tiếng súng dừng lại, dường như bên trên bỗng trở nên yên tĩnh. Ninh Tĩnh đợi một lát mà không thấy tiếng động gì trên đó, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi từng cơn. Trong lòng cô ta hốt hoảng nghĩ, chẳng lẽ Trần Triệu Dương bị bắn chết rồi sao? Nghĩ tới đây, Ninh Tĩnh bỗng muốn khóc, nếu không vì cứu cô ta thì Trần Triệu Dương đã chẳng bị bắn chết. Thư ký Ninh, đang lúc Ninh Tĩnh sắp bật khóc, giọng nói của Trần Triệu Dương bỗng vọng tới từ phía trên. Trơn. Ninh Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Triệu Dương, cô A mừng rỡ hỏi, Trần Triệu Dương, anh không sao chứ? Tôi không sao, cô cầm lấy tay tôi, để tôi kéo cô lên. Trần Triệu Dương vươn tay về phía Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh giơ tay lên, Trần Triệu Dương bắt lấy tay cô ta rồi kéo cô ta lên.
Lên đến bên trên, Ninh Tĩnh nhìn thấy mấy người ngã gục. Trong vũng máu. Tất cả đều bị anh giết ấy hả? Ninh Tĩnh tỏ vẻ khiếp sợ. Cô ta không thể tưởng tượng nổi Trần Triệu Dương đã xử lý mấy tay súng này như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thư ký Ninh, chúng ta không có thời gian thảo luận mấy chuyện này, tôi sợ người đằng trước đã gặp chuyện rồi, chúng. Ta phải đi giúp họ ngay. Trần Triệu Dương đi về phía chiếc xe của đám người có súng. Sau khi đẩy Ninh Tĩnh vào xe, Trần Triệu Dương ngồi xuống rồi nói với cô ta, thắt dây an toàn, ngồi vững vào. Đằng trước có xe chặn đường, chúng ta phải đi qua thế nào? Ninh Tĩnh hỏi. Két. Dâm. Cô ta vừa dứt lời thì Trần Triệu Dương đã đạp vào chân. Ga, chiếc xe tông thẳng vào về phía trước, khiến chiếc xe chặn trước mặt bọn họ bị xô đi. A. À. Thấy chiếc xe bị xô sang một bên, Ninh Tĩnh vẫn không tránh khỏi giật mình. Ngồi vững vào, Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh. Dứt lời, anh đạp chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, lái thẳng lên trên núi. Trần Triệu Dương, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Có thể bọn chúng khá đông, hơn nữa còn có súng, hay là chờ cảnh sát tới rồi xử lý? Chỉ có hai chúng ta thì liệu có mạo hiểm quá không? Ngồi trên xe, Ninh Tĩnh căng thẳng tột độ. Cô ta cắn chặt răng nói, Trần Triệu Dương, anh có thể lái chậm một chút được không, thế này dễ làm chết người lắm đấy. Ninh Tĩnh ngồi trên xe, nhìn tốc độ này, cô ta thật sự rất sợ Trần Triệu Dương xảy tay một cái là bọn họ sẽ rơi xuống núi. Câm miệng. Trần Triệu Dương trầm giọng nói, nếu cô sợ chết thì tôi có thể quăng cô xuống xe. Trần Triệu Dương đột nhiên cất tiếng mắng làm Ninh Tĩnh giật nảy mình. Cô ta lẳng lặng nhìn Trần Triệu Dương. Phát hiện ra lúc này anh khác hẳn người đàn ông cợt nhả không nghiêm túc. Lúc nãy, giờ đây anh vô cùng trầm ổn. Nhìn vào anh, người ta sẽ cảm nhận được sự an toàn chưa bao giờ có. Nhưng từ trước tới nay bởi vì xinh đẹp nên Ninh Tĩnh luôn được mọi người khen ngợi, cô ta không quen với việc bị mảng, lập tức bày ra biểu cảm tội nghiệp, tôi chỉ lo rằng anh lái xe nhanh quá thì sẽ gặp sự cố thôi mà. Vừa nói, Ninh Tĩnh vừa nhìn ra bên ngoài. Lúc này cô ta mới phát hiện ra tuy rằng tốc độ của chiếc xe rất nhanh, nhưng lại cực kỳ vững vàng. Mỗi lần rẽ ngoặt, mỗi lần tăng tốc đều vô cùng hoàn mỹ. Nhìn lại người đàn ông bên cạnh, cô ta phát hiện ra trong mắt anh chứa đầy sự tự tin. Nói thật, giờ phút này Ninh Tĩnh chẳng thể nào liên tưởng người đàn ông này với người đàn ông cợt nhả, heo chết không sợ nước sôi kia. Bây giờ trông anh khá đẹp trai. Ninh Tĩnh thầm nghĩ. Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu này là cô ta lập tức gào thét trong lòng, đến lúc nào rồi mà còn mê trai cơ. Chứ, và lại cô ta tuyệt đối không thể thích một người đàn ông. Không có chí hướng gì như thế này. Đúng như suy nghĩ của Trần Triệu Dương, đằng sau có kẻ đuổi theo anh, đằng trước cũng có người chặn đường Nam Cung Yến. Thấy phe địch đông người và còn có súng, Đường Võ lập tức quyết định để những chiếc xe bên ngoài quây quanh xe Nam Cung Yến, sau đó bọn họ xuống xe để bảo vệ cô. Thực ra Đường Võ cũng không còn cách nào khác. Bởi vì phe địch có súng, vũ khí của bọn họ không thể địch nổi súng được. Đám người kia vừa bao vây đoàn xe của Nam Cung Yến là lập tức cầm súng tới gần, đồng thời bọn chúng còn đắc ý bản bừa mấy cái. Có mấy vệ sĩ trúng đạn bị thương tại chỗ. Đường Võ, tôi đã báo cảnh sát rồi, các anh cố cầm cự một lúc nữa thôi. Nam Cung Yến hạ kính xe xuống nói với Đường Võ. Cô Nam Cung, chúng tôi cầm cự được. Cô đừng hạ kính xe xuống, cẩn thận đạn bắn trúng cô, Đường Võ cắn răng nói với Nam Cung Yến. Đối với Đường Võ, hiện tại bọn họ đang rơi vào thế bế tắc. Dù sao ở Hoa Hạ bị cấm dùng súng, hiển nhiên đám người này tới để lấy mạng bọn họ. Người ở bên trong nghe đây, lập tức giao Nam Cung Yến ra thì bọn tao có thể tha cho chúng mày, nếu không thì đừng. Trách đạn không có mắt. Lúc này, một gã đầu chọc nhảy lên nóc xe. Đứng trên đó nhìn nhóm Đường Võ đang bị vây ở giữa và nói. Gã cầm súng chỉ thẳng vào nhóm Đường Võ. Sau đó lại có không ít người nhảy lên nóc xe, chĩa súng về phía bọn họ. Thấy vậy, nhóm Đường Võ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh sát chưa tới thì bọn họ đã rơi vào đường cùng rồi. Bây giờ kẻ địch đứng trên cao, lại còn cầm súng nữa, bọn họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Nam Cung Yến núp trong xe, nhìn tình hình bên ngoài, cô cũng sợ tái mặt. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ không ai cứu được bọn họ nữa rồi. Các anh, nếu các anh cần tiền thì chúng tôi có thể cho các anh, chỉ cần các anh đừng làm hại chúng tôi là được. Đường Võ nói với người trên nóc xe, chỉ cần các anh đừng làm hại chúng tôi thì bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng.
Păng, păng. Đường Võ vừa dứt lời, gã đầu chọc đứng trên nóc xe bản hai phát súng về phía Đường Võ. A, a. Một tấm kính bị bắn vỡ, Nam Cung Yến sợ hãi hét lên. Đường Võ cũng nhanh chóng né sang một bên, hắn ta thầm kêu khổ trong lòng. Mẹ kiếp, tao nói là tao cần người, không cần tiền, tên đó quát lên, bây giờ một là giao Nam Cung Yến ra đây, hai là chúng mày chết hết ở chỗ này. Ha ha, mạng là của chúng mày, tự chúng mày nghĩ đi. Giao Nam Cung Yến ra, mau lên. Những tên khác đứng trên nóc xe nói. Đường Võ, hay là để tôi ra ngoài đàm phán với bọn họ. Nam Cung Yến bình phục cảm xúc rồi nói với Đường Võ. Tuyệt đối không thể được, cô ra ngoài là sẽ gặp nguy hiểm đấy, Đường Võ cần răng nói. Nhưng nếu không ra thì tôi sợ chúng sẽ làm hại các anh, Nam Cung Yến nói khẽ, hơn nữa chưa chắc chúng đã làm hại tôi. Trong lúc Nam Cung Yến nói, gã đầu chọc trên nóc xe lại gào lên, cho chúng mày 10 giây suy xét, 10 giây sau mà còn không ra thì bọn tao sẽ nổ súng. 10. Gã đầu chọc nói rồi bắt đầu đếm. 9. Những tên bên cạnh gã cũng hưng phấn hô lên. Đường Võ. Nam Cung Yến nói. Đường Võ cắn môi, trước mắt hắn chẳng có cách nào cả. Muốn đột phá vòng vây cũng là điều không thể. Vốn dĩ hắn còn mong có thể kéo dài được đến lúc cảnh sát tới, bây giờ xem ra chuyện này chẳng hề khả thi. Bạt lúc này tên đầu chọc hô lên. Trái tim của Nam Cung Yến và nhóm Đường Võ sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Bọn họ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Đường Võ trầm giọng nói. Chúng ta không có súng, phải liều thế nào đây? Đúng thế, căn bản chẳng có cách nào cả, những vệ sĩ bên cạnh nhao nhao nói. Hêu! Một! Đám người phía bên gã đầu chọc hô to. Nghe vậy, Nam Cung Yến cảm thấy tuyệt vọng. Dầm! Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng va chạm. Tiếng va chạm vang lên. Mọi người nhìn sang, có một chiếc xe lao tới từ bên ngoài, đụng trúng chiếc xe mà gã đầu chọc đang đứng. Gã đầu chọc đứng trên đó hơi loạng choạng, có người tới cứu chúng tai. Đường Võ nói vào trong xe với Nam Cung Yến, cô Nam Cung, bây giờ cô không cần sợ nữa. Là ai vậy? Nam Cung Yến hỏi, mẹ kiếp. Gã đầu chọc đứng vững lại, cầm súng định bắn vào chiếc xe đằng sau. Păng! Nhưng lúc này chiếc xe bỗng lùi về sau một khoảng rồi lại tông thẳng lên. Thân thể của gã đầu chọc rung lắc, đạn bắn chệch sang một bên. Con mẹ nói. Gã đầu chọc tức giận mắng, giải quyết thằng đó trước. Đi. Gã quát đám người bên cạnh. Cũng đúng lúc này, một bóng người nhảy lên trước đèn xe. Thấy có người nhảy lên, đám người đứng trên nóc xe giật mình. Dầm. Vừa hạ xuống là người kia lập tức đá bay gã đầu chọc, khiến gã ngã lăn ra mặt đất, không còn sức chiến đấu nữa. Sau khi đá bay gã đầu chọc, anh lập tức lao vào đám người đang xông về phía mình. Giết hắn, bắn. Thấy Trần Triệu Dương đánh ngã đại ca của mình, đám người trên nóc xe quát tháo lớn tiếng. Là anh Dương, nhìn thấy người ấy, Đường Võ kích động hô lên. Anh Dương tới rồi. Nhìn thấy anh, trên mặt Nam Cung Yến hiện lên nét ngạc nhiên. Cô tưởng rằng Trần Triệu Dương đi sau thì đã gặp chuyện bất trắc rồi. Cô không ngờ được rằng anh không chỉ không sao mà còn kịp thời xuất hiện cứu bọn họ. Trong suy nghĩ của Nam Cung Yến, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Trần Triệu Dương hoàn toàn có thể đi trước, dù sao anh cũng chỉ có một thân một mình, anh đi cũng chẳng có ai trách anh, nhưng bây giờ anh vẫn quay lại. Cẩn thận! Nam Cung Yến nhìn thấy những kẻ cầm súng kia đang ngắm bắn Trần Triệu Dương, cô lập tức hô to. Dâm! Nam Cung Yến vừa hô xong thì tiếng vang va đụng lại vọng tới từ bên ngoài. Bị va đụng như thế, những kẻ cầm súng đang đứng trên nóc xe lập tức bắn chệch. Trần Triệu Dương nhân cơ hội này lao về phía chúng, hệt như một con báo săn mồi. Trần Triệu Dương đã sắp xếp trước rồi, anh bảo Ninh Tĩnh lái xe đụng vào những chiếc xe này liên tục, chỉ cần gây rối cho chúng là được. Bịch, bịch, Trần Triệu Dương xông tới tung ra mấy cú đá. Người đứng trên nóc xe bị anh đá bay ra ngoài. Chúng ta qua đó giúp anh ấy, Đường Võ hô lên. Các cậu đừng lộn xộn, bảo vệ cô Nam Cung cẩn thận là được. Trần Triệu Dương đứng trên nóc xe nói. Dứt lời, anh nhặt một khẩu súng lên rồi lao về phía trước. Đằng trước còn khá nhiều kẻ cầm súng, anh nhất định phải giải quyết chúng bằng tốc độ nhanh nhất. Anh ta có làm được không vậy? Nam Cung Yến lo lắng hỏi, đằng trước có khá nhiều kẻ cầm súng, một mình anh ta có giải quyết được không? Cô Nam Cung, tôi cảm thấy anh Dương đã nói thế thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Đường Võ nói bằng giọng khẳng định. Thật sao? Ừm, cô Nam Cung, cô đừng quá lo lắng, Đường Võ trầm giọng nói, anh Dương mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nếu tôi không đoán sai thì hẳn là anh ấy là người đến từ bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng, Nam Cung Yến tò mò hỏi. Đúng thế, Đường Võ gật đầu nói, cô Nam Cung, chắc cô biết tôi xuất ngũ từ đội ngũ nào chứ? Ừm, người có thể vào được đội ngũ của tôi thì đều được. Chọn ra từ hàng chục ngàn người, nhưng để vào được đội của anh Dương thì xác suất là 1/1000, Đường Võ không hề nói quá. Hắn nói như vậy là để xoa dịu cảm xúc của Nam Cung Yến, cô sẽ bớt lo lắng hơn. Anh ta lợi hại đến thế sao? Nam Cung Yến thì thầm. Cô cảm thấy người đàn ông đó rất cợt nhả, không có vẻ gì là lợi hại cả. Đúng thế, Đường Võ khẳng định, nhưng anh ta chỉ có một mình, kẻ địch đông như thế, liệu có chống lại được không? Nam Cung Yến vẫn lo lắng bất an. Trần Triệu Dương là hy vọng của bọn họ lúc này, nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức. Nam Cung Yến vừa dứt lời, một bóng người cao lớn xuất hiện trên nóc xe. Đường Võ, giải quyết xong rồi, sai người dọn dẹp đi. Người đàn ông đứng trên nóc xe nói. Giải quyết xong rồi. Nghe vậy, nhóm Đường Võ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ biết kẻ địch có khá nhiều người. Từ lúc Trần Triệu Dương xuất hiện đến giờ còn chưa tới 5 phút. Ừm, giải quyết hết rồi. Trần Triệu Dương thản nhiên nói, dịch xe ra rồi ra ngoài là được. Nam Cung Yến nhìn người đàn ông trên nóc xe, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật cao lớn. Ít nhất thì anh không đáng ghét như thế nữa. Trần Triệu Dương vừa nói vừa nhảy ra ngoài. Nhóm Đường Võ lập tức dịch xe ra. Sau khi đã dịch ra, bọn họ chậm rãi bước tới. Tới gần là bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi, nhìn về phía trước thì thấy không ít người đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Ninh Tĩnh đang nôn mửa ở một bên, cảnh tượng này quá rùng rợn đối với cô ta. Trần Triệu Dương lẳng lặng hút thuốc, tay anh lôi gã đầu chọc, đấm gã ta thật mạnh. Nói, ai sai mày tới? Gã đầu chọc bị đánh sưng húp mặt mũi, nhìn sang thì đã hôn mê rồi. Loại vô dụng. Trần Triệu Dương quăng gã đầu chọc sang một bên, anh phủi tay nói với vẻ khó chịu. Vẻ mặt của anh như thể vụ việc này nhẹ như lông hồng, chẳng đáng để nhắc tới, khiến mọi người vô cùng khâm phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, đến người như Đường Võ cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Nam Cung Yến cũng gần giống với Ninh Tĩnh, suýt thì cô cũng nôn ra khi chứng kiến hình ảnh này. Đường Võ, tôi đưa cô Nam Cung về, cậu sai người đưa thư ký Ninh về. Trần Triệu Dương đứng lên nói. Những người khác ở lại đây, chắc là cảnh sát sẽ tới nhanh thôi. Không thành vấn đề, Đường Võ nói. Trần Triệu Dương, tôi muốn đi xe anh về, lúc này Ninh Tĩnh hô lên. Cô ta cảm thấy đi cùng Trần Triệu Dương sẽ an toàn hơn. Giờ khắc này chỉ có anh mới có thể khiến cô cảm nhận được sự an toàn. Được, lên xe. Trần Triệu Dương vứt mẩu thuốc lá đi rồi nói với Ninh Tĩnh. Đợi Ninh Tĩnh và Nam Cung Yến ngồi vào trong xe, Trần Triệu Dương lái xe xuống núi. Lái đến tận chân núi mà Trần Triệu Dương vẫn không thấy bóng cảnh sát đâu. Anh nhíu mày lại, đến lúc này mà cảnh sát vẫn chưa tới, e là người phục kích Nam Cung Yến tối nay có thân phận không hề đơn giản. Thư ký Ninh, nhà cô ở đâu? Ninh Tĩnh ngồi ở ghế sau, Trần Triệu Dương quay lại hỏi Ninh Tĩnh đang ngồi ở ghế sau. Chị Nam Cung, tối nay tôi tới nhà chị ngủ với chị được không? Tôi sợ. Ninh Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Được, Nam Cung Yến đồng ý. Cảm ơn chị Nam Cung, Ninh Tĩnh nói khẽ. Có thể thấy được mối quan hệ riêng giữa Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh khá tốt. Trần Triệu Dương, tôi tới nhà chị Nam Cung, Ninh Tĩnh nói với Trần Triệu Dương. Ok. Trần Triệu Dương đáp lời. Tổng Giám đốc Nam Cung, tối nay ai mời cô ăn cơm vậy? Trần Triệu Dương hỏi Nam Cung Yến. Là một bữa tiệc giữa các thương nhân với nhau, Nam Cung Yến nói nhẹ giọng, do Hiệp hội Thương mại Nam Hải tổ chức. Nam Cung Yến cũng biết Trần Triệu Dương muốn hỏi điều gì, nhưng cô không nghĩ ra điều gì đặc biệt cả. Gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không? Trần Triệu Dương lại hỏi. Từ trước tới nay Trần Triệu Dương luôn thích giải quyết hết những mối nguy tiềm ẩn ngay từ đầu, tuyệt đối không cho phép chúng có cơ hội lần thứ hai. Anh không mong chuyện giống tối nay xuất hiện một lần nữa. Kinh doanh thì không thể tránh được việc gây thù chuốc, oán, Nam Cung Yến thản nhiên nói, khá nhiều người có thù với tôi đấy. Nhưng chúng muốn giết chúng ta, Ninh Tĩnh nói khế, như vậy thì có vẻ như rất hận chị. Người hung ác nhất mà cô từng đắc tội gần đây là ai? Trần Triệu Dương hỏi.
Nam Cung Yến ngẫm nghĩ một lát rồi nói, để tôi nghĩ kỹ lại xem, tôi cảm thấy gần đây tôi không đắc tội ai cả. Nam Cung Yến nói như vậy thì Trần Triệu Dương cũng chẳng thể hỏi được gì nữa. Bọn họ im lặng suốt dọc đường, Trần Triệu Dương đưa Nam Cung Yến về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Hai cô lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây chờ Chủ tịch Nam Cung tới. Tôi muốn bàn với ông ấy về chuyện xảy ra tối. Này, Trần Triệu Dương nói với hai cô gái rồi ngồi xuống sofa. Hai cô gái gật đầu. Trần Triệu Dương, máu. Ninh Tĩnh đang định đi vòng qua sofa thì bất chợt nhìn vào lưng Trần Triệu Dương, cô ta hô lên thất thanh. Ninh Tĩnh hô lên như vậy, Trần Triệu Dương mới để ý thấy cánh tay mình bị trúng đạn, lúc này máu vẫn đang chảy. Vừa rồi quá tập trung chú ý nên anh không phát hiện ra. Để tội gọi 120 đưa anh tới bệnh viện. Nam Cung Yến lấy điện thoại ra nói. Không cần, mang hòm thuốc tới đây, để tự tôi xử lý là được. Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Trước giờ anh luôn không thích bệnh viện, hơn nữa bị thương do trúng đạn mà tới bệnh viện thì sẽ khá phiền phức. Không cần tới bệnh viện thật sao, Nam Cung Yến hỏi. Anh bị thương nặng lắm, Ninh Tĩnh cũng nói. Không cần. Trần Triệu Dương khẳng định, lấy hòm thuốc tới đây cho tôi là được. Nói với Nam Cung Yến xong, Trần Triệu Dương lấy mấy cây kim còn sót lại ra đâm vào cánh tay mình. Anh cảm thấy cầm máu giảm đau trước đã rồi tính tiếp. Nam Cung Yến chạy vào trong rồi nhanh chóng mang hòm thuốc ra. Ninh Tĩnh cũng tới nhà vệ sinh bưng ra một chậu nước. Trần Triệu Dương, nhiều máu eo em, để tôi lau qua cho anh đã. Ninh Tĩnh giặt khăn rồi cẩn thận lau máu trên cánh tay Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến cầm kéo cắt ống tay áo của anh xuống. Đợi đến khi Ninh Tĩnh đã lau khá sạch, Nam Cung Yến mới nói với vẻ lo âu, đầu đạn vẫn còn ở trong đó, rất có thể đã găm vào xương, phải tới bệnh viện tiêm thuốc tê thì mới lấy đạn ra được. Không cần. Trần Triệu Dương lại từ chối, để tôi tự lấy ra là được. Đạn ở trên cánh tay, anh lấy ra thế nào được đây, Nam Cung Yến cần răng nói, tôi giúp anh lấy thì cũng được, nhưng tôi sợ anh sẽ đau đến mức ngất xỉu mất. Cô lấy. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến. Đúng thế, Nam Cung Yến gật đầu. Cô có lấy được không? Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương, chị Nam Cung từng đi cứu trợ nước ngoài, chị ấy có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng không tiêm thuốc tê thì tôi sợ anh sẽ đau đến ngất xỉu thật đó. Ninh Tĩnh ở bên cạnh nói với vẻ mặt căng thẳng. Cô ta chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đạn găm vào xương, tôi đề nghị anh tới bệnh viện. Tôi quen biết với giám đốc bệnh viện, có thể sắp xếp phẫu thuật cho anh, Nam Cung Yến đề nghị. Cô lấy ra cho tôi là được, Trần Triệu Dương nói. Đau lắm đấy, Ninh Tĩnh nhắc nhở. Không sao, tôi có mẹo giảm đau, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Anh có mẹo giảm đau, Nam Cung Yến hơi sửng sốt. Mẹo gì, Ninh Tĩnh tò mò hỏi. Bọn họ vừa dứt lời thì Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra. Anh thành thạo mở khóa, sau đó mở một tệp tài liệu tên là học ngoại ngữ ra. Trong đó có một video, Trần Triệu Dương ấn phát video. Vừa ấn vào là một phụ đề FBI hiện lên, sau đó hai cô gái nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Aoi Soro. Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh liếc nhìn video rồi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ phương pháp giảm đau của Trần Triệu Dương lại là thế này. Bọn họ bỗng nhớ tới một câu thoại, cổ có Quan Vân Trường đánh cờ nạo xương, nay có Trần Triệu Dương xem phim heo lấy đạn. Nếu không phải đang trong tình huống như thế này thì Nam Cung Yến thật sự rất muốn mảng ai kia lưu manh. Hai cô còn nhìn gì nữa? Tuy rằng đây là tác phẩm kinh điển không che của Aoi Sora, nhưng các cô cũng phải lấy đạn ra trước đã chứ, cùng lắm thì đến lúc đó tôi gửi link cho các cô, tự các cô tải về là được. Thấy hai cô gái chẳng nhúc nhích gì, anh nhìn bọn họ rồi nói. Ninh Tĩnh đỏ mặt đáp lời. Nam Cung Yến nghiến răng, cô sát trùng cho nhíp trước. Sau khi xong xuôi, cô nói, tôi bắt đầu đây, anh chịu đựng một chút. Hê hê, hàng kinh điển có khác. Chẳng bao giờ thấy lỗi thời cả. Trần Triệu Dương dường như không nghe thấy, anh còn bình luận một câu. Lúc này, âm thanh cũng bắt đầu vang lên. Nghe thấy âm thanh, khuôn mặt của Ninh Tĩnh càng đỏ hơn nữa. Nam Cung Yến bình phục tâm trạng rồi đưa nhíp vào, đầu đạn hơi thò ra bên ngoài, cô kẹp lấy và giật mạnh ra. Chỉ có điều đạn ghim quá sâu nên không thể gắp ra ngay được. Ninh Tĩnh ở bên cạnh kẹp bông lau máu liên tục, cô ta lo lắng nói, chị Nam Cung. Nhanh lên một chút, chảy nhiều máu quá. Tôi biết rồi, mồ hôi rịn ra trên trán Nam Cung Yến.
Cô phát hiện ra cái nhíp chẳng có tác dụng gì cả, bèn nói với Trần Triệu Dương, để tôi đổi sang kìm thử xem, anh cố nhịn nhé. Tiếc là Aoi Sora đã giải nghệ, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu tác phẩm kinh điển để đời đây. Dường như không hề nghe thấy, Trần Triệu Dương tiếp tục bình luận. Nhưng lúc này, có vẻ như sợ Nam Cung Yến làm ảnh hưởng tới anh nên anh đã chỉnh âm lượng lên to hết cỡ. Đúng lúc này, phim heo đến phần cao trào. Nghe thấy âm thanh ấy, Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh bất giác đỏ mặt. Nam Cung Yến thầm mang ai kia lưu manh. Trong lòng cô tự nhiên nghĩ tới chuyện dân mạng đồn rằng phim của Aoi Sora đều bị che, vậy thì Trần Triệu Dương lấy đâu ra bản không che này. Ninh Tĩnh, đừng nhìn nữa, lau máu đi, sắp lấy được đạn ra rồi. Nam Cung Yến gọi, ai? Ninh Tĩnh ngơ ngẩn cả người, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa. Thế nhưng cô ta vẫn rất nhanh tay, lấy bông lau máu liên tục. Lấy đĩa đựng. Nam Cung Yến hô. Ninh Tĩnh lập tức cầm một cái đĩa lên. Leng keng. Một viên đạn dính máu rơi xuống đĩa. A. À, phù. Trần Triệu Dương giống như bị hạ đường huyết, ngồi uể oải trên sofa. Băng bó xong cho Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng của anh thì quan tâm hỏi, có phải anh cảm thấy chỗ nào đó khó chịu không? Nếu có chỗ nào khó chịu, anh cứ nói với chúng tôi đưa anh đi bệnh viện. Ninh Tĩnh nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Trần Triệu Dương, quan tâm hỏi han. 2. Trần Triệu Dương thở dài một hơi, Aoi Sora đi lấy chồng rồi, thanh xuân của tôi phải khép lại rồi. Hả, Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn tưởng Trần Triệu Dương đang đau khổ vì chuyện gì đó, ai dè lại là chuyện này. Lưu manh, hai người con gái mang thầm. Trần Triệu Dương, cháu không sao chứ? Con gái, mấy đứa không sao chứ? Ngay lúc này, Nam Cung Minh Đức bước vào, vừa nhìn thấy Trần Triệu Dương bị băng bó thì hoảng hốt hỏi. Không sao, cháu chỉ không may bị bắn trúng mà thôi, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Minh Đức, cười nói, có điều viên đạn được lấy ra rồi, không có gì đáng lo. Bị bắn trúng, cháu có cần đi bệnh viện không? Nam Cung Minh Đức hỏi. Không cần. Trần Triệu Dương đốt một điếu thuốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Minh Đức lại thấp giọng hỏi. Bố không biết lúc đó nguy hiểm đến mức nào đâu. Nam Cung Yến đã phải dồn nén suốt một đêm, bây giờ nhìn thấy bố mình, cô có thể giải tỏa được rồi. Sau đó, Nam Cung Yến kể lại toàn bộ câu chuyện cho. Nam Cung Minh Đức nghe một lượt. Nghe xong, Nam Cung Minh Đức nhíu chặt mày. Ông ta chỉ nghe qua diễn biến mọi chuyện cũng đủ biết khi ấy nguy hiểm đến mức nào chứ không giống như Trần Triệu Dương đã nói qua điện thoại, bọn họ bị đánh úp. Nam Cung Minh Đức an ủi con gái một lúc. Đợi bọn họ bình tĩnh hơn, ông ta bảo hai người sớm về phòng mình tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Trần Triệu Dương, chuyện ngày hôm nay may là có cháu. Nếu cháu không ở đó, e là Tiểu Yến xảy ra chuyện rồi. Nam Cung Minh Đức thấp giọng nói. Lần đầu tiên Nam Cung Minh Đức chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương, một người không tấc sắt trong tay lại đánh gục nguyên một đám người dùng súng, cuối cùng còn cứu được cả mấy người Nam Cung Yến. Chuyện này không phải một người bình thường có thể làm. Ha ha. Đây là điều cháu nên làm thôi. Trần Triệu Dương cười trừ. Bảo vệ Nam Cung Yến là nhiệm vụ của anh cảm thấy chẳng có gì đáng để nói cả. Chú Nam Cung, cháu gọi chú tới đây là muốn chú điều động người đi điều tra chuyện ngày hôm nay do ai làm ra. Gần đây có ai nhằm vào Tiểu Yến hay không? Trần Triệu Dương nghiến răng nói, nếu điều tra ra, chú lập tức cho cháu biết, mấy chuyện sau đó cứ để cháu lo. Nghe anh nói vậy, Nam Cung Minh Đức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta biết câu này của anh có ý gì. Ông ta từng nghe bố mình nói, một mình Trần Triệu Dương mạnh ngang một trại lính. Trước đây, Nam Cung Minh Đức không tin nhưng trải qua chuyện đêm nay, ông ta đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ông ta gật đầu nói, chú cho người đi điều tra ngay đây, sẽ cho cháu câu trả lời sớm nhất. Chú Nam Cung, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu đi nghỉ đây. Trần Triệu Dương đứng dậy nói. Được, Nam Cung Minh Đức đáp. Có yêu cầu gì thì cháu cứ nói với chú. Yêu cầu thì đúng là cháu có, chú tăng cường đội ngũ bảo vệ Tiểu Yến chú Ti, Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Minh Đức. Nghe thấy thế, Nam Cung Minh Đức lập tức đáp, Trần Triệu Dương, cháu thật sự nên xây dựng mối quan hệ tốt với Tiểu Yến, tốt nhất là có thể ở bên cạnh bảo vệ con bé, nếu không chú sợ chỉ nâng cao mức bảo vệ cũng vô dụng. Dù sao hai đứa là vợ chồng rồi, có lúc mạnh tay chút cũng được. Con gái chú hơi bị động, cháu có thể chủ động chút. Cháu biết rồi. Trần Triệu Dương gật đầu. Dứt lời,
Trần Triệu Dương đi vào trong phòng. Anh bị mất khá nhiều máu, buộc phải nghỉ ngơi cho tử tế. Nam Cung Yến và Ninh Tĩnh tắm xong, hai người nằm ra giường một lát.